Quê cháu, quê cháu, không phải tìm mãi không thấy đâu. Cái lúc trả tìm nếu không thấy đâu. Đấy, trả tìm để tìm qua một cái thương nhân kéo rồi. Hôm qua hai cái tìm lộn cho mắt đấy, chẳng lấy mẹ sao. Đấy, mấy chục thôi. Vọng mấy chục thôi. Năm chục có cái ba vàng đẹp luôn. Hôm qua nào. Có cái thì nhắn tin cho cái tìm thăm chút tính luôn. Đấy, cái đấy nó đó đấy. Cái này nó đấy. Nó không nên. Cái này có bao nhiêu màu vậy chị? Đây mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu. Tùy ra giúp các màu các mẫu đi người ơi. Đây ấy đi không mà chỉ không bọn chị lấy luôn không đây luôn đi. Hello các tình yêu, em chào chị sổ ôi hoa có chủ à. Em chào chị Dương Huyền nhá, chào chị Linh Phan ạ. Xin chào tất cả các chị ơi, xem live stream của em hôm nay rất là nhiều mẫu xả và nhiều mẫu mới về các chị nhá. Chị Hà Đào ơi, 5 ngày chị được đơn cho em xin số điện thoại bên em kiểm tra đơn hàng ạ. Chán quá đặt hàng gọi chốt đơn. Chị ơi, đơn hôm qua với đơn, quên đơn của hôm nay nhà em chưa gọi chốt xong nhỉ nhá. Thì ngày mai nhà em sẽ gọi chốt tiếp. Chiếu điều hòa hiện tại em đang hết hàng, chị Lê Kim ơi, chiếu điều hòa hết sạch luôn. Tại vì em còn có hơn 10 cái. Xong là xả phát là khách hàng gọi đến chỗ hết rồi chị ơi. Nó còn có hơn 10 cái màu ghi 1m6 thôi mà. Đấy xinh nhỉ. Ôi chị, cái này hỏi trên váy của sao đẹp quá nhỉ. Thời tiết này mặc thoải mái rồi. Thời tiết này mặc thoải mái này, nó xe lạnh chứ. Màu lên đồ bộ đồ đi em ạ, có rất nhiều độ bộ đồ, kể cả hàng mùa hè, quên hàng thu với hàng đông em về hàng rồi. Nhưng mà trước khi em like mẫu mới và em đang có một ít cái hàng sale được chưa ạ, của gì ạ, hàng Mezi nhá. Các chị nhớ hàng Mezi ạ, rất là nhiều siêu phẩm luôn. Đưa cho em cái cọc ở chỗ kia cái. Đây Mezi đây các chị ơi. Mezi hôm nay cho các bác giá đẹp luôn nhá. Bác nào nhanh tay mình chốt Mezi cho em luôn ạ. Rồi chị Nguyễn Thị Thủy em còn hàng, chị cứ lên số điện thoại của em với. Chị Man, Nguyễn Thị Man cho em số điện thoại hôm nay chốt được chị với nhà. Ok chị Quang Linh. Các chị ơi nhanh tay giúp em với tất cả hàng Mezi hôm nay theo đồng giá các bác 99.000 đồng một cái. Các chị nhìn hàng này 99k và lên số điện thoại em cho các chị xem qua những cái mẫu nhá. Tất cả đều còn số lượng là 1 chiếc 2 chiếc. Đấy chị ạ, bây giờ sẽ tổng hợp các bác luôn ạ. Mình hoa nỉ cho em ạ, không chọn kiểu không chọn mẫu các chị nhá. Không chọn kiểu mà không chọn mẫu cho em hàng 22 em đang bán. Bây giờ em xả các chị 99.000 đồng một cái. 99k và lên số điện thoại cho em toàn mẫu đẹp cho các chị nhìn hàng này. Mã sản phẩm cho em là áo chị mặc bao nhiêu thấy á? Rồi chị Loan áo mặc áo đẹp quá. Trời ơi, tí em lên mẫu này, mẫu mới về xong thì các chị nhìn cho em mẫu áo của hàng Mezi các chị này. Được cái nào lấy cái đấy chị nhá. Em sale các chị 99.000 đồng một cái. Các chị lên mã cho em là mã gì Huyền ơi? Lên giúp em là mã K1 nhá các chị nhá. Lên cho em mã K1 của em với. K1 và kèm ra số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng. Em ơi chị nào nhanh tay mình ơi, chị mình chốt được đơn hàng thật sự luôn ạ. Mã hàng này nếu mà ngoại trường các chị mua phải tầm khoảng trên 300.000 một cái. Đợt trước em đang bán là hàng 220 đúng không? 221, 220, 195 với 200.000. Bây giờ em cho các chị luôn là 99.000 đồng một chiếc. Và em còn mấy chục chiếc có cả hở vai chị nhá, có cả lệch vai này. Nó sẽ có cả lệch vai. Ok chị ạ, có cả lệch vai, có cả gì ạ, cổ tròn. Nói chung là hầu như là dáng crop top. Đó, hầu như là dáng crop top. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Lên mã lên đơn cho em là mã này là mã K1 đúng không? Mã K1 và kèm cho số điện thoại cho em ạ. Em sale đồng giá các bác luôn, 99.000 đồng một áo. 99k và kèm cho số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn hàng thành công nhá. Em sẽ có phong các chị từ 40 cân đến tầm 70 cân. 40 cân đến 70 cân em chốt đơn. Đây cho các chị xem qua cái mẫu của nó. Những cái mẫu mà hiện tại đang còn hàng các chị nhá. Được chạy 99.000 đồng một cái. 99k và kèm số điện thoại cho em mã gì ạ? K1 đúng không? K1 cộng số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn hàng. Hôm nay có về rất là nhiều mẫu mới các chị mình cứ từ từ. Đấy ạ, các chị mình cứ từ từ cho em ạ. 99.000 đồng các chị lên đơn. Mã sản phẩm cho em là K1 các chị nhá. K1 cho em. Em ơi toàn con xinh như này luôn này. Nhiều ôi nhiều cái đáng yêu dã man luôn. 99.000 đồng ai làm được giá này đúng không ạ? Các chị đi nhấy buôn cũng có giá này luôn. Lấy buôn lấy chị cũng có giá này luôn. Bây giờ em tặng các chị luôn 99.000 đồng một cái. Tất cả đều là hàng của Mezi cho em các chị nhá.
Để chạy tất cả phông của Mary cho em, các chị hàng này, mỗi thứ em còn sót một tí thôi. Để chạy kể cả hàng bom về hôm nay em cũng tặng các chị bằng giá hàng bom luôn. Bằng giá hàng bom luôn, 99.000 đồng cho em một con áo Mary, xanh, đỏ, trắng, vàng, hồng, cam, các kiểu luôn. Đấy, 99.000 đồng một áo, các chị lên mã sản phẩm chuyên là K1. Đây là hàng sale, các chị mình lưu ý cho em nhé. Số lượng nó sẽ có là rất là ít thôi, mỗi mẫu một kiểu. Mỗi mẫu một kiểu cho em, các chị lên đơn hàng. Xả hết các chị phông Mary này, được chưa? Phông Mary xịn đẹp cho các chị luôn, 99.000 đồng. Cái này em sẽ hạ mốc các bác luôn, được chưa? Hạ mốc luôn ạ, toàn bộ siêu phẩm đẹp như này luôn. Form các chị mình cứ cầm tầm khoảng từ 40 đến 70 cân để chọn được cái mẫu nào có form, có form, form mình vừa thôi. Chứ còn kiểu thì thực sự các bác là không chọn được, mỗi cái nó một kiểu, được chưa? Mỗi cái nó một kiểu luôn ý. Thế các chị này, xinh chưa? 99.000 một cái, được chưa? 99.000 đồng một cái. Em bao đẹp các chị mình luôn, toàn bộ nó xuất sắc này cho các chị ạ. Đây là các chị này, mỗi thứ em còn một cái thôi, mẫu nào cũng xinh và hầu như nó sẽ có là hở vai này nhiều chị nhá, hầu như nó sẽ có hở vai này nhiều. Mã hàng trên là K1 đúng không? Được chưa? K1 kèm số điện thoại cho em, các chị cố gắng báo nhân viên là xem cái màu nào xem mà mình vừa thì mình chốt nhé chị nhá. Được chưa? Có cả hở vai các chị này, có cả hở vai, em tặng các chị đồng giá có 99.000 đồng một cái. Nào chuyển mẫu em ơi, chị ơi chuyển mẫu nào. Đây các chị thấy không ạ? Ô đẹp dã man luôn. Bà Hương xem cái cọc này có lấy được cái nào không nhỉ? Xem mẫu này ưng, có cổ này. Nó có 3 màu. Xem còn lấy thêm một lần. Rồi tiếp cho em nhá, K1 em chuyển mẫu luôn. Rồi K1 cho em từ 40 cân đến 70 cân các chị nhá. Có chọn không chọn đâu chị ơi. Bây giờ em mỗi mẫu em có một chiếc thôi, thì tất cả em tổng hợp lại là mã K1 cho em, các chị lên đơn hàng. Và kèm với số điện thoại chỉ là các chị chốt đơn nhá. Nhiều kiểu lắm. Đây là những cái kiểu là em bị sót lại, và nó còn kiểu là mỗi lô thì em còn sót lại một vài cái thôi, thì em cứ tổng hợp lại. Đấy chị ạ, với mức giá là 99.000 đồng. Đây cho bà Hương này, bà Hương ơi. Bà Hương ơi này. Này kìa. Ôi, rộng rộng lên đây. Hai. Nhiều người thích cái kiểu này nha. Kiểu này đi chợ bán khó. Trời ơi, 99.000 đồng một cái. Đấy chứ ạ, hở vai vẫn là cái mã đấy chị, hở vai vẫn là cái mã K1. Em cho các chị vào mã mà chị. Tất cả đều là hàng Mary. Đấy chứ ạ, tất cả đều là hàng Mary. Đến số lượng thôi. Được chưa? 99.000 đồng một cái, các chị lên đơn nhé, 99k và kèm số điện thoại cho em. Có cả hở vai, có cả cổ tròn. Được chưa? Em tổng hợp các bác là một mã, đó là mã K1 các chị nhá. Rồi tiếp theo em sang các chị một mã thứ hai. Quyền cắt này, còn mấy cái bộ đũi đưa em cái. Bộ đũi kìa. Vâng vâng, ok bà. Được chưa? Áo em mặc bình tĩnh em lên rồi, các chị cứ hỏi áo em mặc này, đợi em tí nhá. Em lên nút mã này xong em lên cái áo em mặc luôn bây giờ. Em còn một ít cái bộ đũi này, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Tiếp theo mã này các chị ơi comment giúp em là mã K2 nhé các chị nhá. K2 nó là bộ đũi. Đây ạ, bộ đũi lẻ. Các chị ơi bây giờ xem có size nào vừa thì mình chốt đơn thôi. Được chưa? Có size nào vừa mình lên đơn hàng. Các chị em nói luôn trên livestream là em chỉ có tầm 4-5 bộ thôi. Chị nào mình chốt được thì mình vui vẻ. Chứ hôm nay có một số chị ạ, không chốt được gọi đến nói rất là gọi là cay cú luôn. Bảo là hàng xả thì không bao giờ được chốt đơn. Còn những mã hàng bán bình thường thì được gọi chốt đơn hàng, được gọi chốt đơn hàng bình thường. Lần này tao bom hàng. À lần này bố mày bom hàng. Đấy, có kiểu khách như thế các chị ạ. Tại vì hàng xả này nhá các chị nhá. Em thông báo luôn nó chỉ có 4-5 bộ thôi. Được chưa ạ? Bộ đũi này ạ, chọn cho em quên, chọn size vừa thôi nhá các chị nhá. Chắc là size đến tầm khoảng bao nhiêu cân nhỉ? K2 nhỉ? 63 cân. Rồi cho các bác luôn 50.000 một bộ. 50.000 đồng một bộ. Nó chỉ còn nó sẽ có màu nâu các chị ạ. Màu nâu, màu ghi, màu đen, 3 màu. Nâu ghi đen 3 màu, chọn size vừa thôi các chị nhá, không chọn màu. Được chưa? Được bộ nào lấy bộ đấy, có đúng 4-5 bộ thôi em cho các chị mình 50.000 một bộ. Được chưa? 50.000 đồng một bộ cho em các chị nhá. Hàng này ạ. Em thực sự luôn em nhập vào trên 200 rồi đấy các chị ơi, trên 200.000 giá em nhập vào. Bây giờ em cho các chị luôn 50.000. Nó còn 4-5 bộ sót lại thôi. 4-5 bộ sót lại, đắt nào mình nhanh tay thì mình có đơn đây ạ. Mã K2 cho em hết nhá, chị nhá, hết luôn các chị ơi. Tiếp theo ạ, nào. Hôm nay rất là nhiều chị bảo là không được chốt cái mã cổ tròn mắc đen đúng không? Vâng. Thôi ạ, bây giờ nhá các chị nhá, bây giờ mình không sân si nữa. Giờ Huyền đưa chị mấy cọc đây. Kể cả nó còn hàng, còn size em vẫn bán các chị giá rẻ nốt.
Đấy, tại vì nhà em về nó quá nhiều cái hàng đông luôn các chị ơi. Về quá nhiều gì ạ? Đồ bộ này, rồi áo len này, áo khoác này, rồi áo phao, áo gió các kiểu luôn ạ. Thôi bây giờ ạ, ừ, tôi cho các chị đến hết đi. Em bảo luôn các chị nhìn này. Mặc dù nhà em vẫn còn số lượng nhưng mà em vẫn bán cho các chị giá rẻ. Đấy, coi như mã này em chiên khách hàng. Ôi gì alo nhiều thế chị ơi. Chị Minh Anh ơi, alo nhiều thế, báo spam bây giờ. Nào Huyền ơi, giơ chị các mẫu của nhà mình cái mắc cổ tròn ấy, cổ tròn mắc đen. Để dạ, các chị comment giúp em hẳn luôn là mã cổ tròn mắc đen và kèm số điện thoại từng giận em. Từng giận em mà. Thôi mã này thì coi như em bù cho các chị nhá. Thực ra là mã này em vẫn đang về hàng thêm đấy. Em bán em vẫn tiếp nhưng mà hôm nay có rất là nhiều chị gọi điện đến trách. Không chốt được là các chị quay ra các chị trách em, các chị bảo là hàng xả chị không được chốt bao giờ. Đấy, nhưng mà bây giờ em sẽ cho các chị một mã này ạ. Bình thường em vẫn bán giá các chị ơi. Vẫn bán được các chị 135.000, đấy là giá sale rẻ nhất có thể rồi. Hả? Nhưng mà ừ cứ cho các chị hết đi. Ừ cho. Rồi sởi lở trời cởi cho các chị ạ. Nào. Ừ, hàng nó đẹp như này em ạ. Thấy luôn, bây giờ em những cái mã này em vẫn có số lượng các chị nhá. Có củ cà rốt về ờ, vẫn có số lượng. Ờ, vẫn có size số đều. Chị chốt rất nhiều cả nồi cơm điện mong chốt chị Minh Anh cho em xin số điện thoại với. Các chị ơi, thực ra ấy, hôm nay nhá các chị nhá. Nếu như em đã sale là em tổng hợp lại chứ không chọn nhá các chị nhá, không chọn kiểu. Nếu chọn kiểu vẫn giá như hôm qua. Vẫn, nếu mà chọn kiểu vẫn giá gọi là giá bình thường như hôm qua 135, bây giờ em sẽ cho các chị không chọn kiểu, chỉ chọn được size vừa thôi. Đấy, chỉ chọn được size vừa thôi, các chị chọn cho em màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu gì ạ? Màu gì à, màu đen này, màu trắng. Đấy và màu trắng các chị nhá. Đây này. Được chưa? Tặng các chị luôn 109. 109.000 đồng. Em về luôn tại vì hôm nay khách hàng trách em quá các chị ạ. Khách hàng chửi em ý, các chị bảo là hàng xả. Các chị bảo là, các chị nói, em nói nguyên văn nhá. Hàng xả thì đéo chốt cho người ta bao giờ. Chứ còn hàng bình thường thì gọi điện để chốt, gọi là ngồi phát ăn ngay đúng không ạ? Thôi mã này em còn chắc là tầm khoảng tất tần tật 2 mẫu, nó còn khoảng 100 cái, 2-3 mẫu còn tầm 100 cái. Em ơi đừng bán rẻ nữa, không chị nào giận em đâu. Nhưng mà thôi ạ, coi như mã này em chiên nốt. Đấy, 109.000 đồng, các chị comment giúp em là gì ạ? Cổ tròn mắc đen các chị nhá. Cổ tròn mắc đen và kèm số điện thoại cho em ạ. Dưới 65 cân các chị mình vào chốt cho em. Đấy chứ ạ, số chị nào dưới 65 cân các chị mình vào chốt đơn hàng. Chọn màu các chị nhá, chọn màu, chọn size, không chọn kiểu. Đấy, chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Không chọn kiểu, các chị lên mã hàng cho em. Chứ còn thế như các bác mua hàng này nhé em ạ. Chuyến sau thì em về hàng số lượng nhiều hơn thì em sẽ không bán các chị giá này nữa. Mà bây giờ em sẽ tổng hợp các chị mẫu là 1, 3, 4 mẫu là 1 luôn. Các chị chọn được màu với size vừa đấy ạ. Không chọn kiểu giúp em. Không chọn kiểu giúp em nhá. Đấy, em nói luôn quan điểm trên livestream là mình không chọn được kiểu. Cơ bản là em đã cố gắng là em chọn các chị làm 3 mẫu, 4 mẫu. Em cho các chị được giá sale rồi. Đấy chứ ạ, toàn bộ dòng mắc đen này mà các chị vẫn đang mua giá ngoài rất là cao luôn. Đấy chứ ạ, em tặng các chị là 109.000 đồng mà giá bên ngoài vẫn đang bán các chị 220, 230. Chị Đặng Dung ơi cho em số điện thoại với. Các chị mình comment, cứ comment cho là cổ tròn mắc đen. Tất cả đều là dòng mắc đen và dòng tem đôi như này. Form cho các chị từ 40 cân đến tầm 65 cân. 40 cân đến 65 cân, các chị chọn cho em màu hồng các chị nhá. Chọn hồng này, chọn cho em màu vàng các chị ơi. Chọn cho em màu vàng này, màu đỏ này, màu đen này các chị này. Màu đen này, màu gì ạ? Màu trắng này. Và tông màu gì? Màu gì nữa nhỉ? Có màu xanh lam đúng không? Xanh lam hết sạch luôn đúng không? Thế bây giờ nó chỉ còn hồng, đỏ, vàng với đen luôn đúng không? Hồng, đỏ, vàng, đen. Hồng, đỏ, vàng, đen, màu gì nữa nhỉ? Hồng, đỏ, vàng, đen, trắng. Hồng, đỏ, vàng, đen hết trắng nhá. Trắng nó chỉ còn sót 1-2 chiếc thôi. Đấy, còn sót 1-2 chiếc nữa, có cả màu be của mã này này. Có cả màu be nữa, các chị nhá. Màu be nó kiểu kiểu như này luôn, 109.000 đồng một áo. 109 và cách số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Mã cho là cổ tròn mắc đen. Đấy, giá này thôi chị em mình hoan hỉ cho nhau nhá. Ngày mai mà hết là hết luôn đấy ạ. Được chưa? Hết ở trên livestream là hết luôn đấy, chứ không hàng về bù được sau thì em sẽ bán các chị được lại về giá cũ nhé chị nhá. Tại vì hôm nay quá nhiều các chị gọi là, các chị bảo là chị xem live mãi của em xong đến lúc gọi điện chốt đơn thì lại bảo hết hàng. Các chị này, mã này thôi em vẫn còn hàng, em vẫn bán các chị. À có màu trắng này, màu trắng mẫu này, màu đỏ này. Không phải thi thoảng đâu, đây này, cái này có sót tầm chục cái màu trắng này. Cái này còn chục cái màu trắng các chị nhá. Nó đẹp ơi là đẹp luôn, nhưng màu trắng này không phải tầm 6 dưới 60 cân đâu. Các chị nhìn hàng này. Đấy chưa ạ, nhìn áo cho em nhá. Lên mã lên đơn cho em là mã cổ tròn mắc đen. Cộng số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. Thôi ạ, em qua mẫu luôn, không lên lâu quá các chị ơi lại không có hàng để chốt. Mình lại không có hàng để chốt cho nhau, các chị lại bảo em bán gọi là câu view. Em khi mà em chốt đơn là
chốt, em báo nhân viên là chốt đến lúc nào hết hàng thì thôi. Được chưa? Không câu view, không câu like gì cả. Đấy, các chị ơi ạ, chị nào không tin có thể đến tận kho nhà em, các chị ngồi xem nhân viên nhà em làm việc, xem nhân viên nhà em muốn làm việc như nào, chứ không phải nhà em còn hàng nhà em báo hết hàng. Đấy, gọi đến lúc nào hết hàng thì thôi nhá các chị nhá. Rồi áo em mặc là nó là áo len mẫu mới về, nó là áo len mông tơ vi. Mẫu này thì em mới hàng mới về luôn. Len này của em sẽ là len tay lỡ các chị nhá. Len tay lỡ. Mã này là mã gì chị Hoa? K3 đúng không? Len sẽ là mã K3 và kèm theo số điện thoại. Ok cho các chị ơi, em đã có màu xanh này. Tông màu thứ hai là tông màu nâu các chị nhá, màu nâu cây. Đẹp ơi là đẹp luôn ạ, toàn bộ màu len xịn đét luôn. Các chị nhìn chất len cho em ạ, xuống đời chưa? Cái chất len này của em là len Mezi nhá, tay lỡ, mẫu mới nhất. Hàng tất nhiên như hôm nay nhà em ạ, mừng rơn khi mà có hàng về. Để chợ tầm này có hàng bán là xuống rồi các chị ạ. Tất nhiên phải tầm 10-15 ngày nữa mới có hàng. Các chị nhìn hàng cho em với, các chị cho em tông màu đỏ này. Để chợ tất cả đều là hàng của Mezi cho em, các chị lên đơn nhá. Đây màu trắng. Đấy chứ ạ, màu kẻ và tông màu đen nữa. Tất cả sẽ có là 3, 6 màu. Tất cả sẽ có 6 màu, các bác mình lựa chọn luôn. Mã sản phẩm cho em là mã này là mã K3. D à, K3 các chị nhá. K3 cộng theo màu với số điện thoại. Đấy, K3 cộng màu cộng số điện thoại cho em. Form này chốt các chị thoải mái. Tầm từ 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân đổ về. Mở hàng các bác luôn ạ. Dòng này nếu các chị mua ngoài rẻ nhất phải tầm khoảng là 350.000 một chiếc. Thế chạy em đoan mở hàng các chị lô mới. Em tặng các chị luôn ạ, 249.000 đồng một áo. Các bác nhanh tay cho em ạ, comment đúng theo mã hàng và cộng theo số điện thoại cho em. Này, cái thời tiết này bây giờ các chị mặc được luôn những dòng len này các chị nhá. Len này len mông tơ ghi cho em. Chất nó rất là xịn đẹp luôn, mẫu mới tinh tình luôn ạ. Duy nhất mẫu này nhà em mới về hàng nhà em có. Chứ còn thực sự luôn các bác ạ, mã này ngoại trường chưa hề có các chị nhá. Len này nó sẽ là free size. Để chạy dưới 65 các chị mình thoải mái. Tay của nó sẽ là favon cho em. Tay favon. Ui màu này, nói chung mẫu này về được ít đúng không? Ít lắm đúng không? Bởi mẫu này K3 đúng không? Các chị ơi chọn màu nhá. K3 chọn màu cho em, chị Hằng Lệ rồi ok chốt đơn hàng. Chị Oanh Vũ có này, các chị mình nhanh tay thì mẫu này mỗi mẫu. À quên, mỗi màu thì em chỉ có 10 chiếc thôi. Mỗi màu có 10 chiếc, chị Mỹ Mỹ rồi ok. Chị Nguyễn Lan ok chốt đơn, chị Mai Phạm có, chị Phạm Viên ok chốt đơn hàng. Comment đúng mã hàng mà cộng theo số điện thoại, các chị chọn cho em màu đen này. Siêu xinh luôn, tất cả đều là len của Mezi cho em. Siêu đẹp luôn, hàng len thì em đã bán hàng len hãng các chị nhá. Bán hàng len hãng mà các chị mua ngoại trường em thề luôn không vừa dập dưới 300.000. Tại vì hàng em bán số lượng. Đấy chứ không đi kiểu giá lẻ các chị nhá. Chọn các chị vui lòng chọn theo màu luôn cho em với chị Phạm Hằng chốt đơn, chị Minh Nguyệt có là chị Liễu Cô Bò chốt đơn hàng ạ, chị Nga Phạm ok. Các chị ơi comment nó hơi bị ẩn. Thế là các chị mình cố gắng mình lên cho em được cái mã hàng với số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Em thử các bác xem cái màu đỏ các chị nhá. Là màu nào cũng xinh luôn, cái tay von của nó này. Mặc không dặn không ngứa luôn, chất len siêu đẹp luôn ạ. Chọn màu chọn sạn à quên, chọn màu chọn mẫu luôn cho em, mã sản phẩm cho em là mã K1 à quên K3 nhá. Đấy, hàng về nhiều mẫu quá nói nhịu hết cả rồi. Khi nào cũng xinh luôn ý. Đây. Các chị ơi nhìn cái gen này các chị ơi xinh quá các chị ạ. Dưới 65 cân mình thoải mái. Len thì em các chị giặt thoải mái, nó không bị bai rão. Đấy chứ ạ, không bai không xù luôn. Đấy, chị nào đã nhận được cái hàng len hãng của nhà em các chị biết đấy. Nhà em chuyên bộ hàng len hãng. Cổ tròn mắc đen, màu trắng, chị Su Mê đến số thoại cho em với chị Lã Văn Thuấn ok, chị Hoàng Quỳnh, chị Nguyễn Nhung. Các chị ơi, các chị nhận hàng ạ, nhớ bóc hàng kiểm tra trước các chị nhá. Chất len đẹp này, đanh chất này, mẫu mã xinh ạ, nhận hàng đúng hàng, mình kiểm tra hàng, mình đúng hàng, mình lấy hàng cho em nhá. Các chị lên ạ, đúng mã hàng cho em là mã K3. Đấy, chọn màu cho em với, các chị ơi, toàn bộ hàng mới về. Em còn gần đến phút, gần đến cái giờ live stream của em mới dám đăng bài. Tại vì ạ, mã này mà đăng lên cái là mất mẫu. Đấy, mãi đăng lên phát là mất mẫu, người ta lấy mất mẫu luôn. Cho nên là em còn không dám đăng hẳn hình lên, đến gần giờ em live stream em mới lên hàng. Các chị lên đơn ạ, em bao giá các bác luôn. Đấy chứ ạ, 249.000 đồng một áo. Chọn màu cho em luôn, các chị nhá, toàn bộ hàng lên hãng. Khi em cũng bán hàng lên gia công, hàng lên xưởng các chị đâu. Chọn màu cho em luôn, đây màu nâu cây này, phê cho màu nâu cây này. Em ơi, cái cổ của nó xinh chưa các chị ơi. Đấy chứ ạ, cổ pha von cho em các chị nhá. Đấy chứ ạ, cổ này ra phay von cho em và cái cổ của nó sẽ pha viền cho các chị mặc có người trẻ trung luôn. Rồi chọn màu cho em luôn các chị ơi. Em chuyển mẫu luôn nhá, di chuyển sang mẫu khác luôn. Cho em màu đỏ nữa em ơi, em cứ lên mẫu và kèm số điện thoại đi ạ. Còn các chị nào đã mua xong dòng len nhà em rồi, các chị yên tâm luôn là lúc nào các chị về nhà các chị ưng với chất lượng luôn. Đấy chứ ạ, và so sánh ngoại cho các chị mua rẻ tiền trăm. Đấy, các chị được mua rẻ tiền trăm luôn. Tiếp theo em sẽ lên mạng các chị mẫu K4. Hôm nay về toàn đẹp. Ôi các chị ơi. Đấy chứ ạ, hôm nay về đẹp dã man luôn các chị nhìn hàng này. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng len xịn đét luôn các chị nhìn tay gen của nó nhá, nó không bị cứng một tí nào luôn. Tay gen rất là mềm.
Các chị lên mã cho em, chị Thanh Nhạn ơi comment màu. À comment cho em, quan trọng là các chị phải comment được cái mã hàng. Còn màu sắc các chị chọn sau cũng được. Đấy. Chị Bà Nội Ong rồi ạ, chị Trần Tới ạ, Su Lê rồi, ok chốt đơn hàng. Rồi tiếp theo các chị lên đơn mã này cho em là mã gì? K4. K4 nhá. K4, em thử mặc màu cam nhá. Mã này từ từ đã, để em xem đã, các chị nhìn hàng này. Để chạy chất lên cho em này. Lên thì em không bán các chị hàng lên kiểu gia công mà hàng lên kiểu vớ vẩn của các chị đâu. Đấy, nhận hàng cho bác hàng kiểm tra chất lên xấu mọi người trả lại hàng cho em. Chất lên xấu mọi người trả lại hàng cho em này các chị này. Cái này là khâu cườm các chị nhá. Để chạy khâu cườm cho em. Rồi các chị chọn màu luôn, em sẽ mặc các chị màu cam trước. Năm nay đang hot màu cam. Em sẽ lên các chị màu cam trước. Ừ, con này đẹp thế nhỉ. Hôm nay về mẫu nào cũng ưng luôn ấy. Này, tí lên con kẻ kẻ đấy cho. Con kẻ nó không đáng yêu lãng mạn. Cái nào cũng muốn lên các chị. Hôm nay toàn bộ mẫu len sẽ lên là mẫu len mới nhất. Đấy, mẫu này các chị dưới 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân là em chốt đơn hàng. Em mặc đầu tiên sẽ là màu cam. Mẫu này của em sẽ là dòng tay lỡ nhá. Màu xanh này là xanh, em gọi màu xanh này xanh dương nhá. Mẫu K4 đúng không? K4 màu đen này. K4 cho em ạ, tông màu trắng. K4 cho em kẻ. K4 kẻ này. K4 màu xanh lá. Và dạng K4 màu cam kèm theo số điện thoại cho em. Tất cả cái bảng màu đấy sẽ có 6 màu cho các bác mình lựa chọn luôn. Chọn màu cho em với, chọn màu cho em với. Mã này là mã K4 ạ. Mã này sẽ là dạng 200 ạ. 49.000 đồng. Tất cả dòng tay lỡ hôm nay em bao giá các bác luôn. Không nhà ai bán được giá trên line 249. Đấy dạ, các chị lấy xỉ giá cao hơn. Đấy, mà hiện tại bây giờ tắt liên hàng không về được. Nhưng mà hàng em vẫn về đều. Là các chị biết nhà em đặt cái mẫu này rất là lâu rồi. Hôm nay mới về được hàng các chị nhá. Lên mã lên đơn cho em ạ. Người ta bảo là tầm giờ này có hàng là bán là sướng rồi. Đấy, báo tặng biên phải tầm nửa tháng mới có nữa. Nửa tháng mới có thêm hàng. Rồi mã này các chị lên đơn hàng chứ là mã K4 nhá các chị nhá. Hai áo bom này hết hàng rồi. Chị Kiều Nguyễn ơi, đặt mã khác giúp em với. Em bảo cái hàng bom nó chỉ có ít thôi mà. Ví dụ có 10 cái quần bây giờ hàng trăm chị đặt lấy đâu ra quần nữa chị đúng không? Em bảo chị nào đặt được thì hoan hỉ. Chị nào không còn thì các chị mình thông cảm đặt mã khác nhá. Đây mã này các chị lên đơn cho là K4. Xinh ơi là xinh luôn. Cổ này. Để chạm kết cườm cho em. Chị Hương Vũ, Đặng Thủy, chị Tuyến Ngô, ok em lên đơn. Chọn màu cho em các chị nhá. Con này rút dưới 60 cân. Cô chuyển khoản cho Loan 810.000. Tí cháu xem chứ cô Yến ơi. Phạm Ngoan này cái link nó cũng bảo cháu rồi ạ. Chị Hằng Lệ chốt đơn, chị Hoàng Linh ok. Các chị chọn màu luôn ạ. Hoàng Thu Nguyễn chốt đơn, Lê Trần có đơn hàng. Các chị nhìn chất này xuống đời không? Em mặc các chị thử cái màu xanh dương này nhá. Em thấy cái màu xanh dương nó cũng đẹp này. Em ơi cái bảng màu không chê được cái màu nào luôn ý. Bảng màu không chê được màu nào luôn. Các chị bình tĩnh nhá. Tí em lên bộ hôm nay có rất là nhiều bộ hàng thu với hàng đông. Có cả bộ Quảng Châu lẫn hàng công ty nhá. Và đa số em về bộ hàng Quảng Châu là nhiều. Đây này, mặc cái màu này cũng xinh này. Kiều ơi, mặc cái mẫu này trông nó trẻ, trông xanh thế chứ lại kẻ. Màu xanh lạ ấy. Ôi, cái màu xanh thì trông màu xanh lạ ấy nhờ các chị ạ. Mẫu này các chị về mặc được luôn. Để chạy không phải đợi thời tiết là lúc nào mà rét mới mặc được. Đấy, về các chị mặc mẫu này đẹp luôn này các chị này. K4, ok em yêu. Thanh Nhạn này, Nguyễn Tu Hằng này, Trần Đụ này. Em cảm ơn chị Loan Hoàng. Chị ơi, mã này là 249.000 đồng một áo. Hàng tay lỡ, chị nhắc tay lỡ là 249. Chị Vũ Hà, ok em chốt đơn. Rồi các chị chọn màu cho em luôn, mỗi màu chỉ có 10 chiếc thôi. Tại vì hàng này không đặt được nhiều ý. Về cái còn tranh nhau các chị ạ, về cái tranh nhau luôn. Mã này nếu các chị mua lẻ bên ngoài không có dưới 300.000, em đảm bảo các chị luôn. Xem về có chỗ nào bán rẻ hơn thì em mới cho các chị trả lại. Đấy các chị ạ, mã này là mã K4 đúng không? Hôm nay nhiều mẫu về, xinh ơi là xinh. Chị Hoa Vũ, Nguyễn Hoa, chị Nguyễn Thủy, nhớ lên số điện thoại ấy chị nhá. Toàn màu mới thôi các chị này. Nhìn màu này, cái màu xanh nó phải xanh lè xanh lét thôi chị ạ. Màu xanh bên ngoài là màu xanh lậm đậm cho em, các chị mặc nó không bị dìm ra. Em mặc là xanh dương các chị nhá. Còn đây là tông màu kẻ cho em. Hôm nay mẫu nhiều mẫu mới về em sẽ tua nhanh mẫu đấy. Các chị mình cố gắng mình để ý cái mẫu hàng với lại là cái mã cho em ấy nhá. Mã hàng mà các chị nhớ comment cả số điện thoại giúp em với. Đây chị ạ, chọn cho em kẻ đi ạ. Đây kẻ đây. Tay này các chị này, ren này nó mềm lắm luôn mà ren này hai lớp liền các chị nhá. Hẳn hai lớp liền. Mà gen này ạ, các chị về bị dặn bị ngứa, mặc cái bị dặn ngứa các chị trả lại hàng cho em. Em bao các chị luôn, tại vì hàng lên này hàng lên hãng, các chị mặc nó xuống đời lắm. Để chặn thay vì các chị mua nhiều cái, giá nó rẻ thì các chị mua một vài chiếc cái giá này các chị à, mua cái hàng này mặc các chị này. Tính ra các chị mua nó gọi là đẹp, mẫu mã nó đẹp chứ không có hay bị đụng hàng. Không hay bị đụng hàng luôn. Các chị vui lòng chọn cho em màu nhá, chọn cho em màu đen này. K4 chọn cho em ạ, tông màu trắng. Quần đây. Các chị ơi nhìn mẫu cho em. Siêu xinh luôn. Nhận hàng nhớ bóc hàng kiểm tra các bác nhá. Chị Phạm Đỗ ok, chị Sen Trần chốt đơn. Rồi chị Nguyễn Hằng có này. VIP 3 là cái gì ta? VIP 3 là áo gió đúng không? Em không nhớ mẫu nào luôn, chị từ từ đã để em lên mẫu đã.
Ờ đâu, 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 cái này con Prada này, cổ bẻ này. Nên các chị muốn mẫu cổ bẻ, các chị mặc đi làm đi. Các chị nhìn kỹ mẫu K4 chưa để em chuyển mã các chị ơi. Đấy nha các chị, em giơ lại các chị màu nhá. Hôm nay nhiều mẫu quá, em bắt đầu em nói nhịu cái này các chị ơi. Tại vì sướng mà, đợi bao nhiêu lâu mới có hàng về. Đấy, đợi bao nhiêu lâu có hàng về, về cái lên luôn các chị ơi. Em còn chưa kịp nhìn giá nhưng thôi cứ bán. Cứ bán. Đấy, em bao giá các chị luôn rồi ạ. Cái gì ạ? À, không có số to, em có nhiều mẫu có con to mà chị Huệ Tạ, Hòe Phan ạ, à, Nguyễn Nữ và Trần Tới chốt đơn hàng. Em ơi nhiều mẫu. Xinh ơi là xinh luôn, thì em luôn lúc nào cập nhật các chị mẫu mới luôn. Đấy các chị ơi ạ, à, chia sẻ bài cho em rồi. K4 màu đen nhá các chị nhá, K4 màu trắng này các chị này. Tay gen cho em hai lớp đấy ạ, à. Gen này không dặn không ngứa luôn, nó không như hàng rẻ đâu các chị nhá. Mã K4 cho em ạ, à, màu kẻ. K4 cho em màu xanh lá, K4 cho em xanh dương. Để chạm vào K4 cho em tông màu cam, mẫu em sẽ có 6 màu. Em chuyển mẫu các chị nhá. Các chị chọn màu em luôn với ạ. Tại vì mỗi màu, mỗi mẫu nó chỉ có 10 màu thôi. À quên, mỗi màu. Cái gì nhỉ? Sao hôm em nói nhịn nhỉ? Cái. Mỗi màu chỉ có 10 chiếc. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo lên mã gì được? Cổ bẻ nhá các chị nhá. Lên mã cổ bẻ luôn đi các chị ơi. Khách sỉ em nhập được mã này cũng sướng này. Đấy, khách lẻ em cố gắng mình chốt nhá các chị nhá. Tiếp theo ạ, nếu em không bán hàng lên vài chục nghìn, em thẳng thắn em nói luôn quan điểm trên livestream. Đây vì lên đấy về các chị chỉ mặc được đúng một lần, nó dão nó bay ra không thể mặc nổi. Tính ra còn đắt hơn cả đi thuê. Đấy mình nên chọn cho em những cái mẫu này. Áo len để mặc loại trên 200 nghìn mặc nó mới gọi là mặc được. Đấy. Mà mẫu mới nhất của năm nay lúc các chị nhìn thấy không ạ? Cái chữ các chị này. Xinh ơi là xinh, cái cổ nó rất là đanh chất các chị nhá. Các chị chọn cho em mẫu này là mẫu K5 nhá các chị nhá. K5 và cộng số điện thoại cho em. Em sẽ có tất cả mẫu này là có 5 màu nhỉ? 5 màu đúng không? Đây. 5 màu đẹp nhất em chọn. Trời ơi, em chọn màu các chị cũng phải nghĩ luôn. Để chạy luôn cập nhật xu hướng, cập nhật mẫu mới nhất luôn các chị lên đơn ạ. Chị Huế Phố ơi, chị cứ lên cho em những cái mã này này, mã này em sẽ có hàng cho các chị. Để chạy cứ lên đơn đi. Chỉ sợ không hàng chốt à, chị Nguyễn Nguyễn ok chốt K4 xanh dương nhá. Quần em mặc có, hôm nay có về đủ size đủ số, có cả màu đen và màu trắng, hai màu quần. Đợi một tí em lên sau, quần em mặc là mã quần xịn. K4 là 249.000 đồng các chị ơi, K4 em mặc là 249. Tiếp theo chị chuyển sang mẫu K5 ạ. K5 cho em lên màu cam nhá. Các chị ơi, em lên màu nâu tây nhỉ, nâu tây thì có ít. Hay lên màu cam nhá. Các chị nhìn hàng này, chất len nó đanh như thế này mà các chị đảm bảo các chị nhận hàng các chị sẽ ưng, mà chị nào không ưng các chị trả lại. Để cho em nói luôn các chị đã không ưng giả lại. Tại vì ạ, à, em chắc chắn là 10 chị nàng, 10 chị nhận hàng ưng cả 10 luôn. Đấy, ít khi chị nào chê được cái chất len nhà em lắm luôn ý. Mẫu nào cũng đẹp, trời ơi, mẫu mới các chị ơi. Em lên mẫu nhá, chuyển mẫu ạ. Lên tất cả các mẫu mới cho các chị ngày hôm nay luôn nhá. Đồ bộ các chị từ từ nhá, hôm nay em về rất là nhiều bộ. Em đã đăng vài là em có hàng mà. Thậm chí em còn không dám đăng lên ý, có hàng về mà không dám đăng ý. Tại vì là các chị nhắn tin hỏi nhiều quá, không có thời gian trả lời luôn. Các chị nhìn mẫu này cho em nhá. Con này trước các chị thoải mái tầm 63 cân này. Cổ bẻ các chị mặc đi làm thoải mái, tay lỡ cho em. Thời tiết sang thu bắt đầu các chị mặc được mẫu này rồi. Nó lên mông tơ ghi các chị nhá. Lên mã sản phẩm cho em là mã K5. K5 kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, giá em non bán là giá số lượng, cho nên đừng chị nào bảo em non bán phá giá, em non bán rẻ quá nhá chị nhá. Em chỉ cần bán được số lượng thôi, em không cần biết là em được, em không cần phải lãi là 20-30 nghìn một cái, em chỉ cần lãi các chị 5 nghìn cái thôi là em đã gọi là có công rồi. Thề luôn, cái nào được giá em được lại các chị 10 nghìn. Đấy chứ ạ, còn bình thường 5 nghìn đến 10 nghìn một cái là em sang tiền luôn. Đấy, mã này các chị lên là K5, các chị chọn cho em màu, em mặc là màu cam này. Tông màu thứ hai cho em sẽ là gì ạ? Tông màu trắng. Tông màu thứ ba cho em là tông màu nâu. Tông màu thứ tư cho em là tông màu xanh lá. Và gì ạ? Tông màu thứ năm cho em là tông màu đen. Tất cả em sẽ có 5 màu, các bác mình lựa chọn luôn. Form các chị tầm 40 cân đến tầm 63 cân đổ về các chị nhá. 40 cân đến 63 cân đổ với em chốt đơn hàng. Form đẹp chưa các chị này? Có cổ cho em các chị mặc đi làm. Mã này em tặng các chị 249, chọn màu cho em. Form đến tầm 63 cân ạ. 249.000 đồng một áo chị gái ơi. Áo khoác da gì? Quần em mặc là mã quần xịn. Đâu lấy chị cái mã quần xịn lấy về. Quần mặc sướng mà nó dày dặn lắm các chị ạ, mặc đi làm thoải mái. Được chưa? Quần em mặc đi làm thoải mái, các chị lên đơn nhá. Áo em mặc là mã K5, chọn màu cho em luôn ạ. K5 chọn màu. Trời ơi đẹp chưa? Các chị nhỉ? Đây chị ạ, trắng này. Em thế luôn, sờ cái chất len nó đanh mà nó dày dặn lắm các chị. Chứ không phải cái chất len mà nó khô rắc rắc đâu. Bỏ ra cái chất len nó suôn, nó mềm như thế này mà các chị. Toàn bộ len của hãng FCR cho em. Toàn bộ len của hãng FCR các chị lên đơn. Nói chung là nhìn qua các chị biết là len xịn hay kiểu là len kiểu gia công đúng không ạ?
Hàng đấy Loan đẹp lắm, mặc mãi không hết, cả chật tủ rồi ạ. Ôi bây giờ Loan ơi thấy cô không? Cô Nguyễn Yến ơi, cháu nhìn thấy cô, cháu trả lời cô thì thấy. Chị Phạm Nụ chốt đơn lại, chị Nguyễn Huyền ok em chốt đơn hàng nha các chị nhá. Em chuyển sang cái màu màu diện màu nâu tây của K5 nhá các chị nhá. Thử mặc màu nâu tây xem nào. K5 màu nâu. Các chị cứ chuẩn bị tinh thần, hôm nay em lên tất cả nó phải khoảng là 50 mã len cơ. 50 mã len. Khoác len cũng có các chị nhá. Đây, màu nâu tây đây. Form đẹp như thế này mà. Form đẹp dã man luôn ý. Mã hàng chưa là K5 màu nâu các chị nhá. K5 màu nâu. Eo, cái quần này em thấy luôn, cái quần này mặc với cái gì cũng đẹp. Dạ, cái quần này mặc với cái gì cũng đẹp luôn ý. Quần em có cả đen với trắng các chị nhá. Quần đâu? Đây đây, quần xịn hôm nay em về hàng rồi. Đấy chạy, về đủ size đủ số các bác luôn. Mã sản phẩm em mặc là mã quần xịn. Em đang có cả màu đen và màu trắng. Có size là SML 3 size chị nhá. Màu đen, à màu trắng có XL không nhỉ? Có, trắng XL. Trắng có XL các chị 65 cân. Đấy chạy, màu đen các chị tầm 63 cân đổ về. Các chị lên mã lên đơn cho em là mã sản phẩm chứ là quần xịn nhá các chị nhá. Quần xịn và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy chạy, quần này 150 chị nhá, 150.000 một quần. Em đang có màu đen, màu trắng, hai màu. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đấy chứ ạ, dày dặn đẹp các chị lên đơn ạ. Mã hàng cho là quần xịn và cách số điện thoại cho em. Các chị chọn cho màu đen hoặc chọn cho màu trắng. Quần này các chị mặc đi làm đi chơi cũng được. Chất liệu co dạng 4 chiều. Lên chuẩn cho em mã sản phẩm là quần xịn ạ. Chị Thanh Nhạn ơi, chị lên số điện thoại đi ạ. Chị nào có đơn các chị comment của em chữ dồn đơn. Còn chị nào chưa có đơn để lại số điện thoại giúp em nhé. Không có mình bị sót đơn đấy ạ. Tiếc lắm luôn tại vì hàng này ạ. Về cái là cháy hàng luôn các chị ạ. Cái mẫu mới với lại là đợt này báo tặng biên phải tầm 15 ngày đấy ạ. Đấy. Các chị nhìn xem quần này. Đấy ạ, em đang mặc, em sẽ mặc các chị màu trắng ở trên live cho các chị mình nhìn được rõ hơn cái form dáng, còn mặc màu đen các chị nhìn nó không rõ. Bây giờ các chị cứ nhìn cái màu trắng là các chị tưởng tượng ra cái màu đen là mặc như thế nào. Đấy các ạ. Quần thì em sẽ chốt đơn các chị màu trắng đến tầm 65 cân, còn màu đen đến tầm 63 cân các chị nhá. Đen đến tầm 63 cân và trắng có tầm 65 cân đổ về, các chị lên đơn hàng cho là quần xịn. Kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng thành công. Các chị nhìn hàng này. Đấy chứ ạ, quần đẹp dã man luôn. Hàng này của em là hàng đẹp nha các chị nhá. Còn hàng rẻ hơn thì nó tầm khoảng là 120.000 thôi. Đấy là quần loại mỏng hơn, còn đây là loại dày chị này. Loại dày. Đấy chứ ạ, bắt đầu là sang thu các chị mặc cho em được những loại này. Chị Loan Hoàng em nhìn thấy chị nhưng mà comment nó nhảy nhanh quá em không kịp trả lời chị ạ. Các chị muốn hỏi cái gì hay có gì thì chị gọi vào số hotline giúp em với. Còn bây giờ em đang live stream nữa, em chỉ lên mẫu mới thôi, mẫu đẹp thôi. Các chị mình có vấn đề gì các chị cứ gọi vào số giải quyết đơn hàng này hoặc là số của nhân viên để các bạn ấy xử lý cho các cho em với nhá. Đây ạ, quần này là quần xịn, các chị comment cho em là quần xịn cho em màu đen hoặc quần xịn cho em màu trắng. Quần chất u mì chị ơi, chất u mì, nói chung là chất cũng đẹp lắm. Bác nào nhận được quần xịn cho em xin lời nhận xét ạ. Đấy chứ ạ, chị nào nhận được, nói chung là cái quần này mặc được rất nhiều loại áo, từ áo phông cho đến áo len. Đấy chứ ạ, cho đến áo gió, áo khoác luôn ạ. Mix vào rất nhiều loại đồ luôn. Đây các chị này, em thử các chị xem cái màu xanh lá, mẫu này em thấy cái màu này ưng này. Thấy không ạ? Đấy, chất len cho các chị tự tin, cho các chị nhìn gần cái chất lượng của nó luôn nhá. Nhận hàng các chị tận tay, tay sờ mắt thấy ạ. Hàng đẹp mình lấy, không đẹp trả lại. Đấy, hôm nay lên nhiều siêu phẩm, các chị cứ từ từ nhá. Chuẩn cứ chuẩn bị đạn dược luôn. Để chuẩn bị vượt hàng, vượt hàng xịn. Không đủ sức mà lên. Không đủ sức mà lên luôn, tại vì hôm nay về hàng nó quá nhiều. Ba chuyến ngày hôm nay về toàn len với áo, áo gió đồ bộ. Các chị nhìn cho em mẫu này. Lấy mẫu điệu điệu tí đi. Đấy, cái mẫu Huyền cầm ấy, xinh quá nhở. Ui, nhiều nhiều hôm các chị cứ hỏi Loan ơi ạ. Vào về mẫu, mẫu này là mẫu K5 các chị nhá. K5 cho em. Bác nào chốt quần xịn lên đơn, bác nào chốt K5 lên đơn hàng ạ. Áo là 249.000 đồng một áo. Chọn cho em màu cam này, màu đen này, màu trắng, màu xanh và tông màu nâu tây. Tất cả sẽ có 5 màu, 5 màu cho các tình yêu nhà mình lựa chọn luôn ạ. 249.000 đồng một áo. Đấy, quần xịn màu đen ok chị à. Narisot à, Narisot à, chị Đỗ Tài ok cho đơn quần 150, áo 250 chị ơi. Quần 150, áo 250. Hàng nói chung là bác nào mà mua tinh mắt các chị nhìn qua cái hàng này, nhìn cái form giá của nó này, nhìn xem cái tem mác của nó, cái mẫu mã của nó biết là các chị biết là hàng đẹp hay hàng rẻ, đúng không ạ? Mà mẫu này các chị mua ngoại trường em khẳng định luôn là không có dưới 300.000 đâu. Thì qua giá em chốt trên livestream các chị là giá số lượng, mọi người mua nhiều thì em bán rẻ thôi. Đấy, rồi tiếp theo chuyển mã em ơi. Em qua mẫu nhá, K5 em chuyển mẫu. Tiếp theo lên cho em con K6 đi. À, con này con kẻ nó xinh này. K6 cho em toàn màu đẹp thôi. Các chị ơi nhìn cho em cái màu hồng này. K6 cho em màu đen. Đó, K6 cho em màu kẻ xanh này. K6 cho em kẻ trắng. Đấy chạy, màu em gọi là kẻ trắng nhá. Em thử con K6 này luôn.
áo gió. Các chị ơi, em về được mẫu mới, các chị từ từ đã. Các chị đừng giục em lên áo gió. Thấy em đăng bài phát là các chị phải giục ngay. Đây. Con này không, các chị không mua thì mua cái gì đúng không? Các chị không mua thì mua được mẫu gì? Đẹp dã man luôn. Con này hãng của SCR cho em các chị nhé. Con này thoải mái, các chị dưới 65 cân em chốt. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã sản phẩm cho là K6. Các chị chọn cho em ạ. Màu này em gọi là kẻ hồng các chị nhé. Kẻ hồng này, kẻ xanh này, kẻ trắng và tông màu đen. Tất cả sẽ có 4 màu. 4 màu các chị yêu nhà mình lựa chọn luôn. Form này thoải mái chốt các chị dưới 65 cân nè. Dưới 65 cân cái vai của nó sẽ hơi nhún nhún các chị nhé. Chất len mông tư ghi cho em hàng lên hãng. Được chưa? Em tặng các chị là 249 đồng một áo. Chọn màu cho em mỗi màu chỉ có đúng 10 cái thôi ạ. Lên áo gió đi chị dồn đơn à. Thuê đây lấy chị dồn áo gió đây nhá. Bộ áo gió hôm nay là em về hàng Sydney. Em về hàng Sydney. Chị lên sang ok em chốt đơn. Để em tìm. Đừng comment là áo 250 màu xanh. Chị ơi comment mã hàng ý. Tướng nãy giờ em lên có 4 mã có màu xanh rồi. Bây giờ chị comment là áo 250 màu xanh. Làm sao nhân viên nó lên được đơn chị. À, chị mặc màu đen đi ở đây chị em ơi. Đợi chị một tí chị mặc màu đen luôn. Mẫu tay hếm nhá, tay hếm trước cháy hàng ấy, hôm nay về bù đấy. Đây các chị ơi, khoác len em có chị ơi. Khoác len hôm nay có về cái khoác len của dáng kiểu cardigan ấy. Rồi quần xịn màu đen, K5. Mã là K6 chị ơi, K6 nhá. Em thử màu đen luôn ạ. Các chị nhìn này, viền của nó sẽ là viền xích cho em. Viền sẽ là viền xích, các chị lên đơn hàng là mã K6 cộng theo số điện thoại. Thế là các chị mình chốt đơn ạ. K5 250 chị ơi, K5 250. K6 này cũng 250 này. Nói chung là dòng tay lỡ nè, hầu như là đều dòng giá hết là 250 một cái. Đây, màu đen đây. Các chị ơi, chất len của em này, thoải mái, các chị cũng có màu trắng nữa. Có cả tông màu trắng nữa, có đen trắng, các chị nhắc đen trắng, kẻ xanh, kẻ hồng, kẻ trắng. Đấy, và tông màu đen, tông màu trắng cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho là K6 và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng. Đẹp ơi là đẹp luôn, con này các chị có may là K6 nhá, đây có cả màu trắng luôn nhá. Có cả tông màu trắng, các chị lên đơn. Được chưa? Toàn bộ len hãng mà chất len nó đanh lắm các chị ạ, nhận hàng ạ, bóc hàng kiểm tra là yên tâm. Chị ok, chị Phan Diên này, chị Nguyễn Tình này, chị Trinh Bùi ok em chốt đơn. Chị thế à, chị Hoàng Hoàng, Hương Hoàng à. Đây mã này K6 cho em đi ạ. Chị Yến Lê có đơn nhá. Khoác len đừng từ bình tĩnh chị ơi, nhiều mã, em phải lên dần dần. Đấy chưa? Các chị cứ từ từ đã. Đây mã này K6. Chị Ma hàng chốt đơn. Áo này là áo len, nó sẽ là phi size chị nhá. Áo len phi size cho em. Nói chung là form nó sẽ là hàng co giãn. Đấy, các chị cứ từ khoảng là 40 cân đến 65 cân. Các chị mặc cái mẫu này này. Nó co giãn theo chiều cơ thể chị em mình ý. Đấy chứ, K6 các chị lên đơn cho em. Kẻ nhá các chị nhá, mỗi mẫu kẻ cho em này. Có cả màu đen, màu trắng trơn và màu kẻ trắng này các chị này. Màu này kẻ trắng, kẻ xanh với kẻ hồng các chị nhá. Kẻ trắng, kẻ xanh, kẻ hồng. Các chị lên mã lên đơn và kèm số điện thoại cho em. Lên mã cho em là K6 á. K6 cách số điện thoại ạ. Ờ, chị ơi chị đừng hỏi em có thấy chị không, tại vì là em đang đứng ở trên nhiều máy thế này đấy, rất nhiều người xem, cho nên em không thể trả lời cho từng chị là em ơi có thấy chị không, em nhìn thấy chị này chị kia đấy. Chị Thu Nguyễn nhá, chị cứ ưng mã nào chị cứ lên mã hàng với số điện thoại giúp em là mình chốt đơn nhá. Có vấn đề gì thì nhà em có số hotline giải quyết đơn hàng nhá. Quần em mặc là 150.000. Thấy chị không em đẹp gái, trời ơi cứ thấy chị không này. Chị Thu ơi. Chị Nguyễn Thị Huyền ok, quần em mặc 150 mã quần xịn. Mong được mua hàng một lần. Chị Vinh Nguyễn ơi cho em số điện thoại của chị luôn nhá. Chị Tô Yến chốt quần xịn màu đen. Chị Nguyễn Hồng Hải nói chung là hàng có số lượng thì em vẫn cứ chốt đơn bình thường mà chị. Chứ có phải em lên em bán hàng gọi là em bán lên để chơi đâu. Đâu em đưa cho em con kẻ trắng nào. Đây em được thử con kẻ trắng các bác xem luôn đây. Đây chị Oanh Nguyễn này. Một tháng nay không được chốt hàng của shop. Trời ơi Angela Hoa Trang Anh kìa. Khách quen này, fan cứng này, sao lại không được chốt đơn kìa. Ẩn comment. Chị ẩn comment shop đơn đặt lại của em với nhá. Hôm nay xem săn like xem ưng mã nào mình nhặt luôn nhá chị nhá. Cái viền của nó còn viền pha da luôn này. Gì vậy? Là nói xấu. Bị tâm là nói xấu em à? Bị tâm à. Các chị ơi, có này xinh chưa? Đấy chạy, con này là K6 đúng không? K6 cho em kẻ trắng. K6 kẻ trắng và cộng số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Kim nhớ để lại số điện thoại giúp em với. Cho chị hai quần 150.000. Chị Thu Hương ơi cho em xin mã hàng là quần xịn và cách số điện thoại giúp em nhá. Chị Trương Hải Thanh chốt đơn ạ. Nguyễn Kim ok lên đơn số điện thoại ạ. Rồi tiếp theo chuyển mã nha các chị nhá. Nhiều mẫu em sẽ phải thua nhanh em mới lên được nhiều mẫu. Các chị vui lòng cho em, các chị nhắm kỹ cho em cái form với lại cái mẫu, cái màu sắc của nó nhá, với lại là cái mã hàng là mình lên được đơn đấy ạ.
không thì các chị cứ lấy cái tờ giấy các chị ghi ra, tức là chốt đơn chị lấy cái tờ giấy các chị đọc kia nhân viên của em với. Ồ, mua hoài mà không được chốt à? Hôm nay ưng mã nào lên lên số điện thoại với mã hàng luôn chị nhá. Quần xịn rồi, ok chị lưỡng hàng này. Rồi em dơ mẫu một lần nữa xem qua mẫu nhá. Mã này là mã K6 màu đen. K6 em mặc là kẻ trắng nhá. K6 cho em kẻ đỏ, à kẻ hồng các chị này. K6 cho em kẻ xanh. Và dạng K6 cho em ạ, màu trắng kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho các chị lên đơn nè ạ. Mã này sẽ là 249.000 đồng một áo. 249.000 đồng. Ồ, Taka hết sạch rồi em ơi. Khách Taka bốc lô, khách bốc lô hết rồi. Khách Taka em sang lô cho khách xỉ hết rồi. Không còn một cái nào luôn. Về hơn 1.000 cái hết sạch. Chị Hứa Loan ok, chị Hoa Đoàn chốt đơn ạ. Rồi muốn mua hàng em một lần mà khó quá à. Chị ơi chị cứ lên mã hàng với số điện thoại cho em thôi. Là mình chốt đơn hàng với chị gái. Chị Mưa Bụi ok, chị Lê chị Bảy chốt đơn. Nào tiếp cho em một mẫu tay hến nào. À lên các chị cũng vào áo gió đấy nhá. Cho em xin tem túi mác của hàng mới về vào áo gió luôn đi. Các chị nhìn áo gió này. Hôm nay nó sẽ về áo gió một màu cho các chị. Áo gió một màu của hàng Sydney các chị nhá. Áo gió một màu của hàng Sydney. Các chị lên đơn hàng cho em. Các chị nhìn cho em cái màu đẹp chưa? Được chưa? Màu bò các chị này. Màu này màu nâu nhỉ? Màu nâu ấy. Được chưa? Các chị nhìn hàng này. Mã sản phẩm cho em là gió 80. Được chưa? Mã này là cái mã 80 chị nhá. Mã 80 là mã gió 80. Các chị lên đơn em sẽ có là 3 size MLXL. Ok chưa? 3 size MLXL. Mẫu này xem có bao nhiêu màu này? Nhiều màu thế nhỉ? Đủ size đúng không? Đủ size MLXL 3 size các chị nhìn hàng này. Ôi đợt này nó về cái hàng một màu đẹp quá luôn đi. Mã này mã gió 80 cho em nhá. Nhanh tay mình chốt đơn. Để xem các chị chọn cho em màu nâu này. Màu thứ hai cho em sẽ là tông màu đen. Để xem. Tông màu thứ ba cho là tông màu cam đất các chị nhá. Tông màu thứ ba là tông màu cam. Các chị mình chọn màu em luôn ạ. Tông màu thứ tư là tông màu hồng. Tông màu thứ năm cho là màu xanh dương. Tông màu thứ sáu cho em là tông màu xanh kép. Tông màu thứ 7 cho em là gì ạ? Tông màu đỏ. Các chị nhắc đỏ đậm đấy. Đỏ đậm, đỏ đô, không phải đỏ tươi các chị nhá. Lên mã hàng sẽ là gió 80. Đó, 210.000 đồng một áo. Các chị lên đơn. Kẻ trắng kèm túi nước giặt nhé. Em ok chị ạ. Các chị ơi lên mã này cho em là gió 80 nhá. Gió 80 kèm theo màu với số điện thoại cho các chị mình chốt đơn hàng. Toàn bộ hàng Simi, gió Simi cho em. Toàn bộ hàng thương hiệu đăng ký độc quyền luôn, là mẫu mới nhất của năm nay các chị nhá. Mẫu mới nhất năm nay và còn chưa ra hàng. Được chưa? Chưa có bán trên thị trường nhưng mà nhà em đã có bán cho các chị rồi. Các chị ưng mã nào các chị lên đơn hàng đợt đầu như chất của nó rất là đẹp luôn ạ. Hàng đợt đầu chất rất là đẹp luôn các chị, đẹp từ cái màu sắc của nó không có màu nào gọi là tông màu sáng khó mặc luôn, toàn bộ tông màu, toàn bộ tông màu dễ mặc, tông màu đẹp. Đó, các chị lên đơn hàng cho em là mã sản phẩm cho em là gió 80, các chị lên đơn em sẽ có 3 size là MLXL. Các chị mình từ 40 cân ạ đến tầm 65 cân đổ về. Cái mũ này các chị ơi nó tháo rời ra được các chị nhá. Chị nào không thích mũ bỏ mũ ra được. Mã này là mã mới nhất, hàng em vừa mới về cập bến xong. Được chưa? Không thích mũ các chị bỏ mũ ra cho em được, các chị lên đơn hàng cho em này. Mã sản phẩm chính là gió 80, kèm theo số điện thoại cho em. Bây giờ nếu mà đi trời lạnh các chị đội mũ lên, các chị buộc cái dây vào ấy là thoải mái ấm luôn. Được chưa? Là thoải mái ấm luôn. Cái mũ này nó không phải mũ nông các chị nhá. Các chị nhìn hàng cho em này. Đấy, lên mã lên đơn cho em là gió 80, em mặc là màu nâu nhá. Tông màu thứ hai em sẽ là các chị là tông màu à? Màu gì nhỉ? Em mặc hồng đi à? Đây có luôn hồng. Được chưa? Rửa gì có hồng luôn chị ơi. Hồng nó là hồng đậm các chứ không phải hồng nhạt đâu các chị nhá. Em chọn lúc nào cũng phải tông màu gọi là xịn xò các chị nhìn luôn. Đấy bên trong gió áo bên ngoài màu nào lót bên trong màu đấy. Đấy chị chốt lên đầu và kèm số điện thoại cho em là các chị lên đơn. Đây ạ, à, màu này em sẽ mặc là các chị là tông màu hồng, nó là hồng đậm nhá các chị ơi. Đấy, hồng đậm cho em, kéo cao cổ lên các chị này. Siêu xinh luôn. Dưới 65 cho các chị mình chốt đơn hàng. 40 cân đổ lên các chị chốt đơn, 210.000 đồng một áo. Em mặc xanh đi à, rồi có xanh. Đấy, các chị ơi chỉ cần mặc một màu thôi mà. Còn bắt nào ưng màu nào thì mình cứ chốt màu đấy thôi. Được chưa? Toàn bộ mã cốt, mã vạch đều có hết cho các chị mình luôn. Size số, các chị này tem mắc của nó luôn. Toàn bộ mẫu mới hàng xịn sò. Hàng này của em là hàng gió hãng các chị nhá. Hàng của Sydney. Hàng Sydney em bán từ mùa hè sang mùa đông luôn. Có cả bộ với áo gió. Đấy, rồi áo phao của nó luôn. Áo đồ bộ ấy. Từ hàng hè, hàng thu, hàng đông em đều bán của hãng này luôn. Được chất nó đẹp và cái màu sắc của nó xinh các chị nhá. Đây là màu xanh dương đấy chị này. Xanh dương của mã gió 80. Mẫu một màu này các chị ơi. Nói chung là cái loại một màu này ai cũng mặc được. Được chưa? Đây là màu xanh dương cho em. Được chưa? Xanh dương và cách số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Mã này sẽ là 210.000, rẻ quá nhỉ. Được chưa? Các chị mua 350. Các chị mua 350 luôn.
hàng đầu mùa, các chị ơi, trận đó làm kỹ lắm, hàng nó đẹp lắm. Đấy, khi mà hàng nó vào vụ rồi, em sợ khi mà lúc đấy người ta sẽ làm kiểu số lượng nhiều xong là làm đại trà, lúc đấy chất lượng em thì sợ không được như đợt đầu ấy. Thế mọi người bây giờ mới ra hàng, các chị bình chốt chốt đơn các chị nhá. Được chưa? Hoặc là có thể là những cái mẫu này vài hôm nữa nó lại ra mẫu nhái, hàng nhái. Cho nên là các chị cứ đúng tem mác chuẩn chị ngay các chị mình mua. Để chạy đúng tem túi mác của nó luôn. Tại vì nếu mà có nhái người ta không thể nào nhái lại tem mác luôn. Tại vì tem mác cái này đã được đăng ký thương hiệu độc quyền rồi. Đó chính là nhái có thể là nhái y hệt mẫu, nhưng mà chất không bao giờ đẹp cái này và không có tem mác và túi bóng như thế này luôn. Đấy mọi người lưu ý cho em các chị nhá. Mã sản phẩm cho em là gió 80 cho em. Đây là màu xanh này, xanh két. Xanh là xanh két cho các chị lên đâu nào. Xanh két và kèm cái số điện thoại cho em. Có cả màu đỏ nhưng đỏ đậm các chị nhá. Màu đen nữa. Màu đen nữa là pha viền cả vàng. Pha viền vàng cho em. Quần em mặc là quần quần xịn nhá. Quần xịn em mặc là 150.000 một quần. Và sẽ có size các chị là SML. Dưới tầm màu trắng dưới 65 cân. Đây các chị ơi, màu đen đây. Đen nó sẽ là đen pha viền vàng cho em. Rất là nổi. Chị Trần Chiến ok em chốt đơn ạ. Mẫu này em hôm nay về được mấy trăm áo thôi. Dạ, nó có rơi khoảng tầm 300 cái thôi. Vì mới ra hàng nó chưa có được nhiều. Đấy, màu cho em nhá, màu đen. Ok chưa? Màu đen cho các chị lên đâu nào. Mã sản phẩm là gió 80. Cái logo này của em sẽ là chữ thêu các chị nhá. Đây là chữ thêu này. 210.000 một áo. Chị ơi comment hộ em là gió 80, đây là cái mã hàng. Gió 80 cộng số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Mai rồi ok. Chị Lê Huế Đông Đô rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Nào một màu nữa đi, cam đất đi, cam đất đi. Đưa cho em một cam đất này. Đây, cam đất đây. Các chị màu cho em này. Sạch sẽ, màu sạch nó xinh lắm các chị ạ. Chứ không phải màu cam tươi, cam gọi là cam sáng, nhưng là cam kiểu cam đậm nhé. Cam đậm cho em. Chị Hà Hiên chốt đơn, Thanh Phạm Thanh rồi ok, em lên đơn hàng ạ. Lên mã sản phẩm và kèm số điện thoại cho em. Con đi sinh nhật về rồi. Có gì kẹo à? Rồi, cái chị này. Xinh ơi là xinh luôn. Em dơ lại bảo màu các chị một lần nữa. Các chị nhìn màu, các chị mình chốt lại màu cho em nhá. Mã gió 80 ạ. Đưa màu nào. Chị ơi, gió 80 cho em màu xanh dương đấy chị này. Gió 80 xanh dương. Gió 80 cho em ạ tông màu nâu. Đó, gió 80 cho em ạ màu hồng các chị nhá. Gió 80 cho em ạ màu xanh két này. Gió 80 em mặc là màu cam đất. Và gió 80 màu đen. Gió 80 màu đỏ nữa, thiếu màu đỏ nữa. Có cả gió 80 màu đỏ đậm nhé các chị nhá, đỏ đậm cho em 210.000 đồng một áo. Các chị nhận hàng nhớ cho em xin một cái feedback các chị nhá. Nhớ nhận xét cho em về cái chất liệu của nó, cho nên form dáng kiểu cách. Đấy, về giá cả nữa các chị lên đơn hàng giúp em luôn ạ. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nhá. 210.000 đồng một áo, mã sản phẩm là gió 80, em chuyển mẫu luôn ạ. Rồi tiếp theo ạ. Một mẫu áo len này mã gì đây? Nó màu đẹp vậy. Cái mẫu này bông xinh quá này. Cái cánh rơi. Mẫu này đẹp quá này. Các chị ơi, mẫu này thì không thể nào cưỡng lại được luôn. Sao nó đẹp vậy trời. Các chị ơi ạ, mẫu này không chốt thì mình chốt cái gì nhở. Ôi, các chị nhìn chất len này. Từ cái kiểu cách của nó này, eo ơi, gen mềm chưa. Để chạm gen mềm như bún luôn. Mã này tiếp theo các chị len cho là mã gì. Là mã gì ạ. Cao ấy, K7 ấy chị nhá. Mã sản phẩm chính là K7 cộng số điện thoại cho em ạ. Một con len tay lỡ. Tiếp theo, bác nào chốt áo gió lên nhanh cho em. Hôm nay chỉ về có 300 cái thôi nhá, tầm 300 chiếc thôi ạ. Ô, các chị nhìn thớ len của nó này. Em cho các bác xem gần trước nhá. Đấy chứ ạ, mã sản phẩm cho em là K7 và kèm số điện thoại cho em. Tinh chưa? 40 tầm 60 cân. Dạ, mã này từ 40 60 cân là em chốt đâu nào. Đó, cái mã này không giống với mã đầu tiên đâu nhá. Mẫu đầu tiên của nó sẽ là cổ kiểu cổ sen ấy, còn đây gần như kiểu cổ Đức rồi các chị này. Kiểu khác nhau, các chị mặc đi làm được, mặc đi chợ cũng được. Mã này các chị lên đơn là K7 ạ. Kèm số điện thoại. Trời ơi, các chị cứ gió 80 này. Các chị cứ gió 80 các chị lên đơn đi. Ngó em có đủ 7 màu các chị luôn. Đủ 7 màu các bác mình lựa chọn luôn. Còn mã này ạ, em sẽ có tông màu K7 cho em màu xanh đấy chị nhá, 40 tầm 60 cân. K7 cho em màu đen các chị này. Đấy chưa? K7 màu đen. Đen nổi chưa? Nhỉ? Em mặc cái màu trắng này, cũng nổi này. K7 cho em màu cam này các chị này, cam đất nhá. K7 cho em ạ, tông màu trắng và dạng K7 cho em màu kẻ. Cộng theo số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng. Mã này sẽ là 249.000 đồng chốt đơn các chị 40 cân đến 60 cân. Mã sản phẩm là K7 ạ. Mã sản phẩm cho là K7 kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. Lên đơn nhanh cho em. Các chị ơi, mẫu này mỗi màu có 10 chiếc thôi. Mỗi màu có 10 chiếc của mã K7 nhá.
mã len cột khăn lên cho chị chưa em ơi? Chuẩn bị bây giờ lên luôn đây. Toàn mẫu mới mà. Toàn bộ mẫu mới. Hầu như hôm nay đã về tay len tay lỡ. Để chạy len đi có ít nhá. Mã này K7 cho em. Chị Nguyễn Nam Hiếu Hạnh, à Sơn Nam Hiếu Hạnh, ok em chốt đơn ạ. Bùi Thị Hoa có, chị Lê Hồng có, chị Nguyễn Vân ok rồi, comment ẩn quá các chị ạ. Không nhìn thấy gì luôn này. Chị Tom Ri có đơn hàng ạ. Thúy Dương ok, chị Quyên Nguyễn chốt đơn nhá. Rồi các chị ơi chọn màu cho em luôn, chất len nó đanh quá này. Ôi cái len len này xịn này các chị ơi, len Medi cho em. Này, len này nó gọi là len đúng không ạ? Chứ còn cái len vớ vẩn em cũng bán đâu. Len vớ vẩn này, nói chung là chất len về các chị giặt nó xong là nó chảy ra, nó chảy dài, xong rồi nó không có độ gọi là nó co lại thì các chị mặc một lần các chị thấy chán luôn, mặc lên này thì các chị mặc gọi là sướng luôn, từ gọi là vụ nọ sang vụ kia nó vẫn còn đẹp cơ. Đấy, các chị chọn màu luôn cho em, màu trắng này, màu cam cho em các chị nhá. Cam với xanh này hôm nay em gọi là em bán nhiều, số lượng nhiều nhất luôn. Đây là cam đất. Cam gọi là cam đậm, nhưng chung phải là màu cam sáng. Này có cái mẫu xích xích kia đẹp quá chị ạ. Cái gì? Số lượng luôn. Em ơi xinh thế này ai nữa không chốt nhỉ? Cứ vào like là phải chốt luôn. Mẫu mới nhất của năm nay luôn nhà em cập nhật cho các chị. Có nhà em có cả về bộ hàng đông rồi ý. Bộ hàng đông, bộ như kiểu với bộ con gấu ngày trước em bán ý. Đây mẫu này là mẫu K7 chị nhá. Chị Vũ Quyên ok em chốt đơn. Chị Hào Ngọc chưa có số điện thoại chị ơi. Chị Vũ Quyên ok, chị Tôm Vi có đơn hàng nhá. Mã hàng cộng theo số điện thoại cho em. Chị Thúy Bùi có đơn ạ. Vinh Nguyễn chốt đơn cái cam mi trắng này. Mã này K7 nhỉ? K7 cho em. Nhiều màu quá nhỉ? Bao nhiêu màu? 5 màu sao? Rồi đợi em một chút nhé các chị nhá. Em mặc là màu cam đấy ạ. Ôi, mình quên mất là mình còn chưa chia sẻ bài ra trang của mình. Các chị đợi em một tí nhá. Đấy nhá, rồi, ấy dơ lại màu em cái. Chi chít ok em chốt đơn. Chị Thắng Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Quần em mặc là 150 chị ơi. Quần em mặc là mặc quần xịn 150 ạ. Cái xe nó mềm dã man luôn. Nó không bị dặn đâu các chị ơi. Những hàng gen rẻ các chị mặc cũng bị ngứa ngứa đúng không? Những cái gen gen này này. Em mặc thề luôn các chị về các chị cứ. Các chị kể cả các chị mặc mà các chị bảo lên. Em ơi lên nó dặn đúng không? Em cho các chị quay đầu hàng giả lại cho em. Dơ mở áo gió thôi tí em dơ lại các chị nhá. Bây giờ em lên mẫu mới ạ. Các chị nhìn hàng này. Để chạm mã này cho em. Các chị comment là K7. Em mặc là màu cam. Cam. Mình mua hai áo gió Nhà Loan năm ngoái. Mình giữ máy vẫn giữ màu và đẹp. Em cảm ơn chị. Thế hôm nay ủng hộ cho em mẫu mới đi. Ủng hộ cho mẫu mới tại vì là chất này nó giống với cái hàng chất năm ngoái luôn. Nó cũng là cùng hãng luôn chị ạ. Tại vì em chỉ bán là thứ nhất là hàng của Simi, đấy là hàng của Việt Nam là em bán chỉ bán chuyên cho hàng Simi thôi. Vì là cái màu của nó xong là cái chất lượng của nó đẹp và khách hàng nào nhận hàng cũng ưng. Em bán từ hàng gió Simi, hàng lót là lụa và hàng gió Simi, hàng lót lông. Đấy, chuyên của hãng Simi luôn, từ đồ bộ của nó luôn. Đây các chị lên mã này cho em là mã K7 đúng không ạ? K7 và cộng theo số điện thoại. Em muốn xỉ và gặp chị Loan một lần mà khó quá. Vinh Nguyễn như nào hả chị ơi? Ý là chị muốn lấy xỉ á hay như nào? Lấy xỉ thì lại số điện thoại bên này em sẽ gọi lại cho chị nhá, chủ động gọi lại cho chị. Đây mã này mã K7 cho em. À mình đặt gió 80 rồi ok chị, nhớ để lại số điện thoại mà mình nghe máy nhá chị nhá. Không bị sót là tiếc lắm luôn ấy, tại vì hàng đợt đầu mình cố gắng mình chốt đi ạ. Đấy chị chọn cho em màu K7 cho em màu xanh các chị này. K7 cho em màu đen. Đó K7 màu đen ạ, K7 cho em màu trắng. K7 cho em ạ, màu kẻ. Để chị ạ, kẻ nhá, các chị gọi màu này là K7 màu kẻ đi. Và K7 em mặc là màu cam. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là các chị chốt đơn. Mã hàng là K7 249.000 đồng. Áo gió chưa có đến size 2XL chị ơi. Em chưa đặt được size 2XL. Đấy chị này, len mềm xuống đời nhỉ. Cái này các chị mặc đi làm đẹp. Đấy, em đang nói gọi là nhẹ nhàng. Em đang mặc một cái quần rất là bình thường như này thôi. Mà các chị mặc lên form nó đẹp như này rồi. Các chị mặc quần sóc hoặc là chân váy này để chặn sóc da, sóc dạ này. Hoặc là quần bò các chị mặc mix với những cái áo này đẹp lắm luôn ý. Đấy, trông trẻ trung, gen đẹp các chị nhá. Mã sản phẩm là K7. Bác nào không chốt được con K7 này quá tiếc luôn ý ạ. Tại vì em thấy là ưng. K7 là 250.000 một chiếc các chị nhá. 250. Chất cái len nó đẹp nhỉ. Sờ xuống đây chưa. Đấy chứ, em thề luôn các bác ạ. Nhận được hàng các chị cũng gọi là ôi rồi ôi luôn, nó đẹp thế. Rồi em chuyển mẫu luôn các chị nhá. Tiếp theo lên K8 đi.
chị Đào Thu Hương lên số điện thoại ạ. Chị Hoa Nguyễn ok em chốt đơn. Đào Hải Thành ok em chốt đơn ạ. Nguyễn Ngọc có này, K7250 chị Thu Nguyễn ơi lấy đi. Cái hàng lên này em bảo các chị luôn là em bán toàn bộ lên hãng đấy các chị. Đây các chị này, chị nào vừa hỏi cổ nơ em có cổ nơ luôn. Cổ nơ lần này về nó lạ lắm các chị ạ. Được chưa? Cổ nơ lần này nó về nó hệt như kiểu là cái áo phông của Menzi các chị hiểu không? Bên dưới nó sẽ có nhún eo. Cơ bản là những cái mẫu năm nay hầu như là những con mẫu có nhún eo bên dưới. Đấy em để ý rồi ạ. Tại vì năm nay đang hot ấy, kiểu như thế. Thế bây giờ các chị chọn màu luôn, có thể lên lỗ chị này, lên lỗ cho em. Mã sản phẩm cho em là K8. Đấy chị ạ, K8 cộng số điện thoại cho em. K8 nhá. Em chuyển mẫu K7 em lên K8 luôn này. 65 cân mã này em sợ mặc hơi bị chật đấy chị ạ. Em chốt tầm 60 cân là các chị mặc đẹp thôi. 60 62 sau đấy tầm 62 thôi nhá. Tí em sẽ lên các chị những con to và 65 cân sau. Về đây chị thấy cái mã kia rồi. Đấy. Cam tam rồi. Nhiều mã xinh quá, chả biết lên mã nào trước. Dáng này là dáng kiểu len crop top các chị nhá. 40 tầm 60 cân thôi. Mã này chốt các chị tầm 40 đến 60 cân em lên đơn ạ. Mã sản phẩm kia là K8. Đấy, em chưa báo sai, báo giá và các chị đã chốt rồi. Có này nơ, cái cổ nơ của nó là nơ lụa chị nhá. Nơ lụa cho em này, siêu xinh luôn, có nhún eo. Đấy chứ ạ, nó hệt như kiểu hàng Meiji ấy. Đấy kiểu gần như thế, kiểu áo phông ấy. Đấy, thay vì nó sẽ là áo len lỗ, hàng len mông Tori, các chị lên đơn. Lên mã sản phẩm kia là K8 nhá, các chị chọn cho em màu dạng màu cam. Màu thứ hai của K8 nó là tông màu xanh. Đấy chứ ạ, tông màu xanh của K8 này. Tông màu thứ ba kia sẽ là tông màu nâu. Đấy chứ ạ, nâu K8 các chị lên đơn. Em còn chưa chỉnh cơ ấy, vừa bóc ra. Vừa bóc hàng ra các chị ơi, chọn màu luôn cho em nhá. Đây ạ, K8 cho em màu nâu. Kèm số điện thoại là các chị mình chốt đơn hàng. K8 màu nâu cho em. Đấy, K8 màu xanh lá này, K8 cho em ạ tông màu đen. K8 cho em ạ màu trắng. Cách số điện thoại cho em các chị lên đơn. Mã này sẽ là 250. Đấy chứ ạ, 250 màu mới nhất và hàng cổ nơ cho em. Các chị lên đơn hàng là K8 nhá. Giờ 80 đổi đen ok chị Nguyễn Thị Nga, chị Thành Hiền ok, chị Tuyến Ngô. Đấy, các bác cứ im ỉm bây giờ các bác cứ gọi là lên đơn nồng ẩm bên này. Lúc em dơ lên các chị không thể nói gì, xong bây giờ em qua mẫu các chị lên đơn lần lượt nhiều nhiều thế này, em cảm ơn các chị ạ. Các chị chọn màu nhá. Hả? Đáng yêu quá các chị ơi. Dã man nhờ. K8 này xinh chưa? Con này các chị mặc cho nó trẻ lắm. Màu chân váy. Nhờ, con này mặc chân váy này. Quần sóc. Hoặc là mix với quần trắng em đang mặc đây các chị này. Nói chung là đơn giản mặc quần trắng em mặc rất là đáng yêu luôn. Mã sản phẩm là K8 các chị nhá. Chốt các chị 40 cân đến 60 cân. Lên bộ chưa xong ơi, em chưa lên một tí nào đổi bộ luôn ý. Tại vì đang cuốn với cái áo len này chị ạ. Đây mã này chốt cho em K8 nhé. Chị Nguyễn Nga, Quỳnh Thúy ok, chị Hồng chưa ok. Bụng to mặc K8 được không chị ơi? Nói chung là bác nào bụng to thì các chị dừng chốt mã này nhá. Tại vì dáng này là dáng ngắn đấy. Đúng rồi, dáng ngắn em sợ các chị mặc nó hơi bị ngắn. Nên dáng này là dáng kiểu là, nói chung là mặc thì vẫn mặc được. Nhưng mà em muốn các chị mặc đẹp. Đấy, thì các chị ơi dưới 60 cân nhưng ạ eo chị nào gọi là nhỏ nhỏ một tí thì các chị mặc cho em những cái dáng ngắn này thôi, còn chị nào mà bụng to các chị đừng nên mặc dáng ngắn quá. Đây này, dáng này dáng nói chung là nó không phải ngắn tí như này nhưng mà nó sẽ bị cọc ấy, các chị mặc nó không được đẹp. Đấy các chị chốt mẫu này cho em 250 mã K8 đẹp quá, em cảm ơn chị ạ. Chị Đức Trần ok, chị Hoàng Hôn Tím ok, em thử các chị màu nâu nhá, em thử bác con nâu ấy xin cho các chị thử len này. Đấy chứ ạ, len của em là toàn bộ len lỗ. Quần trắng mix với cái gì cũng đẹp luôn ấy nhở. Áo nào cũng đẹp. Quần em mặc là quần xịn nay em về đủ size rồi ạ. Các chị vì việc lên đơn thôi. Nông các chị nhắc em màu nâu, em dưới có hơi đúng cách ly thêm một tí. Mã hàng trên là K8 đúng không? K8 và lên số điện thoại. Lên bộ đi size 68 cân có đấy chị ạ. Có bộ 2XL đến 68 cân tiếng thì đổi bộ sau. Nhưng mà hôm nay em có cả bộ hàng đông rồi. Cái bộ mà đợt trước các chị nhớ là hàng 650-700 đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thì em có về một lô đầu tiên thì tí em lại lên sau nhá. Bây giờ em lên áo len trước đã. Đây là áo len trước đó. Các chị về các chị chỉnh lại cái nơ ở cho em cho nó đẹp nhá. Em còn chưa có thời gian em chỉnh cái nơ này. Mã K8. Ồ, các chị đang hóng bộ quá nhờ. Thế lên các chị một bộ hàng thu đông đi. Bộ hàng đông cộc tay, áo cộc tay quần dài.
hôm nay vừa được lô sale, các chị ơi xuống đời lắm. Gấu này hoa. Đấy, lúc nào mà có hàng sale phát bạn phấn khởi, hôm nào cũng phải lên, ồ lên like cho sớm sớm đi cho các chị ý à. Đỡ phải máu, đỡ phải ngong, mong đúng không ạ? Cho em ý nhá. Ồ đẹp quá mà hết tiền rồi, trời ơi hôm nay mà bác nào kêu hết tiền để thấy chưa, rất là tiếc luôn, kiểu gì cũng phải chốt chị ơi, bán gà bán lợn đi chốt. Đây, chọn màu cho em đi ạ, màu xanh nữa chị này, xanh là xanh xanh lá chị nhá, xanh lá. Tông màu thứ hai là tông màu đen, màu thứ ba là tông màu trắng. Tông màu thứ tư cho là tông màu nâu và tông màu thứ năm cho em sẽ là tông màu cam. Kèm số điện thoại, cái này còn chưa chỉnh nơ, các chị về chỉnh lại cái nơ cho em. Được chưa? Đây này. Hàng mới về phát em còn chưa kịp chỉnh chiếc gì luôn là bóc ra và phát lên luôn. Mã K8 giúp em với. Quần trắng em mặc 150, chị Cúc Nguyễn ok em chỗ đơn Huệ Vũ Vũ có đơn hàng ạ. Rồi ạ, áo có màu gì? Em có 5 màu mà chị. Em có 5 màu. Các chị 5 màu như này luôn. Xanh, đen, trắng, cam và nâu các chị nhá. Xanh, đen, trắng, cam, nâu. Tất cả sẽ có 5 màu các bác mình lựa chọn luôn. Đây đồ bộ đây ạ, đồ bộ đây. Nhưng mà số lượng của bộ này là bộ sale, nên là chỉ có ít thôi, nó không có được về được nhiều ấy. Bộ này ạ, các chị comment giúp em là bộ B207. Được chưa ạ, B207 và kèm số điện thoại cho em. Bộ Burberry, hàng xịn sò luôn ạ. Trong vụ các chị đang mua phải tầm 450 một bộ. Được chưa ạ, 550 hoặc 480 bộ này. Đấy, màu nào cũng đẹp, em cảm ơn Sơn Bảo lấy đi chị ạ. À, chị Phú Hải ok em chốt đơn hàng ạ. Bây giờ lên nha, chị ơi xem cái màu này có hàng không? Có tầm bao nhiêu bộ size thì em sẽ sang cái CL chứ. Đen. Đen đỏ nhiều hơn chị. Đen đỏ nhiều đúng không? Xem cái màu xanh có mờ không? Xanh em lấy mờ chị. Không phải xem mờ, lấy mỗi CL chị này. Có một bộ size mờ đưa chị mặc mẫu luôn. Các chị ơi này, các chị nhìn bộ này là các chị biết có hàng Bắc hay hàng rẻ nhá, hàng Quảng Châu hay hàng Việt Nam đúng không ạ? Đây em sẽ lên luôn các bác luôn ạ, các chị nhìn nàng này. Xinh ơi là xinh luôn, bộ Burberry cho em cổ tròn, quần dài. Được chưa, quần dài cho em, quần này mà bộ này nếu mà các chị mua phải tầm, nếu mà bình thường nhá các chị nhá, giá nó phải tầm hơn 500.000 hoặc là 450, 180. Thôi rồi ạ, quá đẹp luôn ạ, các chị nhìn nàng cho em này. Em mặc các chị áo bộ màu đỏ này trước nhá chị nhá. Mã này có mấy size? ML à? ML 2 size. Tại vì hàng này hàng sale chỉ còn size M với size L thôi. Kệ cứ giật ra cũng được, đằng nào nó chở mới ra. Đây các chị nhìn bộ cho em này, quần dài áo cộc tay nhá, toàn bộ hàng hit cho em. Các chị nhìn qua tên mác các chị biết ạ, săn sale luôn ạ. Bộ này là mã bao nhiêu em? B207 đúng không? B207 cộng theo số điện thoại cho em là các chị bị chốt đơn hàng. Em bao giá các bác luôn ạ, chị nào ngày hôm nay mình nhanh tay mình có đơn đấy chứ ạ, mình nhanh tay mình có đơn hàng em tặng luôn ạ. Bộ này có tầm bao nhiêu? 50 bộ. 50 bộ các chị ơi, được một giá sale các chị nhá. Bộ này chốt các chị tầm dưới tầm 62 cân thôi nhá. Đấy chứ ạ, 45 cân đến 62 cân đổ với em chốt đơn. Từ 45 cân đến 62 cân em mặc màu đỏ các chị này. Tông màu thứ hai là tông màu xanh. Đấy chứ ạ, màu thứ hai của em sẽ là tông màu xanh các chị lên đơn hàng này. Tông màu thứ ba là tông màu đen, tất cả đều có size M và size L thôi các chị ơi ạ. Chốt sale luôn ạ, 200 ạ. 89.000 đồng một bộ. Đấy chứ ạ, 289.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em ạ. Em bao giá các luôn ạ, các chị nhìn qua hàng các chị biết. Chất xuống đời lắm các chị ơi, 289 cho em B207 nhá các chị nhá. Comment đúng cho mã hàng và lên số điện thoại cho em là các chị bị chốt đơn hàng thành công ạ. Đấy, các chị nhìn cho em hàng này. 45 cân đổ lên đấy. Phải tầm 45 cân đến tầm khoảng 62 cân. 45 cân đến 62 cân đổ về không đẹp giả lại hàng cho em, chất xuống đời lắm các chị ạ. Nói chung là đã mua cái hàng này các chị chỉ có nghiện thôi. 289 giờ là giá sale ngày hôm nay. Giờ còn giá nhập xỉ của nó chắc chắn là không có được giá này rồi ạ. Đợt trước ấy còn chẳng qua lâu nãy em ôm được giá sale, nó chỉ còn có 2 size ML thôi. Đấy 62 cân các chị nhá. À, màu đỏ 60 cân ok. Màu đỏ màu đen các chị nếu mà đã vượt được bộ này ạ, các chị comment là bộ B207. Không phải bộ B257 nhá. B207 nó là cái mã hàng. Các chị này xanh đẹp chưa các chị ơi, tí em mặc các chị xem màu xanh ở đó luôn nhá. Nhưng mà xanh này chỉ có mấy bộ thôi, tầm chục chưa đến 10 bộ đâu. Cả M cả L 10 bộ, có một bộ màu hồng. Đa số là có màu đen, màu đỏ là hai màu đẹp nhất luôn. Nếu màu xanh lại thì có ít rồi. Đấy chứ ạ, xanh này thì có ít rồi các chị nhìn hàng này. Đấy chứ ạ, cổ không bọc viền cho em, xịn đét đèn đẹp luôn các chị nhá. Đấy chứ ạ, gấu này, gấu đính đá cho em ạ, B207.
áo gió treo sau em lên rồi. Áo gió treo sau tí, tí nữa em lên sau. Kính mắt quý thôi rồi ok. Chị Bon Bon ơi, lên số điện thoại đi. Chị Trương Thanh Hải có. Hàng nhà em mã nào cũng đẹp rồi ơi chị ơi. Chỉ việc chọn mẫu thôi thì có chất lượng phải lo. Em Loan không bán hàng chất xấu cho các chị đâu. Tại vì em cho các chị đồng kiểm mà. Cho nên em không ngu gì mà em mua hàng xấu cả. Đấy. Mà các chị mua bộ này thì rẻ hơn, giá cũ của nó gần 300.000 đấy. Gần 300.000. Nếu các chị mua giá ngoài còn hơn 600 một bộ này thôi. Các chị nhìn bộ xanh cho em này. Quần của nó sẽ là bo gấu chị nhá. Quần bo gấu cho các chị lên đơn. Mã sản phẩm cho em là bộ này là B207 màu xanh nhá. Xanh có ML 2 size. Nhưng mà chỉ có 10 bộ màu xanh thôi ạ. 10 bộ màu xanh 62, 63 cân đổi với các chị con che được mã này đấy ạ. 62, 63 cân. Đấy, bác nào chọn màu đen thì lên cho em màu đen. Nó khác nhau mỗi cái áo, cái màu áo. Còn quần như nhau các chị nhá. Quần như nhau khác nhau mỗi màu áo thôi. Viền này các chị này. Chất xuống nhở. Chất này về không mai không xù luôn, không phai màu. Đấy, hàng đấy hàng xịn. Và các chị ơi, B207 em thử cho các chị màu đen luôn nhá. Màu xanh em còn ít, em sẽ tua mẫu luôn ạ. Đây ạ, B207 cho em màu đen. Để bác nào thích màu đen các chị lên đơn nhá. Cho chị mã khác đi Huyền ơi. Thì em lên bộ hàng đông sau nhá. Còn bây giờ em lên mấy mẫu hàng hè ạ. Kia kìa bộ kia. Lên các chị một mẫu. Một mẫu nữa nhá. Có cả mẫu có mũ hay sao ấy. Có mũ nào có mũ không? Có. Đấy là bộ ấy, bộ đông. Đấy là bộ đông. Kìa có chiếc VT kìa. VT đấy, 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 đấy. Rồi ok, các chị ơi, lên một mã nữa nhá. Bộ mã nữa, bộ B207 màu đen ạ. Chất này của em là chất cốt tông. Chất bộ này chất cốt tông, hàng thị cho em. Nhìn qua các chị biết mà. Đây này các chị này. Đấy chứ ạ, nếu chắc chắn là chị nào đã mua qua những cái dòng này rồi, chỉ cần nhìn phát các chị biết luôn. Nhìn phát biết luôn. Đấy. Sai gì 297 cái đống. Cái gì vậy? Sai gì đúng không? À, lên cái bộ này xem có sai gì nào. Bộ nào có ML. Chỉ có ML thôi. Rồi B207 em chuyển mã nhé các chị nhá. Khác nhau cái màu áo thôi. Các chị nào chốt đen, chốt xanh, chốt đỏ các chị báo em. Để chạm các chị báo luôn trên live. Em có ưu tiên các bác đặt hàng trên live trực tiếp nhé các chị nhá. À, các chị nhìn cho em màu xanh này. Đẹp chưa? Chất mịn. Ôi là mịn luôn ý. Đâu đỏ đâu. Ưu chị dơ cái màu khách xem với. Tất cả đều là quần đen hết nhá. Áo đỏ quần đen, áo xanh quần đen và áo đen quần đen. Để các bác lên đơn hàng là bộ B207. Chị nào mà săn được bộ này em chúc mừng luôn đấy. Tại vì nó chỉ có đúng một lần về thôi. Không có lần thứ hai về hàng thì hàng em hoặc là giá sale. Ôm lô. Để chạm cho các chị rẻ hơn giá sỉ luôn. B207 các chị chọn cho em màu đỏ, màu xanh, màu đen, 3 màu. Nói chung là 3 màu đều đề. Đấy. Ở trắng có một bộ đấy chị này. Trắng có đúng một bộ duy nhất. Để chạm trắng có đúng một bộ à? Hai bộ à? Hai bộ màu trắng. Để chạm có hai bộ màu trắng cho em. Các chị nhìn hàng này. Để chạm các chị nhìn hàng. Đây là bộ hàng tàu. Đấy. Cho chị xin số xa lộ đi em. Là số xa lộ là số gì? Zalo á. Chị gọi là số hotline nhé em đi ạ. Các chị ơi, màu trắng nhá. Màu trắng có một bộ size M, một bộ size L. Trắng có đúng một bộ size M, một bộ size L. Các chị lên đơn ạ. Bác nào chốt màu trắng không? Em có hai bộ thôi. Hàng đen này. Em có hai bộ màu trắng thôi các chị ơi. Đây, hai bộ màu trắng duy nhất. Đấy, áo trắng quần đen các chị nhá. Bộ áo trắng quần đen các chị lên đơn. Mã hàng cho là bộ B207 màu trắng. B207 màu trắng 65 cân, mã này không vừa đúng không? Em hết size XL, nó chỉ có size M với size L thôi. Đến tầm 62, 63 cân là cùng thôi ạ. 62, 63 cân là cùng thôi. Các chị ơi, quần này sẽ là quần bo gấu cho em. Quần bo gấu, quần áo là áo bo gấu cho em như này. Đấy, em có hai bộ màu trắng nữa các chị nhá. Bác nào cho là màu trắng các chị lấy luôn cho em hai bộ nốt. Một bộ size M, một bộ size L. Rẻ hết ạ. Nào chuyển mẫu luôn chị ơi. Bây giờ bắt đầu sang thu là mọi người mặc những cái bộ này nhiều này. Tiếp bộ này cho em ạ. Đa số là có màu đen thôi nhá các chị nhá. Màu than có ít này. Đen than thôi. Có đen thì than. Đen với màu than hai màu. Đấy. Các chị tiếp theo các chị comment là bộ B297. B297 cộng theo số điện thoại cho em. Các chị ơi, bộ này thì có cả size M với size L. Có ML 2 size, bộ cổ tròn. Đấy, cũng là bộ cổ tròn, thêm các chị lên đơn hàng thì là bộ B207 nữa các chị nhá. À quên. B297. Đây là bộ B297 này. Đây. Mang nhìn cho em hàng xịn sò luôn các chị nhá. Bộ BT các chị nhá. Bộ BT, bộ B297. Em ơi này, xinh chưa? Đơn giản mặc lên nó rất là đẹp. B297 cộng theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Bộ này thì em chốt các chị cũng tầm khoảng là 60
62 cân đổ về, 60-62 cân. Và các chị tầm 45 cân đổ lên các chị nhá. Em mặc thử các chị xem cái mẫu form dáng của nó này. Cũng chỉ có size M với size L thôi. Biết nhầm quần nào nhá. Tí lên bộ hàng đông sau nhá. Bộ hàng đông hôm nay về mẫu mới nhất của năm nay luôn ạ. À, con này là cùng khung bo gấu. À, bo gấu xanh này. Hả? Ờ, cái mẫu đấy có cả màu xanh. Mỗi bộ. Mỗi bộ màu xanh á? Ừ. Tiếc nhỉ, cần màu đẹp thôi. Mà trên kia đi Huế. Cái gì ạ? Phải không? Phải, đắp xuống. Đây xem là mẫu gì? Đây là đắp xuống đây kia. Đây đây. Đây đây, đây không phải. Thế sao chị kệ cho những mẫu gì trên kia kìa? Sao mà làm khó vậy thôi. Cái gì á kìa? Đây, đặt này. Đây thì đoán mẫu rồi. Thế à? Ừ. Ôi, cái chị này. Các chị thấy bộ này không ạ? ML 2 size nhưng bộ này xuất từ 60 cân thôi nhá. Dưới 60 cân. 43 cân đổ lên mặc được cho đến 60 cân đổ về lên chốt đơn. Bộ này các chị comment là bộ B297 từ từ ấy báo giá đã. B297. Em đang có màu đen, nó sẽ có đen pha xanh và đen pha cam các chị này. Đen pha xanh hoặc đen pha cam cho các chị lên đơn hàng. Rồi giá chốt tặng các chị luôn là 260. Bác nào nhanh tay được ạ. 260.000 đồng. Bây giờ bộ này em bán rẻ hơn cả hàng Việt Nam luôn các chị xuống nhá. Đấy chứ ạ, săn được sale là sướng đời như thế luôn các chị ạ. Tại vì là mình vừa được hàng đẹp mà mình vừa được giá rẻ. Đấy, bộ này là bộ B297. B297 cộng số điện thoại cho em đen pha cam các chị này. Đen pha cam và gì ạ, đen pha xanh như em có. Và tông màu xanh than. Xanh than nó sẽ là pha cam như này. Đấy chứ ạ, xanh than đây. Còn đây là màu đen pha cam. Các chị nhé, đen pha cam và đen pha xanh. Nói chung là màu viền nào cũng đẹp các chị ạ, viền nào cũng đẹp luôn, các chị chọn màu cho em luôn. Bộ cho là bộ B297 260.000, mã hàng B297 cho em. Bộ có mũ được từ đợi em tí lên bộ có mũ luôn. Bộ có mũ cũng có, đợi em tí. Đây là bộ B297 cho em. Chị ơi bộ này 260. Em tặng các chị nốt 260.000. Ok chị ạ, 260.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm cho số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng thành công ạ, 260. B297 nhé các chị nhá. Bộ này không săn được các chị quá phí luôn. Quần nó sẽ hơi bo gấu thôi. Được chưa? Quần nó sẽ hơi bo gấu các chị nhìn hàng này. Ai cũng mặc được cho em ý. Xịn đẹp này đẹp luôn, chất nó xuống, sờ nó đanh chất các chị nhìn hàng cho em với. Bộ này bộ hàng Quảng Châu các chị nhá. Đây bộ màu than em cho các chị màu than luôn này. Được chưa? Màu than nó gần như kiểu than đen ý. Đấy chị gọi màu này màu than. Bảng màu nó khác nhau các chị nhá. B297 chữ hoa cao đây số điện thoại. Chị Nguyễn Phượng chốt đơn, chị Nguyễn Vũ có đơn. Đây là màu than cũng có ML luôn chị. Màu than cũng có size M và có size L. Đấy, màu than cũng có size M và có size L. Các chị lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây ạ, màu xanh than đây nhá. Đây màu xanh than, cái chất nó mịn lắm. Mà các chị giặt nó, nói chung là mặc nó không bị cắn chỉ. Đấy chứ ạ, nó không bị nóng. 100% chiếc cotton cho em, chiếc cotton xịn của hàng Quảng Châu các chị nhá. Hàng này nếu mà các chị mua ngoài, nếu mà rơi khỏi tầm giá cũ phải tầm hơn 500. Hơn 500 còn giá sale tầm 450. Bây giờ em tặng các chị có 260.000. Đấy, hàng Việt Nam các chị không được chốt giá này luôn ấy. Hôm nay các chị đứng săn được bộ Quảng Châu nó đẹp này, các chị mình cố gắng ạ. Phải săn bằng được cho em các chị nhá. Đây gấu quần của nó như này. Đấy chứ ạ, gấu quần nó sẽ hơi bo cho em rất là thoải mái, nó không phải bó sát vào đâu các chị nhá. Bộ B297 cho em. Cộng số điện thoại cho các chị chốt đơn. Đây là màu than đấy các chị nhá. Logo theo cho em, cái chữ là chữ theo. Bên ngoài cái pha quam của nó sẽ đậm hơn trên line đấy ạ. Màu trên line hơi bị sáng hơn. Đấy chứ ạ, màu trên line hơi bị sáng hơn ạ. Em chuyển mẫu các chị nhá. Đen pha gì ạ? Đen pha xanh, đen pha gì ạ? Pha cam và gì ạ? Than pha cam. Bộ B297 cộng số điện thoại ạ. Em chuyển tiếp các chị một mẫu hàng thu đông nữa nhá các chị nhá. Một bộ mã bộ hàng thu đông nữa cũng được chốt giá sale các bác luôn. Bộ này cũng có màu đỏ màu đen này nhiều. ML 2 size. Và đúng có bộ hồng xanh nữa. Tôi đừng lên bộ hồng xanh nữa, các chị đã thử em chết. Rồi B297 là bộ em mặc, em chuyển mẫu luôn, nó sẽ có hai size ML các chị dưới 60 cân. Tiếp theo bộ có mũ ạ. Được chưa? Tiếp theo bộ có mũ cho em là bộ B221. Được chưa? Tiếp theo em lên các chị bộ B221 cho em các chị lên đơn hàng này. Bao xinh luôn nha các chị ơi. Đấy chị, cái mã ở ngoài kia có màu xanh này, có màu xanh lá này. Có mấy màu đẹp. Cái đây ở trên kệ đây. Bóc xuống đi. Ôi các chị ơi, bộ này là bộ có mũ các bác ơi. Bộ có mũ, bộ này hàng đắt hơn nè. Đúng không? Gấu gấu. Trời ơi gấu này. Trời ơi bộ này các chị ơi. Tại sao nó đẹp như này? Đợi em tí em mặc thử các chị xem luôn cái form nhé.
B221 ạ. Ăn được gấp quần nào? 43 cân đổ lên cho đến tầm 60 cân đổ về chút đo nhá. Bây giờ chỉ còn sai thế thôi. Là em có màu đen màu đỏ hai màu. Đen đỏ hai màu. Các chị ơi, bộ này là bộ có mũ. Các chị ạ, bộ có mũ cho em, bộ này là bộ B221 nhá. Các chị đã comment trước thì cái bộ này sẽ là 289.000 đồng nhá. Em cho các chị nhóc ngày hôm nay là 289.000. Còn giá cũ thì không phải nói giá cũ các chị ạ. Tại vì nếu mà nhớ bán chốt được giá sale của các chị không phải hỏi giá cũ luôn. Em bao giá các chị toàn thị trường luôn mẫu này ạ. Bộ này cho em, các chị comment giúp em là bộ B221. Bộ này mình mua 308, kệ chị, em bán các chị 289. Đấy, chị mua ở đâu? Chị mua ở đâu 308? Em tặng các chị 289.000 đồng được chưa ạ? Bây giờ là chốt sale các chị nhá. Màu này, chắc chắn là chị không mua nhà em đúng không? Chị mua ở nhà khác. Thì bây giờ em cho các chị 289.000 đồng được này. Tặng nào mình ngoan thì mình chốt đơn hàng cho em bộ này luôn ạ. Chọn cho em màu nhẹ, màu đen và màu đỏ hai màu nhất nhá, đen đỏ hai màu, ML hai size. Lên mã lên đơn cho em là B gì ạ? B221. Đấy, B221 cho em ạ, tông màu đen. Và gì ạ? B221 cho em ạ, tông màu đỏ. Cộng cho số điện thoại kia là các chị mình chốt đơn hàng thành công. Chốt sale 289.000 đồng. Đấy, các chị mình nhanh tay tại bộ này chắc là em có tầm khoảng là 30 bộ đấy, 30 bộ. Được chưa ạ? Tầm 30 bộ đấy các chị lên đơn nhá. Màu gì ạ? Màu đen này các chị này, màu đen và tông màu đỏ. Đấy, ưng màu nào mình lên màu đấy luôn cho em ạ. Chị Lý Trần, Nguyễn Toa, Vinh Nguyễn chốt đơn, Kim Ngân có đơn ạ. B221 289.000 đồng. Con giá này nếu mà để mà giá ngoài không bao giờ nhập được luôn. Chính bản thân em ở cái đợt trước em không nhập được bộ này giá 289, kể cả 300.000 không nhập được vào đâu ấy. Bây giờ em xả các chị giá lẻ có 289.000 đồng. Các chị lên mã lên đơn và cộng theo số điện thoại cho em ạ. Nhìn tem mác của nó các chị biết mà, hàng xịn đấy các chị này. Các chị ạ, nhìn qua tem túi mác của nó các chị biết luôn. Mã sản phẩm cho em là B221 các chị nhá. Chọn màu cho em. Em lấy các chị màu đen đây. B221 màu đen. Lên các chị một mã bộ nữa xong rồi em lên hàng. Cái gì đấy? Ai kìa? Ai vốn? Ôi giời đất ạ. Đây, màu đen ạ. B221 màu đen. Kèm theo số điện thoại cho em. Bộ màu đen đây cho em các chị ơi. Không chốt nhanh là hết. Tại vì bộ này hàng sale nó chỉ về đúng một lần thôi ạ. Có nhìn thấy chị không? Chị Trâm em nhìn thấy chị nhá. Quần xịn màu trắng em còn. Chị Hà Linh phun xăm lên số điện thoại đi chị ạ. Chị bốn mùa Trà Thu Minh Quân ok. Em không đọc tên đấy nhá. Tại vì đọc tên nhỡ mà hết hàng phát các chị lại bảo em Covid. Thế em sợ lắm luôn ý. May nói chung là chị bộ khóa đi em à. Bộ khóa hôm nay hình như chưa về bộ khóa hay sao ấy. Hôm nay chưa về được bộ khóa. Đây ạ, các chị nhìn hàng này. Toàn bộ hãng cho em. Bộ hàng Quảng Châu hàng hãng nè. Chị Hương Đỗ, chị Lý Trần cho em số điện thoại. Chị Bon Bon ok, chị Phượng Nguyễn. Bây giờ các chị chốt ở line này thì nó còn đủ hàng, đủ size. Chứ còn nó còn có size M với size L. Chứ line sau là không còn tí nào luôn các bác ơi. Cố gắng mình chốt ở trên line này giúp em nhá. Em qua mẫu này. À em báo luôn các chị là cái bộ này nó còn đúng một bộ màu xanh. Chị nào thích bộ màu xanh thì lên luôn cho em. Quyền lấy chị bộ màu xanh đây. Có đúng một bộ màu xanh lá nhá. Màu đẹp lắm nhưng mà nó chỉ còn đốt sót đúng một bộ duy nhất thôi. Chị nào hoan hỉ thì mình được bộ này cho em. Mức giá em tặng các chị là 289. Không đẹp các chị trả lại hàng. Chị nào có hàng kiểm tra cho em. Các chị này có duy nhất một bộ màu xanh. Duy nhất một bộ màu xanh lá. Nhân viên thì em nó bảo là thôi đừng lên nữa, không lại tranh nhau. Nhân viên thì em bảo Loan đừng lên nữa bộ này này các chị này. Có đúng một bộ duy nhất thôi. Size này của em nó là size M. Được chưa? Size này của em nó là size M. Các chị nhìn hàng này. Màu xanh lá size M. Xanh lá đậm cho em màu đẹp các chị nhá. Đúng một bộ thôi, bác nào vừa xanh mờ xanh lá các chị lấy luôn cho em. Đấy, dơ nó không mặc nữa nhá. B221 xanh lá. Kèm theo số điện thoại cho em. Đây, qua mẫu này luôn thì ơi, hết hàng. Tiếp theo cho em một bộ mẫu nữa này. Bộ này lại có xanh lá này. Vâng, xanh đỏ đen. Xanh lá. Xanh đen, lá trắng và đen ba màu. Mấy size đây? ML. Có mũ nhá. ML XL. Ủa, này có cả ML XL luôn này. Đến 65-66 cân đấy. Lên tiếp cho em là bộ này là bộ gì? Tiếp cho em bộ này các chị nhá. Thì em lên len sau chị ơi. Lên len tiếp cơ. Bộ B256. Lên cho em mã này là bộ B256 và kèm theo số điện thoại cho em. Bộ B256 cũng là bộ có mũ luôn. Bộ này cũng siêu nốt các chị ngày hôm nay ạ. Giá rẻ luôn, hôm trước em nhập giá nó cao quá.
Thật chị ơi. Đồ nãy thì mà. Mà đẹp đẹp mà. Cô non. Cái hoa của bê đi. Hôm nay tối không bán hả? Chung là rồi, nhưng mà tại cái này còn hơn cái áo chị mặc. Đây, chỗ này có 3 màu. Cái màu xanh là đẹp nhất luôn. 256. Cái màu xanh là đẹp nhất luôn. Lên mã này cho em là bộ B bao nhiêu đấy? 256. B256 em có 3 size M, L, XL. Cái cặp của mình đâu rồi? Xong đây đầu tóc mình nó mới vừa gội xong ấy. Tóc nó, tóc con nó nhiều ấy. Em thấy nó cái chổng chổng. Đấy, đầu nó bẩn bẩn thì tóc nó còn đẹp. Đấy, đầu vừa gội xong tóc nó, tóc con nó cũng vậy. Cứ bay tóc em mọc nhanh cực kỳ luôn ấy. Đấy, em một xíu nha, em buộc lại cái tóc cho nó gọi là đỡ khổ đã các chị ạ. Đầu tóc nó bơ phở. Tiếp sàn, chữ lộc 10 bạn ơi, đây đây đây. Rồi, các chị ơi, mã này các chị lên đơn hàng kia là bộ B256 đúng không? MLX 3 size 45 cân đến tầm 65 cân đổ về nhá các chị nhá. Riêng bộ này em cũng sẽ có size các chị dưới 65 cân. Có 3 màu ạ, xanh lá. Bộ này các chị comment giúp em là bộ B256. B256 cho em nhá. Bộ khóa chân đằng sau á. Đấy là áo gió chị ơi, đấy là áo gió. Em màu trắng này, B256 màu trắng. B256 trên màu đen. Và B256 trên màu xanh lá. Kèm theo số điện thoại cho em quần bo gấu, áo bo gấu. Bộ này em tặng các chị là 289 nốt nhé chị nhé, 289.000 đồng. 3 size MLXL, mã sản phẩm là B256. Cách số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng thành công ạ. Đẹp quá nhỉ, màu xanh. Xinh ơi là xinh, là B256 cho em nhé, đây màu đen này. Ơ sao chị màu đen lấy màu XL cho em vậy? Thế thì hôm nay em mở hàng các chị một bộ hàng đông nhé. Hôm nay bộ hàng đông em có đăng bài, các chị nhắn tin lại hỏi em nhiều quá mà hôm nay tối nay không lên, các chị lại bảo là có thể toàn đăng bài đăng ảnh chứ không có hàng. Chị Quyên hàng ok, chị Phượng Nguyễn chốt đơn, Tu Hương chốt đơn, chị Hương chốt đơn ạ. À, các chị ơi, các chị có lên mã cho em cho các chị thử. Đâu màu đen đâu, tay mờ đâu. Đâu, em cho các chị màu đen xem mờ luôn này. Em mặc thử luôn nhá. Khác nhau mỗi cái màu áo nó còn quần như nhau. Đấy, các chị nhìn làm này. Cái toàn bộ hàng chị sò luôn. Đây màu đen đây các chị ơi. Màu trắng có nhiều không? À, chất xuống đời nhỉ. Được chưa? Hàng bây giờ sang thu các chị mặc bộ này rất nhiều luôn ấy. Đấy, bắt đầu sang thu bắt đầu là bộ này là ok luôn, bây giờ là sang được giá rẻ. Các chị lên đơn hàng cho em bộ B256 màu đen các chị nhá. Màu đen xinh nhỉ. Ôi. Cái này mà đi giày thao lên quá hệ tuyệt vời luôn, hết các chấm các chị ạ. Bộ này là bộ B256 á, màu đen. B256 màu đen, kèm số điện thoại màu đen xả nó các chị là 289.000 đồng. Đấy, 289.000 đồng ạ, làm gì có ai bán được giá này đâu các chị. Đấy chứ ạ, các chị có thể về kiểm tra chất lượng so sánh giá thị trường thoải mái. Mã hàng là B256. Đấy chứ ạ, đen xanh trắng 3 màu các chị nhá. Quần như nhau, khác nhau mỗi cái màu áo thôi. Lên bộ đông chờ mãi, như bộ đông thì em về hàng đất. Vậy em tìm lên luôn nhá, về đây lấy chị bộ hàng đông nào. Kiểu okay. Bộ Capri kìa. Ui. Các chị ơi ạ, từ từ nhá. Cắm sạc pin đầy cho em. Em chuyển mẫu luôn đấy ạ. Em chuyển mẫu luôn. Đây màu trắng các bác hàng thích không ạ? Màu trắng đây, áo trắng quần đen. Đấy, áo trắng quần đen vẫn có MLXL 3 size của màu trắng này ạ. Đợi em tìm lên nốt cái màu trắng cho các chị nhìn nhá. Đấy chứ ạ, đằng nào cũng lên rồi. Đằng nào cũng lên rồi mà thử luôn các màu các chị nhìn xem luôn ạ. Bộ B256 màu trắng. Chị Tuyến Ngô ơi, lên số điện thoại ạ. Hả? Mẫu này lấy năm nào nó chẳng thế. Ừ. Đấy. Mặc cái quần đấy, mặc cái quần kia mông chị không có, nó không lê ra được. Chị đang mặc cái quần đang mặc. Cái quần lúc trước mông nó lê. Đấy, trắng đen. Cao ấy. Đẹp chưa? Các chị ơi. Chọn bộ trên là bộ B256 màu trắng. B256 màu trắng kèm số điện thoại cho em. Bộ này có bao nhiêu? 289.000 đồng chốt sale các chị nhá. Chị nào chốt màu trắng, áo trắng quần đen chứ không phải nguyên cây trắng đâu ạ. Đấy, form này các chị đi giày thể thao là quá đỉnh luôn. Cái quần trắng của nó quên cái áo của nó sẽ làm mix với lại là màu quần nhá chị nhá, cái viền này. Còn em đang mặc cái quần của bộ màu xanh. Đấy, tất cả là quần đen hết. Hả? Đây. Được chưa? Bộ màu quần trắng thì nó sẽ là viền như này. Mã hàng trên là bộ B256 màu trắng các chị nhá. B256 màu trắng kèm số điện thoại ạ. Chị cậu 7 rồi ok.
Rồi bây giờ em sẽ mở hàng các chị một bộ mẫu, bộ hàng đông các chị nhá, bộ mùa đông. Đấy, bác nào thích cho em xin nút thả like đấy ạ, thả tim và chia sẻ live stream cho em. Đây các chị mẫu mới nhất và xịn nhất luôn. Nó sẽ là bộ có mũ nhá các chị nhá. Em lên bộ có mũ trước này. Đấy chị ạ, lên các chị một bộ có mũ trước, các chị nhìn hàng cho em với ạ. Hàng đông cho em, bộ này của em sẽ là bộ đỉ xốp. Đấy chị ạ, bộ đỉ xốp cho em hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Rồi nước giặt ok chị Hào Hào. Nhưng mà thôi hôm nay mình từ từ, từ hẵng lên nước giặt nhá các chị nhá. Thì hôm nay cũng nguyên một hôm mình lên quần áo thôi. Các chị ơi nhìn cho em với màu nâu và tông màu đen, hai màu đúng không chị? Ba màu chứ. Bộ này để em xem ảnh xem có bao nhiêu màu nhá. Hoa lấy bằng lấy màu, em cứ lấy bằng này. Nó có lâu đen thôi. Vậy em còn chưa lấy khoác len đấy, hôm nay về nhiều mẫu quá bị cuống. Thấy chưa, có màu xanh nữa mà. Em đã bảo là em có ba màu mà. MLXL màu đen ở MLXL 3 size. Các chị em lên màu nâu trước các chị nhá. Lên cho các chị màu nâu trước. Bộ này của em ạ, à, toàn bộ mẫu mới nhất của năm nay luôn. Đó, lên mã lên đơn cho em là bộ này là bộ B309. B309. Kèm số điện thoại cho em. Em sẽ có 3 size là MLXL. Chọn màu các chị nhá, chọn màu chị. Anh thử mặc bộ đấy, mặc một bộ này nhỉ. Bộ này hàng đông mà. Một xanh. Nhưng mà đây size gì đây? M. Em chị mặc cùng size này. Bộ này từ 43 các đồng viên mặc được chị Hoa đấy, một tay mở phải không? Hoa tuổi gì mà dám săn? Rồi, sale hết hàng rồi, đâu nữa à? Chỉ có tiền mua nồi chiên không dầu thôi. Đấy. Ký sổ luôn. Chả, đấy, các chị này. Đây, săn luôn bộ mới nhất của năm nay luôn các chị nhá. Bộ này các hãng đang bán là 700 nghìn. Để chắc 700-800 nghìn. Có chị bảo là chỗ chị bán 900. Đây là cái bộ này này. Để chạy 1.92 bộ à. Bộ này các chị comment cho đây là bộ B309 các chị nhá. B309 kèm số điện thoại cho em. Mở hàng mã này luôn, em sẽ có 3 size MLXL đủ size. Các chị dưới 65 cân em chốt đơn. 43 cân đến 65 cân đổ về em lên đơn hàng. Rồi em thưa các chị màu nhá. Từ từ bộ B309. Bộ này ạ, bộ này của em là hàng đông. Các chị chọn xem màu nhé, màu đen này, màu đen, màu xanh, em mặc là màu nâu. Đen, xanh, nâu và lên số điện thoại cho em là các chị chỉ chốt đơn hàng thành công ạ. Đây, ba màu này, em chưa bao giá các chị chốt rồi này. Này, nhìn cho em từ xịn được cái dây luôn các chị nhá, từ từ B309. Các chị mình chốt nhanh thì có đủ size các chị nhá. Màu em mặc là màu nâu, đây là màu xanh này, xanh lạ nhỉ, xanh lạ với tông màu đen. Dưới 65 cân, em tặng các chị 499.000 đồng, 500 tròn các chị ơi, 500 tròn. Đấy, 500.000 đồng một bộ, hàng VIP cho em các chị nhá. Bộ B309, chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Mình chọn màu chọn size vừa cho em các chị mình chốt đơn. Màu đen, màu nâu và tông màu xanh. Nhà chất dày dặn mà đẹp mà các chị giật máy vô tư cho em, nó không bị bay, không bị sụp. Quần bo gấu cho em, đẹp từ cái dây mũ của nó luôn ấy. Đẹp từ dây mũ luôn. Đấy, các chị nhìn hàng cho em ạ. Giặt mấy năm, nói chung là những cái mẫu này. Năm ngoái thì nó có hình khác, năm nay hình khác. Thì ạ, mặc mấy năm giặt vô tư cho em không bị bay, không bị xù. Mã sản phẩm là B309 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chọn nâu, chọn xanh và chọn đen các chị nhá, ba màu ạ. Hàng mới về. Đeo cái này đeo giày thể thao nó sẽ đẹp hơn. Đeo giày thể thao sẽ đẹp hơn các chị nhá. B309. Đứng comment là B209. Bộ B309 cho em comment đúng theo mã hàng các chị nhá, tại vì là trên mark của nó đều có mã hàng của nó hết. Để chạy trên mắt có đều có mã hàng hết, các chị lên đơn cho em này. B309 và cộng cho số điện thoại cho em ạ. Cho các chị xem từ tem mắt của nó luôn. Chuẩn xịn luôn, hàng VIP các chị nhá. Comment đúng mã hàng cho em với. Đừng comment sai mã, comment sai mã nhân viên thì em nó nhập nhầm hàng đấy. Vì nhà em có rất là nhiều hàng nghìn mã hàng khác nhau cơ ạ. Chị Nguyễn Thị Lan, chị Trần Hàng, ok, chị Lan Ngọc, chị Dương Đông lên là mã hàng số điện thoại ạ. Chị Minh Hòa, Minh Hòa comment lại mã hàng cho em nhá. Nguyên Trần Hiền Mon ạ. Chất nỉ xốp chị ơi, hàng đẹp. Giặt máy vô tư cho em ạ, không bị bay, không bị sổ. Đấy, em bao giá các bác mình luôn, không đẹp mình trả lại, nhận hàng kiểm tra chất lượng cho em với hãng thanh toán. Cái trạm nhận hàng kiểm tra chất lượng cho em hãng thanh toán, các chị lên đơn hàng cho em. Bộ trên là bộ B309. Đấy, và kèm các số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng này. Này, thử 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 màu đen không á, thật đẹp quá nhỉ. Em thử cho em màu đen phát. Mong hôm nay mua được hàng chị Trần Hàng ơi, chị cứ lên số điện thoại của em với. Có bộ nỉ xốp không mũ, đợi em một tí, sau mỗi ngày sẽ lên các chị bộ nỉ xốp không mũ nhá. Chị Hiền Mon có đơn ạ. Rồi chị Mai Hoa có đơn, chị Nguyễn Thị Tâm có đơn hàng ạ, chị Thu Hải hàng đợt một luôn, hàng đợt đầu, hàng nước đầu luôn các chị ạ.
Chứ hàng này bây giờ người ta đã có bán trên thị trường đâu. Các chị mặc chán chê ngoại trường mới có. Em nói thẳng luôn ạ, các chị mặc chán chê ngoại trường người ta mới ra mẫu này, mới có bán mẫu này luôn. Và lúc nào em nhé em cũng đi trước mẫu. Đấy, đi trước mẫu bán các chị gọi là giặt máy thoải mái chứ nó không bị bai xù luôn. Mà nó không bị phai màu các chị nhá, không bị phai màu. Đấy, chọn màu chọn size cho em, các chị lên đơn. Xinh nhỉ. Cái này em còn khuyên là em không để cái đôi giày thể thao nào đây, nếu mà em đi thể thao và các chị gọi là ngất luôn. Đấy. Form đẹp đẹp hơn đi may những cái hàng VIP này này. Nên thử các chị xem bộ màu đen luôn nhé. B309 cho em màu đen. Đâu màu xanh đâu. Chị Hoa lấy cho em bộ màu xanh lên đây này. Để ra đây luôn này. Đen này. Đen thì pha này bộ poly này siêu xịn luôn. Rất mát lắm. Rất sướng. Mướt tay luôn ý. Nó mịn lắm. Đấy, B309 trên màu đen, màu nâu, màu xanh các chị nhá. Và kèm theo số điện thoại cho là các chị yêu mình chốt đơn ạ. À. Chị Thanh đã dơ màu xanh của em cái thì em xem cái máy nó ẩn comment. Cái đến giờ này là nó comment nó không nhìn thấy gì luôn. Nhá màu xanh đây cả nhà nhá. Rồi, nghĩ sao nói vậy? Hàng nhà sơ chất thế nào, form dáng thế nào, size số thế nào. Đấy ạ, màu xanh rất là đẹp luôn đấy cả nhà. Và chất nó cũng mát lạnh luôn ý. Bộ này 500 chị ơi, 500 nghìn một bộ nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp, bộ của tròn nữa đi đâu chị ơi, tìm một em bộ của tròn đi. Của tròn có chữ VV kìa. Cái này bộ này đẹp này. Màu xanh, màu nâu và màu đen. Xanh nâu đen ba màu. Được chưa? Xanh nâu đen ba màu. Các chị này hàng nguyên gai nguyên kiện như này luôn, toàn bộ hàng VIP các chị nhá. Bộ của tròn đợi em một xíu, sau hôm nay em sẽ lên luôn bộ của tròn. Còn bộ này là các chị có vẻ là bộ B309. 500.000 một bộ này. Và các chị mua giá, nếu mà giá mà vụ ấy, chính phẩm của nó sẽ rơi khoảng tầm là hơn 700. Đấy chứ ạ, chỗ nào bán rẻ nhất là 690. Đấy, có chỗ bán 1.9 hai bộ đúng không? 1.9 hai bộ, các chị tính ra tầm bao nhiêu tiền bộ. Bộ này em tặng các chị lấy là hàng, gọi là hàng em mở hàng các chị luôn ấy. Mở hàng lô mới, hàng đông. Các chị nhìn hàng này. Hàng này của em là hàng đông nhé các chị nhá, không phải hàng thu đâu ạ. Nó chất nó dày lắm đấy ạ, chất dày. Đau đẹp luôn, em qua mẫu các chị nhá. Bây giờ lấy các chị một mã bộ nỉ sốc cổ tròn. Đấy, nỉ sốc của tròn cũng có 3 màu luôn, màu nâu, màu đen, màu xanh. Nâu đen xanh, hàng em live stream mà em đang live bằng cam thường, nên là màu rất là thật luôn. Nên các chị ạ, chỉ việc lên mã hàng và số điện thoại. Còn màu lúc nào nhân viên chốt đơn các chị bình ạ, mình comment sau cũng được. Em thử cho các chị bộ màu xanh ngày trước các chị nhá, đủ size M, L, XL, 3 size. Có 2X không? Chị hình như là có cả mẫu nào có 2XL ấy. Ờ, cái bộ chữ C có 2XL đúng không? Bộ này, ơ, cái màu nâu này, màu đen có 2XL này. Nâu đen có 2XL, màu xanh là có MLX. Vậy nào? Ờ, không. Cái mẫu này này, bộ của tròn đấy này. Bộ tròn đấy này. Bộ này có hẳn 2XL đấy. Đến tầm khoảng là 67, 65, 67 cân mặc được, thoải mái. Rồi, B309, tiếc cân, tiếc không vừa. Chị là bao nhiêu cân mà không vừa được. Đây, lên bộ màu nâu trước nhá, các chị nhá. Em bị ưng quá, kết quá cái bộ này này. Đây. Trời ơi các chị ơi, nhìn hàng cho em với. Bộ này các chị comment giúp em là mã bộ B305. B305. Kèm theo số điện thoại cho em là các chị yêu mình chốt đơn hàng ạ. Đây các chị nhìn cho em bộ màu nâu nhá. Ba màu em phải chọn các chị ba màu cơ bản thôi, thì không có tông màu nào gọi là nó khó mặc cả. Đấy, chọn cho em bộ này bộ B305. B305 em có màu nâu, màu đen là có đến size 2XL. Còn màu xanh có đến size 1XL các chị nhá. Lên mã lên đơn cho em là bộ B305 cộng theo số điện thoại ạ. Bộ này 40 cân nhá, 40 cân các chị hàng có sẽ hơi rộng đấy ạ. Nếu các chị thích mặc rộng thì các chị lấy thôi, chứ còn em chỉ chốt đơn bình thường là tầm khoảng là 43, 44 cân đổ lên thôi. 43, 44 cân đến tầm khoảng là 60, 65 cân, 67 cân đổ về đối với lại mẫu nào có size 2XL. Đây ạ, à, màu xanh. Đẹp nhỉ. Toàn tông màu đẹp thôi. Chất mát lạnh luôn, sờ vào rất là thích. Áo mùa đông mà mặc vào chất nó mát lạnh luôn này. Mướt tay, đánh chất lình. Mướt tay, chất lình. Chất này giặt thoải mái luôn. Giặt máy vô tư luôn, không bị bai luôn. Đây, nâu này. Nâu đen xanh 3 màu các chị nhá. 40 cân thì mặc rộng đấy chị ơi. 40 cân mặc rộng. Bộ này là bộ B305 nhá. B305. Bộ này sẽ là bộ cổ tròn không mũ. Em tặng các chị trên livestream của em ngày hôm nay mở hàng lô này ạ. 460.000 một bộ. Được chưa? 460 một bộ các chị ơi, lên đơn hàng cho em. Em là có đen, nâu và xanh, các chị ưng mã nào, ưng màu nào các chị lên mã cho em với.
cổ tròn sẽ là 460. Em đang bán giá số lượng nữa, các chị cứ yên tâm luôn, không bao giờ lo đắt. Đấy, những cái hàng VIP như này. Em bảo rồi, em bán đầu hàng người ta gọi là đầu chui đuôi lọt đấy ạ. Bán gọi là thanh thông cái lô đầu thì chắc chắn là lô sau lại gọi là cứ về là hết hàng thôi. 460. 460, bộ này 460 các chị nhá. 460.000 đồng bộ B305. Đủ size, riêng màu đen hay màu nâu em sẽ có size là M, L, XL, 2XL. Các chị đến tầm 6-7 cân. Còn màu xanh này ạ, xanh này em gọi là màu xanh lạ các chị nhá, xanh lạ chốt đơn các chị tầm khoảng là 64-65 cân đổ về là các chị đều chốt đơn hàng. Đấy. Màu đen, màu nâu 4 size, còn màu xanh có 3 size cho em. Mã hàng cho em các chị từ 43 cân đổ lên các chị nhá. 43 cân đổ lên đến tầm 67 cân đổ về em có size. Các chị lên mã sản phẩm là B305 460 bộ này. Được chưa? 460 bộ này bộ mì khớp. Các chị nào đã mua hàng này của như em, những cái dòng chất này của em năm ngoái rồi, năm ngoái năm kia rồi, các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Và năm nay các chị cứ thế lên đơn thôi. Bộ trước có mũ là 500 chị ơi, có mũ là 500. Tiếc quá bây giờ biết shop em đấy, chị mua shop khác bán đắt đúng không? Mua đắt hơn mấy trăm nghìn. Cái chúng thì cái gì? Các chị bảo là tiếc quá bây giờ biết nhà em. Giờ trước chị mua 1 triệu mấy? 1 triệu 9 2 bộ đúng không? 1 triệu 9 2 bộ các chị chia ra xem bao tiền bộ. 1 triệu 9, 8,5 đúng không? 8,5 bộ. Bây giờ biết cũng vẫn là sớm. Bây giờ biết vẫn sớm đúng không ạ? Biết bây giờ vẫn sớm nên các chị mua nhiều nhiều nhá. Chị Thu Hằng ok chốt đơn. Đấy chưa? Bộ B305 màu đen, màu nâu, màu xanh, 3 màu. Đây màu đen nè, đen nâu xanh và kèm túi bạn nhìn qua tem mắc. Nếu như chị nào đã mua những cái dòng này rồi chỉ cần nhìn qua tem túi mắc các chị biết luôn. Đấy tinh mắc nhìn phát biết luôn. Hàng xịn tò hay là hàng Việt Nam đúng không ạ? Hay hàng Quảng Châu. Đấy em chỉ cần đưa phát lên các chị nhìn qua phát luôn là tinh mắc này. Nhìn hàng cho em mẫu mới của năm nay. Mẫu này em còn không đăng hình lên đi. Tại vì đăng hình lên là bị mất mẫu. Đấy đăng hình lên mất mẫu. Mẫu nào đắt hàng cái là bị cướp mẫu luôn. Chị Lê Tâm Nguyễn Mai ạ, à, năm ngoái mua 2 bộ 1,4 triệu. Ôi dồi ôi, 2 bộ 1,4 triệu 700.000 bộ à? Sợ nhờ. Em mà các chị bộ này 4,5,6 được chưa? Nhận hàng xem có đúng như chất đấy của chị mua không nhá. Nếu như chất, nếu mà chất khác nhau em cho các chị trả lại hàng. Nếu các chị mua bộ này 700.000 mà mua nhà em 4,5,6 về so sánh hai chất xem nó khác nhau ở chỗ nào không ạ? Không hề luôn, chẳng qua là giá lẻ người ta sẽ bán giá khác thôi. Còn giá trên livestream thì em bán giá số lượng. Các bác chỉ việc lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Rồi em đen em không mặc lên nữa nhá, em chỉ mặc hai màu thôi. Còn màu đen thì bác đã ưng các bác chốt đơn luôn cho em. Bộ B305. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra, nói chung là tiền nào của đấy, tiền nào vào đấy. Hàng này em sẽ làm các chị rẻ hơn ngoại trường tiền trăm luôn. Ít nhất phải tầm tiền trăm các chị nhá, 200.000 so với giá lẻ ngoại trường. Rồi tiếp theo một mã nữa nào. Một mã cổ tròn nữa nhá. Hay mã cổ có mũ nhỉ? Em đang nghĩ xem lên bộ nào nữa chẳng. Sau đó tí lên áo len. Đây. Lúc nào nhà em cũng gọi là giá ưu đãi nhất so với các chị giá lẻ luôn. Quần gấu bo thì quần bộ kiểu thể thao thì gấu nó sẽ bo. Bo gấu cho các chị đi thể thao lên nó rất là khỏe khoắn và trẻ trung luôn ý. Và em không có thể đôi giày thể thao vào đây nếu mà em đi thể thao các chị. Các chị không cần nghĩ tí nào luôn. Em đang không để một đôi giày thể thao nào ở đây. Và bây giờ em sẽ lên các chị một mã nữa nha các chị nhá. Lên các chị một mã cổ tròn đi. Lên các chị một mã cổ tròn cho các chị chốt cho sướng. Đấy, về nhận hàng nhớ cho em xin lời nhận xét xem là nhà em ngon bán rẻ hay là bán đắt. Để chạy chất đẹp hay chất xấu. Feedback luôn cho em với. Tiếp theo bộ này có cả đỏ. Đây. Được chưa ạ? Nhà em không buôn hàng năm ngoái. Những cái bộ này mới nhất ta chiến đấu thôi các chị ơi. Cứ mẫu mới ta chiến đấu thôi. Các mình triển khai thôi. Em sẽ mặc các chị màu đen lên nha các chị nhá. Màu đen, màu đỏ lên trước. Đến nâu xanh lên sau, một em sẽ có 4 màu. Và có đến size 2XL ạ. 2XL các chị nhá. Đấy tầm 6-7 cân. Lên mã hàng cho em là gì ạ? Bộ này là bộ B302. Đấy chứ ạ? Bộ này sẽ là bộ B302 cho em. Comment đúng mã hàng một cách số điện thoại ạ. Các chị thấy không? Nhìn hàng này. Đỉnh của chóp luôn ạ. Đấy chứ ạ? Các chị nhìn chất cho em nhá. Nhìn qua đường viền của nó này. Em có một, em có mấy cái bộ này mà em mặc 2 năm nay rồi mà nó vẫn còn mới. Rồi nhìn nó vẫn như mới, nó không bị bạc màu đâu ý. Không bạc màu, không bị bay mà nhà em chuyên giặt tay, à giặt máy thôi chứ nhà em không có thời gian giặt tay luôn. Mà cứ thế quay máy giặt dòng dã. Thực ra và chỉnh. Quên màu đỏ. Màu đỏ lên này cái nhìn sáng luôn cả nhà ơi. Sáng cả một góc, sáng cả một bầu trời. Áo đỏ quần đen nhé cả nhà nhá. Áo đỏ quần đen. Cái hình này nhìn nó rất là đẹp và nó khác lạ luôn.
Bộ này là bộ B302. B302 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Hồng Võ, chị thích chọn bao nhiêu bộ nào lên đơn cho em đi. Bộ này hàng mới về. Bộ nào cũng đẹp. Dạ, bộ nào cũng đẹp luôn, hàng mới về. Ủa đấy, em nghèo nỗi mà cái nịt nó không có ấy này. Buộc cái nịt mà nó dão thế này vẫn còn buộc. Không có nổi cái nịt nó buộc đấy. Các chị ơi, bán rẻ, bán quần áo rẻ quá, không có tiền mua nổi cái nịt nữa các chị này. Rồi bộ này bộ B302 có 4 màu chị nhá. Đưa chị đưa màu em. Chị Hoa ơi, tìm em cái dây nịt này. Màu đỏ em đang mặc ạ. Và như em Loan đang mặc là màu đen nhá. Và trước đây em đang cầm nó là hai màu nâu và màu xanh. Đấy. Còn 4 màu ạ. 4 màu. Còn 4 màu rất là đẹp và hợp với tất cả mọi lứa tuổi ạ. Bộ này ai mặc được những bộ cổ tròn này. Để em bóc cho mọi người xem nhé. Cổ tròn này ai mặc được luôn. Toàn những màu đẹp thôi. Đây ạ, màu nâu ạ. Màu xanh. À màu xanh, xin lỗi cả nhà. Đây là màu xanh ạ. Màu xanh, màu đen, màu đỏ và màu nâu ạ. Xanh, đen, đỏ, nâu, 4 màu. Để em xem cái size số của bộ này như nào các chị nhá. Bởi vì hàng này mới về. Bộ này màu đen này. Màu đen, màu nâu thì có size đến 2XL, còn màu đen màu đỏ thì có ML, XL các chị nhá, màu đỏ thì có ML. Đó, các chị lên đơn hàng cho em riêng màu đen, màu nâu thì em có size đến 67 cân. Còn màu gì ạ? Màu đỏ và màu xanh thì em có size các chị đến 65 cân, màu đỏ đến 60 cân các chị nhá. Các chị lên mã này cho em là bộ B302 kèm theo số điện thoại. Em chốt tặng các chị trên livestream thì em sẽ là 460.000. Còn chị nào mua 700.000 bộ này ạ, giơ tay cho em cái. Thả tim cho em cái. Bây giờ em tặng các chị bộ này là 460 được chưa ạ? 460.000 bộ B302. Các chị chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Màu nâu các chị nhìn hàng này. Đấy các chị nhìn cho em màu nâu này, từ tem túi của nó luôn. Bộ B302 cho em nhá. Nâu, đen, xanh và đỏ, 4 màu. Nâu đen thì em có đến tầm 67 cân, em chốt đơn hàng đến size 2XL. Còn riêng màu dạng màu xanh và màu đỏ, em có size màu đỏ dưới 60 cân, màu xanh dưới 65 cân. Các chị nghe rõ cái mã hàng và size số giúp em với. Chọn màu, chọn size cho em. Các chị nhìn hàng, nâu của em sẽ là nâu đất. Để chạm nâu của em sẽ là tông màu nâu đất. Các chị nhìn hàng cho em, toàn bộ nó là bộ nỉ xốp các chị nhá. Bộ nỉ xốp sẽ là 460.000. Đấy, chị Nương Hà, chị Nguyễn Linh, Phạm Hiền. Ok, chị Hương Hạ, Hương Phạm có đơn hàng của ôi lô mới này. Em gọi là em mừng rơn luôn, suôn sẻ quá các chị ơi. Em thấy mọi người lên đơn nhiều. Và có chị bảo nhà em bán rẻ thì em đã sướng rồi. Đấy, các chị mua bộ này ngoài bán 700, em bán tặng các chị 460. Tính ra các chị mua rẻ hơn 240.000 một bộ đúng không? Rẻ hơn 240.000 là cả một vấn đề luôn nè. Đấy, các chị mua tầm 2 bộ nhà em ạ. Chỉ mua được 1 bộ ngoại trường. Các chị tin không? Nhà em bán số lượng mà, nhà em đặt trực tiếp luôn. Cho nên là nhà em bán trước ngoài trường mới bán. Đấy, ngoại trường mới bán luôn. Các chị nhìn hàng cho em nhé, màu nâu này. Nâu đen xanh đỏ. Nâu đen xanh đỏ 4 màu, và xanh của em sẽ là kiểu xanh trứng sáo ấy, chứ không phải là xanh ui lại cháy máy à, cái gì mà cháy máy à, cái Linh này. Thì Sơn Hoàng, Trần Ngọc, Nguyễn Thị Trung, Nguyên Mùi, ui hàng mới về đẹp lắm. Nó giống như cái bộ mà chất tỉ xốp năm ngoái ấy. Đấy, bộ B302 cho em, các chị chọn cho em màu nâu nhé, nâu đẹp, các chú ơi nâu đất. Màu nâu lúc nào cũng bị cháy hàng trước đấy, em báo trước các chị là lúc nào cái màu nâu cũng bị cháy hàng trước đấy, nâu đen. Đấy chứ ạ, xanh là màu xanh mới, chị này xanh mới cho em, các chị nhìn màu này, xinh đẹp luôn. Quần sẽ là quần bao gấu cho em. Quần sẽ là bo gấu cho các chị nhìn hàng này. Màu của em sẽ là màu rất là thật ở trên livestream. Tại vì em đang làm bằng cam thường. Chỉ có em xấu thôi, nhưng quần áo em đẹp lắm. Em tự tin luôn, cho các chị bóc ra kiểm tra hàng trước thanh toán. Rồi em chuyển mẫu luôn nhá, rẻ kinh khủng rồi. Em cảm ơn chị Linh Linh ạ. Chị Trần Huế, ok em chút đơn. Chị Liên Bùi ạ, ở bộ này 460. Cổ tròn là 460. Cổ tròn là 460. Ok chị dùng ôi lý bạc sầu à. Bao nhiêu cân vừa M? Chị ơi tầm 52, 53 cân là vừa size M. Đấy chứ ạ, 55, 56, 57 cân vừa size L. 57, 58 cân hoặc là dưới 60 cân. Nói chung là tùy chiều cao cân nặng các chị nhá. Tại vì bộ này nó sẽ co giãn. Bộ chất co giãn, nói chung là năm ngoái các chị mua 55 cân đổ về các chị vẫn mặc được vừa size M. Nói chung là tùy chiều cao cân nặng. Lúc nào nhà em nặng, nhà em chốt đơn là sẽ có nhân viên sẽ là tư vấn cho các chị mình sau nhá. Đấy, bây giờ mã nào mọi người cảm thấy ưng thì mọi người cứ lên mã hàng với số điện thoại thôi ạ. Bộ này sẽ là 460.000. Nâu đẹp quá, ủi thử lên màu nâu nhá. Các chị khen phát phải lên luôn. Chị thử em bộ màu nâu này. Em thấy kết màu nâu lúc nào ấy cũng gọi là bị thích cái màu này. Mà trong khi đấy trong tủ em có 3 bộ màu nâu rồi vẫn thích.
Trong tủ quần áo em có 3 bộ màu nâu kiểu kiểu như này rồi, có cả bộ cổ tròn, bộ màu mũ, bộ khóa thì em có hết luôn. Cứ bị gọi là bị cuồng màu ấy, 460. Em tự tin em khẳng định luôn ạ, chưa có nhà nào bán rẻ hơn nhà em mã này. Đấy, các chị có thể là cầm cái bộ này, các chị hỏi tất cả các shop bán lẻ xem có chỗ nào bán rẻ hơn nhà em không. Đấy, lên các chị thử bộ màu nâu luôn nhá các chị nhá, em mặc thử luôn các chị xem. Tí nữa em lên các chị một cái bộ có mũ nữa để chọn cho nó gọi là đủ mẫu. Chị Hoài, màu nâu này mặc thì nó sang, ừ, sang, đi với giày nói chung là giày thể thao màu đen hoặc giày thể thao màu trắng đều đẹp luôn, rất là dễ phối đồ, dễ phối giày dép. À, chị Trương Thế chốt đơn Phạm Hà Nhung Kiều Kim, ok Nguyễn Thị Phương lên số điện thoại chị ơi, đây màu nâu nhất sang luôn ạ, nâu size to nhất là size 2XL, chị Vân Anh Thanh Lịch ấy lấy luôn đấy chị ạ, hàng mới về đủ size luôn, nó còn đang báo cháy hàng tại vì là nó phải tắc biên tầm khoảng là gần 2 tuần mới về được hàng thêm ấy. Hôm nay về được hàng rồi các chị mình có lên đơn cho em. Còn nếu mà hết là các chị phải đợi khoảng tầm 2 tuần nữa mới có hàng. Mã này này, chị Nguyễn Thị Phương ok chị ạ. 4 mã chị chốt 4 mã mong được có chốt đơn là ok chị yêu. Cứ lên mã hàng của số điện thoại. Em cảm ơn chị Lê Hiền nhá, chị Loan Hoan chốt đơn chị 10 vi rồi, công nhận quần áo nhà Loan vừa rẻ lại đẹp nữa. Đúng không ạ? Vừa rẻ lại đẹp. Cái hàng này này, nếu bác nào mà không biết lại tưởng hàng Việt Nam là các chị mua giá này là bị cao đúng không ạ? À, Việt Nam thì chắc chắn là những cái bộ này nó rơi khoảng tầm là hàng nhái lại của nó gần 300.000 rồi, đấy là hàng nhái các chị nhá. Còn mã này của em các chị nhìn cho em ạ, chuẩn tem mắc xịn sáu luôn, em tặng các chị 460. Cậu gì mua hàng nhái đúng không? Cứ hàng xịn ta chơi. Mà những cái hàng này các chị mua ngoài tầm 700, 600, 800. Rồi em chuyển mẫu, em bao nhiêu cân mặc size gì? Em Loan á, em Loan 52 52 cân, gần 53 cân mặc size M này. Thế các chị thoải mái dưới 55 cân cho em. Dưới 55 cân các chị vẫn mặc size M cho em bình thường. Rồi em chuyển mã luôn các chị lên đơn nhá. Mã bộ B302 tiếp theo một mã bộ có mũ nữa. Ôi dồi ôi, hàng đẹp lại rẻ chỉ tốn tiền thôi. À, mà em mà không mua để tiếp đúng không? Không mua để tiếp. Đấy, bộ này toàn 700-800 nghìn giá ngoài đấy ạ. Chị Nguyễn Thị Phương ok em chốt đơn. Về các chị cứ sở chất các chị biết luôn, mặc một lần là các chị sẽ nghiện. Các chị đã mua cái bộ này một lần là các chị về sau các chị nhìn cái hàng nhái lại, các chị nhìn thấy cảm giác gọi là eo ơi sờ cất nhau một trời một vực luôn. Đấy, em có thấy là những cái bộ này mẫu nó nhái lại mẫu này này, xong là làm cái chất nó rất là nhão, nó khô và nó dão lắm. Các chị giặt máy một lần nó sẽ bay xù luôn. Nhưng mà hàng em các chị ơi, giặt mấy năm liền nó vẫn thế thôi. Nó vẫn giữ cái form ban đầu ấy ạ. À, bây giờ lên các chị một mã tiếp theo là bộ có mũ các chị nhá. Em sẽ có hai màu là nâu và đen. Hai màu đúng không? Có xanh không nhỉ? Hai màu nâu đen đúng không? Rồi ạ, bộ này em sẽ có hai màu là nâu và đen, là bộ có mũ các chị ơi. Để hôm nay nhiều bộ mới, toàn mẫu mới về, không có lên mẫu nào từ hôm trước. Nhưng các chị chỉ việc lên đơn thôi, có số lượng các chị mình thoải mái. Đấy chứ ạ, số lượng sai số các bác mình thoải mái luôn. Em đây tiếp các chị một mẫu này ạ. Là cái mẫu VIP của nhà em luôn, các chị nhắc đợi đến giờ này mới lên. Tiếp cho em luôn ạ, bộ này các chị lên đơn hàng cho em là bộ B337. Đấy chứ ạ, B337, cách số điện thoại. Chị Thu Hương ơi, comment giờ giặt cái thế làm sao lên đơn được, comment đúng mã hàng mà lên số điện thoại. Chị Tâm Phạm kìa, comment là nâu với đen thì sao lên được đơn chị. Em đọc mã nào các chị comment chuẩn theo cái mã bộ ấy. Tại vì nhà em rất là nhiều đồ bộ luôn. À, các chị lên đơn hàng cho em. Bộ bao nhiêu em thì chị ơi, bộ cổ tròn sẽ là 460, còn bộ cổ có mũ các chị nhá, có mũ sẽ giá khác. Em sẽ lên các chị bộ này luôn là bộ B337. Đây là lên 4 bộ rồi, 4 loại rồi. Mấy loại rồi? 4 loại này quá nhỉ. Cái túi của nó nhìn hay chưa? Này Huyền ơi, cho chị bộ này vào đi. Mà chỉ ra đúng hai màu chủ đạo. Hai màu chủ đạo đen nhất luôn. Những cái màu này là lúc nào cũng phải đưa lên hàng đầu. Để ý không đấy? Mày đã lên đâu mà cứ tin. Mã này chỉ có hai màu thôi ạ, à, màu nâu và màu đen ạ. À. Hai màu em đang mặc là size M nhá. Em đang mặc là size M ạ. 45 cân. 45 cân, 45 đến 55 cân. Vậy nên nhìn được chị xem bộ này đến XL hay 2XL. XL đúng không? Bộ này là có M lẫn XL 3 size. Mã hàng cho là bộ B337 ạ. Màu nâu và B337 trên màu đen. Thì bộ này thì qua mình chưa đi rể thao thôi. Có thể bộ này đi rể thao quá đẹp luôn nhỉ. B337 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, đeo giày thể thao cao cao độ đế một tí là quá đỉnh luôn. Bộ trên là bộ B337. Bộ này là 500 các chị nhắc, 500 mà chốt đến dưới 65 cân đổ về. B337 quần gấu. Gấu có chị ơi. Tại vì hàng này kiểu thể thao nên là cái gấu của nó sẽ là kiểu dáng bo gấu ấy. Còn thể thao mà không có gấu nên là không đẹp. Đấy, bộ có mũ thì gấu nó phải là gấu bo cho em, các chị lên đơn nhé. Bộ này cho em là bộ B337, cách số điện thoại.
Được chưa? Bộ này chốt tặng các chị trên livestream với em là 500.000 đồng một bộ. 500.000 đồng một bộ, các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em rồi đổi mã thoải mái. Để chạy trong một livestream các chị nhá. Còn lúc nào mà đi đơn rồi thì các chị mới không đổi thôi. Còn nếu vẫn ở trong livestream các chị vẫn đổi mã hàng thoải mái luôn. Đấy, ưng mã nào các chị lên đơn, lúc nào chốt đơn thì các chị có thể là đổi mã nọ sang mã kia được. Bộ nâu có mũ 500.000 đầu tiên là mã gì nhà Huyền nhỉ? Nhìn chị cái. Nâu có mũ 500.000 đầu tiên. Bộ Bori ấy. Bộ B309. Cái bộ đầu tiên là bộ có mũ là bộ B309 là 500, còn bộ này là bộ B337 cũng là 500.000. Bộ có mũ 500 các chị nhá. Xinh cho, cái túi của nó đẹp lắm các chị ạ. Túi của nó làm hay kỳ luôn. Được chưa? Túi làm đẹp lắm. Bộ này là bộ B337 cho các chị lên đơn hàng. Giá chốt tặng các chị trên livestream của em sẽ là gì ạ? 500.000 đồng. Size dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? Dưới 65 cân đổ về các chị ơi, toàn bộ hàng siêu phẩm mẫu mới nhất của năm nay luôn ạ. Chị Phương Linh Lê chốt đơn đào hàng Tâm Lê, Phạm Thị Lan, em thề luôn là hôm em không ngờ các chị chốt nhiều như thế luôn ý. Tại vì em muốn là mở hàng thôi ạ, và kể cả bán một bộ cũng được, cũng gọi là mở hàng. Đấy, bán các chị được giá rẻ nhưng mà em thấy lúc các chị cứ lên đơn tăng tăng như thế này. Liên hoàn cước thế này, em không nghĩ là giữa cái thời tiết mà vẫn đang nóng cái này mà các chị vẫn chốt hàng đông bình thường. Đấy, thế là mọi người rất là tin tưởng em thì em không làm các chị thất vọng luôn. Mã hàng là B gì ạ? B339 các chị nhá. B337 kèm số điện thoại đổi mã thoải mái được các chị ơi. Ưng mã nào mình đổi mã được các chị nhá. Mã B337 cho em. Chất đề này bộ đỉ shop chị, bộ đỉ shop hàng Quảng Châu mà bộ này thì em bán mỗi năm thì em đều có bán mà. Khác nhau mỗi lần về, mỗi một năm nó sẽ là cái mẫu nó khác nhau thôi, còn chất nó vẫn như thế. Chất nó vẫn kẹt như thế luôn. Xinh ơi là xinh luôn. Quần này trang trí túi rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, trang trí túi. Chị nói nhỏ thì khách thì không nghe gì đâu. Nhiều khi là lên live và nói vậy, mất tiếng một tháng rồi chị tưởng à. Chị Võ Mị, chị Thanh Nguyễn, ok. Cái trạng lạc mất niềm tin rồi, ok chị xíu xíu lấy đi. Hàng này em khẳng định luôn, nếu mà các chị đi lấy xỉ giá cao hơn thì em bán lẻ luôn. Tại vì hàng này em đặt được số lượng ấy, mỗi một lần về hàng nghìn bộ luôn. Cho nên là mọi người được mua giá tốt các chị ạ. Chứ còn nhập một vài bộ chắc chắn là không có được giá tốt như thế này đâu. Giá lẻ sẽ tắt, chắc chắn là tắt hơn giá, à quên, giá xỉ tắt hơn giá lẻ em bán trên livestream nhá. Thế bảo sao nhỉ, em bán được số lượng có nhiều. Chữ ở ngực theo in á. Chữ ở ngực là chữ in chị ơi, chữ in nhá. Chị Tâm Lê chốt đơn ạ. Cái hàng này nó không như cái hàng rẻ, chữ in nó sẽ không bị vỡ đâu. Đấy chưa? Còn hàng rẻ chữ in các chị giặt một lần nó sẽ bị vỡ hình. Nhưng mà chất này các chị ơi, chất nó xịn lắm. Đấy, chị Tâm Lê chốt đơn ạ. Thanh Nguyễn ok, chốt đơn một nâu một đen. Em bảo với các chị cứ làm một bộ nâu một bộ đen đi. Đấy, rẻ hơn ngoại trường rất là nhiều bộ này. Các chị đang mua ngoài 900.000 đồng. Có chị 1.92 bộ, 850.000 đúng không ạ? 850.000 một bộ đấy ạ. Em tặng các chị trên này em có 500.000. Để chứ ạ, nhiều khi bán rẻ quá các chị lại bảo em là em bán hàng là hàng mới bẩn đúng không ạ? Hàng loại 2, loại 3. Nhưng mà các chị công ty các chị cứ thử mua một bộ 850.000, các chị về so sánh bộ này với em 500.000, thử xem chất lượng có như nhau không, khác nhau một tí. Em cho các chị trả lại hàng, em để các chị cả kho hàng em luôn. Được chưa ạ? Chị Vào Vân ạ, lên số điện thoại chị nhá. Chị Huy Nguyễn chốt đơn, chị Vũ Thị Hoa, chị Thanh Nguyễn ok, em chốt đơn hàng. Rồi bây giờ lại lên siêu phẩm áo len các chị nhá. Rồi, các chị ơi lên áo len đi. Tiếp các chị áo len nhá. Áo len hôm nay ạ, thôi ạ, mình dừng đồ bộ ở đây nhá. Mỗi hôm lên tí thôi. Hôm nay có về được cầm có 5 mã thì em lên hết rồi. Bây giờ tiếp theo em chuyển các chị một mã áo len VIP cho các chị luôn. Len VIP lên xịn luôn như này. Hôm nay toàn hàng mới về có số lượng. Toàn hàng mới, toàn hàng đẹp kìa. Cái nào cũng muốn mặc. Cái nào muốn mặc. Cái nào muốn để lại để mặc. Thế thì chẳng vỡ nợ nhanh à. Cái nào muốn để lại mặc cái này. Đây. Nguyên đai nguyên tệp cái này luôn. Cái mã này để chỗ nào đấy? Đi nội chị xem mã bao nhiêu rồi. Mã ca bao nhiêu rồi Huyền ơi? K9 nhỉ? Cái là mua cái áo tặng hai chỉ vàng em. Trời ơi đẹp chưa? Các chị ơi, mã này trên là mã K mấy? K9 đúng không? K9, cách số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn nhé. Xinh chưa? Các chị nhìn trên cái tay của nó là tay pha ren nhé. Cổ tròn. Mã hàng trên là mã K9 từ 40 cân thoải mái 65 cân đi Huyền ạ. Được chưa? Mã K9 này, cái 65 cân là ok đấy. Dương Mai Châu chốt đơn, Lê Hoa, Liện Thị Anh Trần chốt đơn hàng. Bộ 500 chị ơi, bộ 500.000. Chị Vũ Kiều Anh nhá, cái bộ B337 là 5
không? Thử V37 không? Ừ. B337 500.000 ạ. À. Còn bộ này các chị lên đơn hàng cho em yêu, cái bộ B37 có ít lắm. Nó có hơn 20 bộ thôi. Còn một mã này các chị comment là mã K9 nhé các chị nhá. K9 cho áo len bông tư ghi tay lỡ. Len bông tư ghi tay lỡ cho em ạ. À. Hàng này sẽ là của hãng Meiji. Để chạm hàng này của hãng Meiji cho các chị lên đơn là chọn cho em màu xanh, em mặc là xanh dương các chị nhá. Xanh dương này, tông màu thứ hai cho em sẽ là tông màu đỏ ạ. Đấy các chị ơi, áo ơi tặng hai chỉ vàng đây này. Sướng nhỉ, đấy là có lời luôn rồi đấy. Cái mắc nó đang bị mắc vào cái dây vàng này. Màu 49. Đấy, bộ này, à, áo này các chị ơi. Mã hàng cho em là K9. Dạ K9 các chị nhá. K9 cho em chọn cho em màu xanh dương này, K9. Cảm ơn chị Trung Thúy nhá. Mã K9 cho em màu đỏ ạ. K9 cho em tông màu nâu, màu nạo xinh luôn các chị ơi, K9 màu nâu này. K9 cho em ạ, màu cam này. K9 cho em ạ, tông màu đen. Và K9 cho em ạ, tông màu trắng. Tất cả em sẽ có các chị là 6 màu. 6 màu các bác mình lựa chọn luôn. Tay của nó sẽ là tay pha gen các chị nhá, tay pha gen 2 lớp. Cái tay của nó xem chưa các chị này, nhún tay cho em, tay lỡ. Em tặng các chị trên like của em sẽ là 249 nghìn đồng của mã K9. Ước gì có tiền khuân cả xưởng về mặc. Khuân cả shop về mặc chị đúng không? Chị đúng ý em. Chị đúng ý em luôn, nhưng mà nhiều khi là em bán hàng quần áo ấy, thì em nhìn em cũng gọi là kiểu nó quen mắt rồi ấy. Nhưng mà nhìn quen mắt đến mấy mà vẫn thấy gọi là vẫn thấy mê chị ạ, vẫn thấy mê. Chị Nguyễn Thị Phương ok em chốt đơn nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho là mã K9 ạ. Chọn màu cho em, tay len tay lỡ. Để chạm len tay lỡ, mã này sẽ là 250 một áo. 250 một áo, lên đơn hàng là K9 chọn màu cho em. Form các chị thoải mái dưới 65 cân đổ về. Tay này của em sẽ là gen 2 lớp các chị nhá, gen 2 lớp cho em. Mã hàng cho là K9 màu trắng này, K9 cho em màu đen ạ. K9 cho em màu cam, K9 cho em màu nâu, K9 cho em màu đỏ và K9 cho em xanh dương. Cách đối thoại tất cả em sẽ có 6 màu cho các bác mình lựa chọn luôn. Giá chốt trên livestream thì em sẽ là dạng 250.000 đồng. Anh Linh phải 250, 250 chị ơi. Hàng này 250, hàng mới về và mẫu này của em tay lỡ. Hàng của Meiji, hàng lên hãng nhá. Lên của hãng Meiji mã K9 ạ. Rất là đầy. Rồi, chị Minh Hiếu ok. Khánh Linh comment lại hộ em rồi, mã K9. Ok, Khánh Linh chốt xanh dương này. Chị Minh Hiếu ok, em chốt đơn. Màu nặng xinh đỏ là đỏ đô quá chị nhá. Đỏ đỏ đô cho em. Nâu này. Mã hàng mà lên số điện thoại chị thì mặc một màu lên. Đỏ đỏ đỏ. Đây ạ. Màu siêu xinh luôn, 5-6 màu. 6 màu cho các bác mình lựa chọn luôn. Toàn màu xinh cho các chị ạ. Mã hàng K9. Đấy, chọn màu cho em, chọn màu form đi các chị thoải mái 65 cân. Thoải mái các chị yêu thì mình đến 65 cân em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn là K9 và kèm cho số điện thoại cho em ạ. 5 màu toàn màu đẹp thôi, mẫu mới, chất lên nó rất là đanh luôn nhá. Chất lên đanh và lì, mã K9. Đánh lỡ. Chị Lý Vũ bây giờ chị thích bao nhiêu cái rồi chị? Chị thích, bây giờ chị thích chốt bao nhiêu cái nữa này? Chốt tất đi ạ. Chị chạy chốt tất luôn chốt nhá, để em ngày mai em gửi một thể. Mỗi ngày mặc một màu ạ. Đấy. Chị đẹp thích bao nhiêu cái? Chị bảo là chưa được chốt hàng bao giờ chán đúng không? Bây giờ mẫu này chị thích bao nhiêu cái ngày mai ạ? Lên đơn em ship hàng luôn. Nào, hàng em vừa mới về. Mua một cái áo tặng hai chỉ vàng. Chị Thiên Lê rồi ok, chốt đơn ạ. Chị Dung Mai chốt đơn hàng 47 cân có trắng vừa chị nhá. 40 đến tầm 65 cân các chị mình chốt đơn. Chọn màu cho em màu nâu các chị này, màu nâu, màu cam. K9 cho em màu đen ạ, K9 cho em màu trắng và dạng K9 màu xanh lam và K9 cho em màu đỏ đô. Kèm theo số điện thoại cho em ạ, 250.000 đồng một áo. Dạ 250.000 đồng các chị chọn màu cho em ạ, 65 cân các chị nhá. Size số các chị mình đến 65 cân. Rồi lên mẫu mới nào. Lên con đấy cũng được. Hay con cá ba ấy. Hay con cổ nơ cũng được. À con tay hến. Con tay hến trước cháy hàng. Tay hến nhá chị nhá. Hến được tay hến luôn đâu. Em thề luôn các bác, các chị nhớ cái mã này không? Con tay hến như này. Hôm trước cháy hàng luôn cái mã này này. Không có hàng mà bán luôn. Màu xanh cho chị nhé. Ok chị Dương Nhung ơi, lên số điện thoại giúp em với nhé. Có mã hàng phải có cả số điện thoại cơ ạ. Rồi em chuyển mã luôn nhá. Các chị nhìn kỹ hộ em cái bảng màu. Bác nào không săn được mẫu này hôm nay các chị hơi bị tiếc luôn đấy. Chờ em đưa các chị một mã mới. Một mã này hôm trước em về được một lần, xong là bị hết sạch hàng. Nó các chị điện đến nhiều quá, em phải săn lùng bằng mã này bằng được. Để chờ phải săn lùng mã này bằng được để em chốt cho các chị đây ạ.
Mã tiếp theo chính là mã K10 chị nhá. K10 và kèm các số điện thoại cho em. Chị Lê xem ok chốt đơn ạ. Chị Dương Nhung có đơn hàng ạ. Lên tiếp cho em mã K10 đi. Con này từ 40-60 cân thoải mái. Nó ơi nó cả cây đen thế thì mình này là cây đen. Mặc màu xanh nhưng mà trắng trắng đỏ đi. Màu trắng, màu trắng. Đây. Các chị nhớ mã này không ạ? Tay hến, cổ cấu, cổ bẻ cho em. Mã hàng, mã này là mã K10 nhá. Ai nhỉ? Mã này là mã K10 cho em. Em lên bộ khung cổ chứ em lên rồi. Chị ơi, chị Lê Trân, chị Diễm Thảo, ok em chốt đơn ạ. Chị là gì nhỉ? Chị Dương Nhung à? Dương Nhung chưa có số điện thoại chị ơi. Mã này các chị comment cho em là mã K10 nhá. Nhanh tay cho em mã này đi, em chỉ về đúng một lần nữa thôi là hết. Thì chẳng không còn hàng nữa. Chọn cho em K10 cho em màu xanh, em mặc là xanh dương nhá. Tông màu thứ hai chính là tông màu be này. Màu thứ hai là tông màu be. Màu 3 chính là màu đỏ. Màu thứ 4 chính là tông màu đen. Màu thứ 5 chính là màu trắng và màu thứ 6 chính là tông màu xanh lá. Tất cả có 6 màu. Mã này em tặng các chị trên line này, em ngày hôm nay ạ, chốt cho các chị là 240.000 đồng một áo. Các chị chọn màu cho em với 40-60 cân em chốt đơn hàng. Lên nó banh mà nó dày dặn lắm luôn. Các bác chị toàn bộ hàng lên hãng của SCG cho em. Toàn bộ hàng lên hãng của SCG các chị chốt cho em ạ. Màu cách số điện thoại là mã hàng K10 ạ. Mã hàng K10 ạ. Đẹp quá này, áo phông đi em ạ. Rồi phong lên lúc đầu like chị ơi, chị Phương Hoàng chốt đơn nhá. Bộ có cổ, bộ không cổ lên hết rồi chị ơi, tí vào tua lại like hộ em xem lại rồi. Các chị chọn cho em mẫu K10 này, màu xanh lá này. K10 cho em màu đen ạ. K10 cho em màu be này, K10 cho em màu đỏ, K10 màu trắng và K10 cho em màu xanh dương kèm số điện thoại cho em. Mẫu này em tặng các chị 240 quá rẻ luôn. Được chưa? Bác nào đang mua mẫu này, mẫu này bên ngoài 350 không ạ? Chắc là sẽ là có, tại vì khách hàng em mà các chị bảo là chị bây giờ chị thích đến nhà em. Đấy chứ, chắc là bây giờ chỉ mua hàng em thôi thì chị mua giá ngoài trước và chị mua rất là cao. Đấy, chị Nguyễn Hương chốt đơn nhá, chị Lena chốt đơn ạ. Quần đùi à, quần đùi thì mình còn mã nào không nhỉ? K2, K9, ok, chị thấy hoa, chị tặng hoa chốt đơn ạ. Quần đấy hết rồi. Rồi, lên mã K10 cho em. K10 và kèm các số điện thoại ạ. Prada chữ nhỏ đấy em tí. Chị xíu xíu ok, chị Dương Thủy ok, chốt đơn ạ. Nhanh tay cho em với các chị chốt đơn hàng. Màu nào cũng xinh mà các chị. Ô lên khoác đi. À đây. Lên các chị một hai mẫu lên khoác nhé chị nhá. Lên khoác siêu rẻ luôn. Hôm nay các chị sẽ bất ngờ tại vì hôm nay ạ, em vượt được lô nó còn tầm 1.000 cái. À, chị Lê Trần ok chốt K10 màu đen và xanh dương. Ô các chị có màu xanh lá nó cũng đẹp luôn này. Chị xanh lá nó cũng xinh. Đấy, các chị nhìn cái thớ len của nhà em các chị nhá, thớ len đẹp chưa? Từ tem mác này cho đến cái chất len của nó, các chị nhận hàng các chị sẽ phê luôn. Mã hàng và kèm số điện thoại trên là mã K10. Đúng không ạ? K10 và cộng theo số điện thoại cho là các chị đi chốt đơn hàng thành công ạ. Các cái mẫu này cái mẫu này nó có màu xanh đẹp nhỉ, lạ lạ này. Từ ạ nhá, em lấy các chị một mẫu này, em vừa nhìn thấy một mẫu đẹp lắm. Các chị từ từ đã. Chị Ngọc Linh ok chốt xanh dương, chị Dương Nhung chốt đơn châm canh có ạ, Hương Quế này Phạm Tính ạ, Hoàng Sành ạ, Lê Trân chốt đơn hàng ạ. Phát đợi em một tí nhá. Em lấy các chị một mẫu này nữa tại vì em vừa mới nhìn thấy mẫu đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Phê luôn, đỏ này. Được chưa? Thử luôn các bác màu đỏ nhá. Xem lại cái này đi này, Huyền ơi. Cái này nó ấy lỗ này. Xanh lạ. Đây các chị này, K10 màu đỏ nó cũng đẹp này. Con xinh dã man luôn ý. Đến 60 cân em chốt đơn các chị nhá. 40 cân đến 6 cân, 60 cân mã này là có 240.000 thôi. 240. Rồi chị Hồng Võ, rồi cảm ơn chị Nguyễn Thị Anh nhé, công nhận hàng em Loan đẹp lắm, cảm ơn tình yêu ạ. Chị Lê Hải Năng, mấy hôm trước không được chốt đơn thì hôm nay đặt lại chị ơi, chị gì Vinh Nguyễn chốt đỏ xanh này. Cái này là tay em ạ. Tay lỡ. Rồi Trang Trần chốt đơn. Em qua mẫu chị nhá. Vũ Thị Thanh chốt đơn ạ, mỗi này K10, em qua mẫu khác ạ. Mẫu này có mấy màu? Có mỗi 4 màu đúng không? 4 màu. Bỏ cái này xuống đi. Để bạn
thì làm nó nhưng mà lao đao cũng được. Không biết thì làm cho ai. Không không nhỉ. Nhưng đi ra đó. Nó xanh lạ thật đấy nhỉ. Nó xanh rất là lạ. Ít có cái màu xanh như này. Đi khoảng một khối màu xanh gì? Màu nâu. Xanh nâu. Hai màu. Có này có cổ ấy chị nhá. Cái chữ này chị theo cho em. Bốn màu. Cái lao đao chị theo bốn màu. Các chị yêu lên cho là mã này là bạn K11 con tay lỡ. K11 tay lỡ. Bộ ngủ đùi á. Chưa có bộ ngủ đùi đâu chị ơi. Mã này là mã K11 cho em. Chị Thanh Phan ạ. À. Anh Kim Ngô chốt đơn. Chị Hợp Nguyễn chốt đơn ạ. À. Mã này là mã K11. Len này của em sẽ là len lỗ chị nhá. Len lỗ có cổ. Chữ Prada cho em chữ theo. Tay lỡ cho em rất là xịn luôn. Mẫu mới nhất. Mẫu mới nhất đẹp nhất luôn các chị ơi. Len mã này cho em là mã K11. Chọn cho em màu gì ạ? Nâu này. Màu xanh lạ các chị nhá. Màu xanh nhá các chị. Comment là màu xanh không? Màu xanh ạ. À. Màu đen màu trắng bốn màu. Có bốn tông màu, hàng của em sẽ là hàng của SCR, hàng siêu cấp cho em. Dạ các chị, mẫu này là 250 chị nhá. 250.000. Loan ơi, mai cho chị gặp em tí được không? Chị Vinh Nguyễn, chị Đàm cũng được gặp em sao? Gặp em có vấn đề gì hả chị? Gặp em trên live. Nhìn nhé em trên live đi chị ơi. Mã này cho em là mã K11 ạ. Rồi chị Nguyễn Hiền ok này, chị quần em mặc là 150. Chị Hải Hậu ok, chúc K11 ạ. Đây các chị chọn màu cho em nhá, chọn màu cho em là màu trắng, màu đen, màu nâu, màu xanh, bốn màu. Đưa chị cái màu xanh lên kẹp lên đây. Các chị nhìn hàng này. Đấy chị ạ, toàn bộ hàng len xịn luôn. Các chị chất len cho em rồi, chất len các chị nhìn qua cái đây cho các chị xem gần luôn này. Đấy chị ạ, cho các chị mình xem gần luôn cái chất len nhà em nè. Mã hàng phẩm là K11 cộng theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Hôm nay chốt đơn các chị thoải mái tầm 63 cân đổ về. 40 đến tầm 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. 63, 65 cân, ok, bon chen được thì chất lên nó sẽ giãn theo chiều cơ thể cho em mình ý. Đây, mẫu K11 cho em, chị Hồng Nhung Lê, chị Hợp Nguyễn, ok, chị Nhung Nam chốt đơn hàng, chị luyện đặt lại hộ em với. Chị luyện đặt lại hộ em với nhá. Áo nắng hết hàng rồi chị ạ. Đây, màu nâu, chị ơi, không phải màu be nhá, mỗi mà màu nâu đấy. Màu nâu. Đấy chị ạ, màu xanh. Đó, màu xanh cho em ạ, màu đen, màu trắng, 4 màu. Mã hàng là K11, giá 250 ạ. 250.000. Chị Nhài Lưu cho em xin lại số điện thoại ạ. Chị Vân Phùng lên số điện thoại nhá. Chị Trần Thúy Bích ok em chốt đơn hàng. Mã sản phẩm là K11 kèm số điện thoại cho em chuyển mẫu luôn ạ. Tiếp theo lên các chị bộ mới nhá. Đây con trắng này cũng đẹp này, bác nào chốt trắng lên trắng luôn. Cái len này về các chị mặc luôn này, không phải đợi sang thời tiết lạnh mới mặc được. Bởi vì nó là len lỗ, kể cả các chị vừa thích mùa hè các chị mặc cái áo này bình thường. Quần chị mặc còn, chị Hà Linh Khun Sam ơi. Quần em mặc là mẫu quần xịn nhỉ, hôm nay em vừa mới về thêm. Chị Sương Rồng ok em chốt đơn ạ. Vân Phùng chốt đơn hàng này. Đấy chị ạ, chị Nguyễn Huyền có đơn ạ. Các chị ơi, K11 các chị nhanh tay thì mẫu này mẫu mới tinh đình tình luôn, vừa mới về xong. Nóng hổi. À chị hỏi lấy xị hàng về bán này, chị cho em số điện thoại luôn để em kết bạn Zalo chị nhá. Chị Hồng Võ ok em chốt đơn ạ. Thì em bao giá các chị luôn mà kể khách xỉ khách lẻ em lúc nào cũng được mua giá tốt nhất luôn. Thì em mà đắt thì chắc chắn là các chị không lấy xỉu nghe đúng không ạ? Nhưng mà em bao giá các chị toàn có là chợ đầu mối luôn. Không có nhà nào bán các chị giá rẻ giá này đâu ạ. Quần là mã quần xịn nhá. Chị Nguyễn Yến ok em chốt đơn, Ngọc Nguyễn có đơn ạ. Chị Hồng Vân chốt đơn dồn ạ. Mã hàng kèm số điện thoại. Chị Lý Ngô ok, chị Oanh Hoàng chốt đơn, Nguyễn Đức Lợi có đơn hàng ạ. Quần em mặc có cả đen mà chị, có cả đen với trắng. Quần em mặc có cả màu đen màu trắng, các chị lên đơn hàng cho em. Kèm theo số điện thoại, chị chốt đơn hàng thành công ạ. Ồ, nhiều mẫu đẹp lắm luôn ý. Hôm nay em thề luôn, em không muốn xuống làm một tí nào luôn. Tại vì nó có quá nhiều mẫu mới về. Linh Nguyễn đúng không? Rồi ok, em chụp số tiếp các bạn nhé. Rồi các chị ơi, chọn màu luôn nhé, chọn màu luôn. Bác này không nhanh thì hết bạn này. Chữ này chữ theo đấy, cứ phải chữ in hay chữ dán vào đâu. Cái này lên theo chữ đẹp lắm. Mã K11 ạ. Trần Xoa Hoàng Thanh ok cho tôi. Chị ở Bình Phước à? Phải không? À thế à, chị ở Bình Phước phải không? Ok chị. Nói chung là các chị cứ chọn hàng nhà em đi, hàng em bao chất các chị luôn, bao chất bao giá luôn. Các em đây các chị mẫu này cổ tim nha các chị nhá, cổ tim luôn. Mã hàng tiếp theo là K12. Hôm nay cố lên các chị thật là nhiều mẫu để các chị nào cũng được chốt đơn nhá. Đấy chị ạ, các chị lên mã này là mã K12 kèm theo số điện thoại ạ. Siêu đẹp luôn các chị nhìn hàng. Mai chị Hoa chị không khóc nghề cả. Mấy hôm nay chị không về bờ. Hôm nay về bờ, về sớm. Mà nấu cơm vẫn muộn. Lời cho mọi người. Không về tranh thủ.
K12. K12 và lên số điện thoại 5 hàng VIP nha các chị ơi. Để xem cái giá tiền của cái này nhá. Ui con này giá rẻ hơn này. Được chưa? Đẹp này còn rẻ. Mã K12 Huyền báo màu chị Huyền ơi. Mẫu màu 10 đúng không? Rồi mẫu màu 10 có màu 5 luôn đấy. Đẹp chưa? Đẹp có 5 màu. Em báo giá qua hết hàng luôn đấy ạ. Em thề luôn mẫu này là em báo giá hết hàng nhá. Chỉ về được một lần. Mã này là mã K12. Cam có đúng 3 chiếc. Huyền đi cho chị xin cũng nước rồi. Mã sản phẩm đẹp nhờ. Các chị ơi chốt thoải mái đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân đổ với em chút đơn hàng. Mã hàng cặp K12 nó sẽ có nhún eo nhá các chị nhá. Có xếp ly ở dưới eo cho em. Em chọn cho em màu xanh này là màu xanh em gọi là xanh dương đi. Gọi là xanh dương nhá. Màu mới ạ. Màu thứ hai là tông màu cam này. Màu 3 cho em sẽ là gì ạ? Tông màu xanh lá. Các chị yêu nhìn họa tiết cho em luôn nhá. Được chưa? Màu thứ 4 cho em sẽ là tông màu trắng và màu thứ 5 cho em sẽ là tông màu nâu. Tất cả sẽ có 5 màu để các chị mình lựa chọn luôn. Mã này là mã K12 em tặng các chị luôn ạ. 230. Em giật luôn các bác ơi ạ. Ngon bổ rẻ này ạ. 230.000. Em đố bác nào nhập xỉu giá này luôn ý. Được chưa? Mà khách lẻ nghe được mua giá này đấy ạ. 230.000 một áo. Các chị lên đơn hàng. Mã sản phẩm cho em là K12. Được chưa ạ? K12 cho em các chị nhanh. Tại vì mỗi màu nó có màu 5 màu 10 thôi. Không có số lượng nhiều. Được chưa? Chỉ có điều là em không việc có số lượng đó. Kiểu cổ của mã là nhiều ý. Tại vì hết hàng cháy hàng. K12 cho em cổ tin nha. Bác nào thích cổ tin lên đơn cho em mẫu này ạ. Chất len bao đay chất luôn. FCR cho em toàn bộ hàng xịn sò. Lên mã sản phẩm là K12. Chọn nâu xanh ạ. Cam đen à cam trắng. Và gì ạ? Xanh em có xanh lá với xanh dương các chị. Em mặc là xanh dương ấy. Rồi tên mùi xanh lá cho em. Được chưa? Màu nến gọi xanh lá. Chọn cho em mẫu K12. Comment đúng mã hàng và kèm số điện thoại ạ. À, khoác đằng sau tay phải. Ồ. Khoác tay phải 201 chị ơi. 210.000. Còn mã này là 220 các chị này. À 203. K12 là 230.000. Được chưa? Chị Đỗ Hương ok chị Hà Hiên ạ. Lê Chân chốt đơn hàng ạ. Hà Linh phun xăm chốt đơn nhá. Lên mã cho là K12 đi các tình yêu ơi. Đây màu xanh các chị này, xanh lá đây. Xanh lá xanh dương các chị nhá, toàn màu mới đây, màu nâu này. Nâu xinh này các chị ơi. Nâu đẹp nhá. Các chị đừng bỏ qua màu nâu, màu nâu đậu cháy hàng trước đấy ạ. Chị Phạm Hoa lên số điện thoại, chị Lê Chân chốt đơn Hà Hiên có ạ, Thanh Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Nguyễn Thị Anh ạ, ok. Em thử xanh lá luôn nhá. Xanh dương xanh lá, ui dồi các bác đã chốt toàn màu đẹp. Chất len sờ và nó mịn như thế này cơ mà. Cái này nó có nhún cái độ eo. Em bất nào mặc cái này eo nó không bị lộ. Eo to không bị lộ luôn ý. Đây ạ, chọn màu xanh lá cho em. Xanh lá, cách số điện thoại cho em là cách chỉ chốt thôi. Chúng ta mua ra đi nhiều xinh lương và xanh lá. Em bị cuồng cái màu xanh đấy chị ơi. Thực sự luôn bị cuồng cái màu xanh. Lên mã cho em là mã K12 màu xanh nhé chị nhá. Chị Liễu ok em chỗ đơn. Lên áo khoác len đi em, rồi có luôn. Đây em tí cho chị một cái, đây em mặc áo hay dây để em mặc với lại áo khoác len luôn các bác nha. Huyền ơi à, chị tranh dơ lại màu em. Để chắc các chị em dơ lại màu K12 xem tua mẫu nhá. K12 màu gì? Có 5 màu ạ. Đây là màu cam ạ. Và đây là màu xanh ạ. Đấy ạ. Màu trắng ạ. Và màu như em đang mặc đó là màu nâu. Màu xanh này nó có hai màu xanh này, thấy chưa? Xanh là có hai màu xanh là xanh lá và xanh dương. Xanh lá và xanh dương, các chị lên đơn nhá. Rồi giò 80 có ạ, tính mắt quý thôi chị. Em bảo rồi ạ, cái mã này em báo giá là hết hàng mà. Hết thật sự luôn, mỗi màu nó chỉ có 5-10 thôi. 5-10 thôi các chị nhá, mỗi màu 5 mẫu 10 cái thôi là hết. Đấy, bọn em không săn được nhiều ý. Mà các chị ơi giá nó rẻ như thế này. Rồi em chuyển các chị một mẫu áo khoác len các chị nhá. Khoác len kiểu khoác len mông tơ ghi. Để chạm khoác len mông tơ ghi các chị nhìn hàng này. Lại tiếp một mẫu nữa báo giá hết hàng. Để chạm lại tiếp các chị một mẫu nữa báo giá em hết hàng luôn. Con này các chị nhìn xem từ tem túi của nó luôn này các chị này. Em ơi xong vụ của nó toàn bộ hơn 300.000. Để chạm toàn bộ hơn 300.000 một cái. Tiếp theo các chị đem mã này cho em là mẫu K13. K13 kèm theo số điện thoại cho em. Ok con này em chui cho nó nhanh nhé chị nhá. Toàn bộ len thỏ rợi sệt à, quên dệt sợi cho em. Để chạm len thỏ dệt cho em các chị lên đâu nào. Em chui cho nó nhanh nhé. Để cái này là len cúc rồi ạ. Chị có về đi mưa. Về đi mưa. Đây con này len khoác len mông tư ri à, quên khoác len cardigan. Đang bán
khoác lên này cardigan cho các chị lên đơn. Có phải thoải mái chị đến 65 cân nhá. Thoải mái các chị yêu mình đến 65 cân đổ về một con khoác len đẹp như thế này luôn ạ. Các chị chọn cho em màu, em mặc là màu xanh nhá. Xanh đỏ và dạng đen. Ba màu. Xanh đỏ đen kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng các chị luôn giá đầu 1 cho máu nhá. Đầu 1 K13 đúng không? Mã hàng trên là K13 kèm theo số điện thoại ạ. Bao nhiêu tiền được các chị ơi? Em nói trước là giá đầu 1 thôi, đi lên luôn. Được chưa? Giá đầu 1. Mã hàng là K13. Ba màu. Nó có ba màu. Em mở hàng các chị mã này nhá. Được chưa? Mở hàng đi ạ. Cho nó gọi là sơn sẻ. Một mã khoác len. Được chưa? Một mã khoác len cho em ạ. Lên cho em chuẩn cho em mã sản phẩm là K13 màu đỏ này. K13 cho em ạ, màu đen. Em ôi từ cái túi nó đẹp từ cái túi trở đi luôn ý. Chọn cho em màu đen nhá các chị nhá. Đen, xanh và đỏ ba màu. Rồi ạ, giá luôn đấy chị này. 149.000 đồng một áo. Áo dây mặc hết hàng rồi. Mã này mã K13 cho em 149.000. 149.000 đồng một áo. Mỗi màu nó chỉ có 10 chiếc. Các chị ơi, mỗi màu nó chỉ có đúng 10 cái. Các chị lên đơn hàng cho em. Khoác xịn như này luôn. Trong vụ của nó phải trên 300.000 một cái. Để chị ạ, trong vụ ở trên 300.000 một cái. Các chị lên đơn cho em ạ. K13 cho em màu xanh, màu đỏ với màu đen. Em sẽ có 3 màu, các chị mình lựa chọn luôn. 3 màu các chị mình lựa chọn luôn. Cái chất nó rất là đanh luôn các chị nhá. Chất đanh đẹp lắm luôn ý. Em bán tặng các chị là 149.000 đồng ở trên live stream. Rẻ hơn một cái áo phông. Lô đầu tiên, ở 199. Đẹp quá đấy các chị này. Cái này là mình cúc cho em các chị. Nó là áo khoác len, khoác len cho em. Mã hàng và kèm các số điện thoại cho là các chị yêu mình chốt đơn hàng. Ngon bầu rẻ luôn các chị này. 149.000 đồng. Mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Lô đầu tiên thì bán các chị gọi là bán mở hàng thôi. Mở hàng một con khoác len đầu tiên các chị nhá. Mã hàng trên là mã thì nhỉ? K13 đúng không? Nhanh tay cho em chọn màu. Không có hết thì lô này em cái mẫu này nó chỉ có tầm mỗi màu 10 thôi ạ. Chọn cho em màu đỏ đấy ạ. Để chọn màu đỏ cho em nhá. Chất len nó sờ xuống rồi các chị nhỉ. Để chọn nhìn len cho em nhá. 149 đồng các chị lên đơn. Mã sản phẩm là K12. Khoác len đấy các chị ạ. Nó là rộng dáng kiểu cardigan dáng ngắn. Dưới 65 cân. 45 đến 65 cân em chốt đơn hàng. Ok chị ạ, 45 cân đến 65 cân em chốt đơn. Mã sản phẩm là K12 cộng số điện thoại ạ. À K13. K13, chị Minh Nguyễn ok, chị Ngọc Linh, chị Hoàng Thanh ok, chị Lê Hòa. Bác nào chốt đen lên màu đen luôn cho em, bác đen pha trắng. Được chị ạ, đen pha trắng cho em ạ. Mẫu này em tặng các chị có 149.000 đồng. Bác nào không săn được thì gọi là đừng bảo em câu view câu like nhé. Tại vì em chỉ có tầm khoảng là mỗi màu 10 thôi. Chị Nguyễn Ngọc Dung Lê ok em chốt đơn ạ. Lên mã cho là K13. K13 kèm số điện thoại cho em ạ. Màu đen các chị này. Đỏ đen xanh 3 màu. Được chị ạ, đỏ đen xanh 3 màu. Các bác lên đơn hàng. Lên đẹp cái này luôn ạ. 149.000. Tao tiếp cho em một bạn nữa chị ơi. Bạn taxi các chị cầm 3 mã ăn. Lấy hết mã chưa? Em chẳng em bê ra ngoài này về. Cũng được, có ít cho bê ra bây giờ được không? Em chuyển mã chị nhá. K13 em cắt mẫu luôn này. Hết sạch thì xanh luôn trong một gọi là một đốt nhạc luôn. Nếu mà em báo giá này. Được chưa? Xỉ làm sao chốt được giá này nếu như các chị đang đi nhập giá ngoài. Được chưa? Chị Ngân Vũ, Nga Vũ ok, chị Nguyễn Đông chốt đơn mỗi lần K13 chị nhá. K13 và kèm cho số điện thoại cho em. Các chị thích khoác và các chị thích cài cũng được. Em chui cho nhanh. Em toàn chui cho nhanh đấy các chị nhìn hàng này. Chất len của nó len thổ dệt các chị nhá, len thổ dệt cho em. Rồi chuyển mã luôn ạ. Em chuyển mã luôn nha, K13 qua mẫu luôn ạ. Tiếp theo trên mẫu K14. Hai màu. Để chặn xanh dương với xanh lá. Mã hàng là K14 cho em. Đây lên khoác đấy chị này. Lên khóa hiện tại chưa về hàng. Nó chỉ về lên cúc đấy thôi chị ơi. Mã này lên là mã K14 ạ. Hai màu các chị nhá. K14 hai màu. Comment đúng theo mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. Để chạm các chị chọn cho em màu này màu xanh dương các chị nhá, xanh dương này. Và tông màu thứ hai sẽ là tông màu xanh lá. Hai màu cho em. K14 kèm theo số điện thoại ạ. Để chạm K14 và kèm theo số điện thoại cho em. Xanh chưa? Các chị ơi ạ.
ạ, màu nào đẹp luôn. Em tặng các chị cũng lâu, từ này là 149.000 đồng đi. Chị chạm mẫu K14. K14 cách số điện thoại. Các chị chọn cho màu xanh này, tông màu xanh dương các chị nhá. Màu xanh là xanh dương cho em. Và tông màu thứ hai là xanh lá. Xanh dương và xanh lá, comment đúng mã hàng, cách số điện thoại cho em là các chị chốt đơn. Em bảo rồi ạ, giá siêu đẹp và rẻ luôn thế này, ai bán khoác len 149.000 đồng và toàn bộ len xịn các chị như này đúng không ạ? Cái này là em làm lô các chị nhá, làm lô các chị luôn. Mã này 149.000 đồng. Comment đúng mã hàng giúp em với. Cộng theo số điện thoại ạ. Đây là màu xanh này, xanh lá chị này. Xanh lá và tông màu xanh dương cho em hai màu. Lên cho em chuẩn mã sản phẩm là K14 149.000 đồng ạ. Chị Kim Anh rồi chị Ngân Vũ chốt đơn hàng ạ. Comment chuẩn mã giúp em đi nhé. Đây K14 này ạ. K14 cho em màu xanh xanh dương các chị nhé, xanh dương và xanh lá. 149 rồi. 149.000 đồng rẻ chưa? Giật mình. Thôi giật mình, đừng giật mình. Lâu đầu tiên em muốn bán rẻ cho mọi người đấy. Chứ còn nếu mà trong vụ rẻ nhất là 280. Trong vụ rẻ nhất nó phải tầm 280.000. Hàng nguyên siêu, nguyên tệp luôn ấy. Đây màu cho em ạ, màu này màu xanh xanh dương các chị nhá. Xanh dương kèm số điện thoại cho em. Tầm khoảng 65 cân đổ về là các chị chốt đơn này. Ngon bổ rẻ thực sự luôn ý. Cái này có 149.000 đồng. Nói ra giật mình luôn đúng không ạ? Chị Lan Phạm thì ok. Chị Hoàng Thanh ạ. Dương Thị Tu Hoài chốt đơn hàng. Comment nó có comment em nhìn thấy em đọc nhé. Comment không nhìn thấy các chị cứ lên đơn xem máy sẽ lọc đơn hàng ạ. Lily Dương Thu Hoài ok. Chị Mai Phạm chốt đơn ạ. Mã này K14 cộng theo số điện thoại cho em các bác mình lên đơn. Đấy, 149.000 đồng một áo, rẻ hơn cái áo không luôn đúng không ạ? Rẻ bất ngờ luôn mà giá gọi là các chị ơi, cái chất len nó đanh nhá chị nhá, đanh chất chắc chất luôn ý, mà các chị giật nó không bị bay bị nhão luôn ạ. Áo 2 dê mặc em hết rồi chị ơi, may còn cái mặc mẫu thôi. Tiếp theo cho một mã nữa nhá, lên xem một K15 nhé. Đây. K15 cho em hàng nguyên tệp như này luôn ạ. Đây là em giao buôn đấy. Cái mã em bán giao buôn mà khách lẻ như em là các chị được chốt bằng giá buôn đấy ạ. Đấy chứ ạ, được chốt bằng giá buôn các chị nhìn hàng này. Đấy chứ ạ, nguyên tệp luôn các chị nhìn xem ạ, toàn bộ hàng cái này hàng Quảng Châu rất là xịn luôn nhá. Tiếp theo mẫu K15, em có hai màu là xanh với đỏ. Đấy chứ ạ, K15 hai màu xanh đỏ và kèm theo số điện thoại cho em là các chị yêu mình chốt đơn hàng này. Em ơi, chất len xuống đời em. Đấy gì đúng. Cái chất len dệt cho em này. Xịn ơi là xịn luôn, bộ K15 cho em các chị nhá. Đấy. Em có màu xanh, màu đỏ hai màu. Mã hàng ra là K15. Dạ, lên mã K15 cho em. Màu đỏ, màu xanh đấy chị nhá, hai màu. 149 mã K15. Chị ơi, cái bộ thu đông thì em lên rồi. Chị bộ mùa đông em lên rồi, cái hàng dài tay lên rồi. Tí vậy sẽ lại like của em với nhá. Đây bộ K15 cho màu xanh này chị này. K15 màu đỏ và K15 màu xanh em tặng nốt các chị là 149. Mã này mở hàng trên like em bán rất là rẻ luôn. Các chị chỉ việc lên đơn thôi ạ. Mã hàng cho em kèm theo số điện thoại là các chị chốt đơn. Đây màu xanh này ạ, xanh với đỏ hai màu chị nhá. Xanh đỏ hai màu. Comment mã sản phẩm một cách số điện thoại cho em ạ. Đẹp chưa? Đấy chứ ạ, 149 một áo. Tổng nó chỉ có 500 chiếc. Tổng có đúng 500 cái. Các mẫu. Mã này lên cho là mã K15. Chị xíu xíu 5 cái K14. Ok, chị Vân Hoàng chốt đơn ạ. Lên gió phía sau đi ạ, để em tí. Chị Lily ok chốt K15 màu đỏ rồi đơn. Chị nào chốt xanh lên đỏ. Lên màu xanh cho em. Và chị nào chốt màu đỏ lên màu đỏ luôn cho em nhá. Mã là K15. 149 một áo ạ. Kèm theo số điện thoại cho các chị tính chốt đơn hàng ạ. Siêu đẹp luôn ý. Đi theo hội biên nối chiên nhiều không? Lên chị gọi đấy đi. Bộ đấy có nhiều màu đẹp. Có chị đang bảo em là em ơi lên cái áo Prada chữ nhỏ đi. Đây này. Hôm nay là có vẻ về hồng đúng không? Nhưng mà cái Prada chữ nhỏ ấy này. Đó. Đây này, để em tí luôn nhá, để em lên một tí cái mẫu Prada chữ nhỏ luôn. Rồi, cái mã này em qua mẫu với chị nhá. Vào vụ chắc chắn là sẽ không có giá này đâu các chị ạ. Bây giờ là lô này lô mở hàng, em bán các chị giá tốt nhất có thể luôn.
Được chưa? Cộng lãi suất các chị là rẻ cực kỳ luôn ý. Cao 15 có 119, em bảo rẻ hơn một cái áo phông luôn ý. Không có bộ tròn mã này đâu ạ. Nó chỉ có khoác kiểu cardigan dáng kiểu ngắn ngắn như này thôi. Bây giờ em sẽ lên các chị mẫu ạ. Một mã áo len mông tư ghi thì họ của Lada chữ nhỏ các chị nhé. Từ Lada chữ nhỏ cho các chị luôn. Cái hình có bên nhiều không? Chụp con này. Đây. Các chị nhớ cái mẫu này không ạ? Mà em cấy hàng cái màu này trước này. Em sẽ về được mỗi màu 10 thôi chị nhé. Mỗi màu 10. Các chị lên là cam bao nhiêu? Cam 17 đúng không? Cam 10. Cam 16 ạ. 17 6. Cam 16. Ok chị ạ, cam 16 và kèm theo số điện thoại cho em. Nhìn xem mẫu này có về được hàng đấy. Không có màu mặc len. Các chị nhìn nè. Màu này em gọi là màu hồng đỗ ấy. Đang xuống là đỏ trắng xanh. Đỏ trắng xanh là nhiều đen ít. Cái màu này. Màu này có ít à? Màu này ít mình lên đầu tiên đấy này. Các chị ơi, 40 cân đến 60 cân các chị nhá. Các chị nhớ cái áo Prada chữ nhỏ không ạ? Con này em tặng các chị là 230 này. 230.000 một áo. Mã hàng là K16. Chọn màu cho em. Đồ nỉ shop á, có hai mã, ngày mai hỏi Huyền Linh của em với nhá. Hỏi Huyền, hỏi Linh của em với. Mã này K16, các chị chọn cho màu xanh lá ấy, chị này. K16 cho màu xanh ạ. K16 như là hồng vỏ đỗ nhé chị nhá. K16 cho em ạ, tông màu trắng. K16 cho em màu đen. Và K16 cho em tông màu đỏ. Có tất cả các chị là 5 màu. 5 màu mã này em tặng các chị là 230. Chốt đơn các chị 40 cân đến tầm 60 cân ạ. 40 đến tầm 60 cân em chốt đơn hàng K16 chọn màu luôn các chị ơi. Lên lỗ về các chị bằng luôn những cái mã hàng này chị này. Không cần phải đợi thời tiết là nóng hay lạnh. Mùa hè vẫn đọc được, mùa đông cũng đọc được mã này cho em. Mã sản phẩm là K16 ạ. Hà Thủy, Nguyễn Yến Hạnh, Lê Trần, Thơ, Mương, Thu chốt đơn hàng ạ. K16 các chị lên đơn nhá. 230.000. Em bao giá các chị toàn thị trường luôn mã này. Đấy chạy, chất len đanh và toàn bộ hàng. Hàng Prada cho em ạ. SCR cho em rất là xịn luôn các chị nhá. 230.000 một áo. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Yến ấy có số điện thoại chưa? Hạnh Lê, Trần Thơm, Hương Thu có nhé. Mã hàng là K16. Kèm số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Chị Ngọc Linh ok. Đây thử các chị màu xanh luôn nhé. Màu xanh, màu hồng. Hồng này là hồng đỗ, các chị nhìn chất lên xuống rồi không? K16, 230. Mẫu nơ cũng xinh nhỉ. Nay còn chưa, mình còn chưa lên mã nơ thôi. Đây, xanh này ạ. Cái bên dưới nó sẽ có đai chị nhá. Bên dưới có đai và nhúng cho em. Có đai nhúng cho em ạ. Nhìn cái mã hàng ở cổ ấy. Rồi Nguyễn Phải Như ạ. PK Oanh ok. Chị Lê Tuyết ok. Em chốt đơn à. Bắt đầu chốt xanh lên xanh cho em ạ. Chị Hạnh Lê chốt trắng lên lên số điện thoại nhá. Đỏ. Bộ nào cũng đẹp nhỉ. Mã này K16. K16 cách số điện thoại ạ. Ôi 11 giờ đi kìa. 27258 ấy. Chuyển tiền rồi này. Sao đỏ rồi. Sao đỏ. Rồi chị Trần Thơm ok chị ạ. À. Trần Phải Như chốt đơn ạ. À. Các chị ơi chọn màu nhá. Trắng này đẹp. Để qua em đang mặc quần trắng, em muốn mặc áo trắng. Các chị ơi màu nào xinh. Em chọn màu các chị yên tâm luôn, màu nào đẹp. Mã hàng chỉ là K16. Kèm theo số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng ạ. À. Hàng Nguyễn chốt đơn nhé, mẫu K16 các chị lên mã hàng của em với. Đỏ trắng K16 ok chị Vinh Nguyễn ạ, à, lên số điện thoại cho em với chị ơi. Cái này có 230.000 quá rẻ luôn. Và đợt trước có hàng 29, bây giờ em về em bán được rẻ hơn các chị 230.000 một cái. Đấy kiểu làm được giá số lượng vì lúc nào cũng được cho các chị cái giá tốt nhất có thể luôn. Tao xịn tháng dài chưa về hàng với chị Hoài Năm ơi, đã hóng tao xịn tháng dài rồi à. Các chị nhá, chọn màu cho em ạ, à. Hồng này là hồng đỗ chị này, đây là màu vỏ đỗ cho em. Mã hàng cái số điện thoại cho các chị chốt đơn ạ. À. Nào chuyển các chị một mẫu không? Cổ nơ đi. Em lấy các chị mẫu cổ nơ của Mezi các chị nhá. Cổ nơ Mezi siêu đẹp luôn. Đấy chị ạ, cổ nơ của Mezi các chị nhìn hàng này.
chỗ này có con có kẻ hay sao ấy chị? Không có kẻ đâu. Sao có mẫu để sinh vậy ta? Lấy cái mẫu cái có nhiều xong lên trước. Trời ơi cái bà này. Mẫu nào cũng sinh không biết là để mẫu nào lên trước được. Đấy, chưa con kẻ kia định gen à? Có lẽ pha tay gen nữa còn đỉnh ngay không ạ? Trời ơi, cái gì? 5 màu luôn nha. Các chị ơi, các chị nhìn hàng này. Em lấy con đỏ để trước đi nhá. Xem con đỏ có hàng không? Đó. Ôi, mê chưa? Các bác mình ơi, chốt luôn, chốt luôn. Để chị ạ, nhấc luôn mã này ạ. K17 cho các chị lên đôi nào. À, mong kể đấy. Rồi hỏi phát lên luôn nha, em lên con kể trước nhá. Em mẫu K17 nha. Ấm siêu tốc đồ đơn ok chị ạ. Chị Yến Nguyễn chốt đơn à. Các chị lên mã này xem là mã K17. Kèm số điện thoại cho em, xinh chưa? Kể có luôn, vừa hỏi phát lên luôn. Này. Đẹp quá thể luôn đi. Để này. Con này thoải mái các chị tầm 65 cân nhé các chị nhá. Thoải mái tầm 65 cân em chốt đơn. Tay pha gen cho em. Tay pha gen. Mã hàng là K17. Lên đơn hàng. Kèm số điện thoại. Con này 250 một áo. Mã hàng K17 nhá. Đây chị mông kẻ đây. Lên mông cơ ghi áo kẻ cho em. Em đang có màu kẻ này. Màu thứ hai tông màu đỏ đô các chị nhá. Màu đỏ đô này. Màu 3 cho em sẽ là gì ạ? Tông màu xanh lá. Màu 3 cho em sẽ là tông màu xanh lá. Các bác lên đơn hàng. Cộng theo số điện thoại cho em màu xanh lá này. Tiếp theo cho em sẽ là tông màu be chị nhá. Mã sản phẩm cho em là K17 màu be. 11 đơn rồi. Đó, K17 cho em màu be, kèm số điện thoại và diện K17 cho em màu trắng. Cách số điện thoại cho em con này 250 các chị đến tầm 65 cân nhé chị nhá. 40 cân 65 cân mã K17. 40 tầm 65 cân. Được chưa ạ? Vẫn có khách thì vẫn lên thôi. Mã K17 cho em, K16 là bao nhiêu tiền chị? K16 là 230 chị nhá. Còn K17 là 250 chị này, tay lỡ là 250. Mã này là K17 ạ. Rồi chốt luôn ạ, chị Minh Nguyễn chốt đỏ kẻ be rồi ok. Chị Lily chốt đơn kẻ dồn đơn này, màu nào cũng đẹp các chị ạ. Đấy, màu nào cũng đẹp luôn, em chọn màu đấy em cũng phải cân đối. Thì màu nào bán được thì em mới lấy. Chứ còn màu nào bán chậm thì em không lấy đâu. Những cái tông màu này tông màu đắt hàng nhất của nhà em đấy ạ. Và khách nào cũng gọi là chốt đủ màu, có khách có chốt đủ màu luôn ý. Em mẫu K17 cho em các chị nhá. Lên cho em mã hàng một kèm số điện thoại. Em thử lấy các chị màu đỏ đấy các chị này. Đỏ là đỏ đô không phải đỏ tươi đâu ạ. Đỏ đô chứ không phải đỏ tươi. Thế đây chuyển sẵn cái mẫu này. Mẫu nào xinh cũng muốn lên luôn. Chị nhiều mẫu lắm, hôm nay mới lên được khoảng một nửa cái áo len bông tư ghi thôi. Chứ còn hôm nay nó về gần 50 mẫu. Gần 50 mẫu à. Của nguyên cái len bông tư ghi ấy. Ê đỏ này. Tay này trông các chị mặc có trẻ nhá. Mã hàng là K17 cho em màu đỏ. K17 màu đỏ và kèm cho số điện thoại cho em 250 một áo ạ. Không rời mắt được đúng không ạ? Dũng Vân Lê chốt màu trắng dồn đơn. Hà Đỗ Thị có Nguyễn Đông ok. Chị Nguyễn Thí chốt đơn. Loan Lê chốt đơn à. Comment nó chơi nhanh lắm em không đọc hết được đâu các chị ơi. Các chị cứ lên mã hàng và cái số điện thoại cho em. Mã này là mã K17 ạ. Xanh lá này. K17 màu be. Đấy chị ạ, màu be cái gen của nó toàn bộ gen hai lớp cho em nhé. Mà gen nó mềm lắm, không bị dập ngứa luôn. K17 cho em ạ, tông màu trắng. Và gì ạ, K17 cho em màu đỏ. K17 cho em màu kẻ. Kèm theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Có là 250 một áo nhé các chị nhé. Lên tiếp các chị một mẫu nữa. Rồi ạ, lên tiếp các chị một mẫu nữa nhé. Cho nó gọi là được nhiều nhiều mẫu như các chị mình dồn đơn một thể nhé. Một mẫu thôi. Em giờ này em cũng đuối rồi. Rồi tiếp theo cho em ạ. Cái mẫu này sao nó đẹp vậy. Mày lên cuối line. Các chị ơi nhìn hàng này. Ui cái ren nó mềm dã man luôn ý. Đang có được bao nhiêu cái? Trời ơi cái mẫu này sao để giờ này mới lên nhở. Bên lúc đầu line có phải tốt không? Có số lượng một tí này. Tiếp theo con này lên K18 đi ạ. K17 em qua mẫu nhá. Chị Oanh Hoàng Hồng Ngoan Nguyễn Hồng ok chút đơn. Quần đùi ạ, quần đùi gì? Ôi các chị ơi, quần nó tinh dã man luôn ý. Chất này. Nhìn hàng các chị ơi. Mã sản phẩm lên trên là K18. Em lên con màu cam này trước này. Lên mã trên là K18 kèm số điện thoại ạ.
mỗi màu nó có tầm 15 chiếc, 20 chiếc. Mỗi màu có 15, 20 cái nhá chị nhá. Quay con này có cổ cho em, các chị mặc đi làm thoải mái. Tay của nó sẽ pha ren và tay lỡ. Mã sản phẩm là K18 dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Được chưa? Dưới 65 cân thì chị channel ở chị theo cho em nhé các chị nhá. Dưới 65 cân em tặng các chị là 250 một áo. Mã hàng là K18. Chọn cho màu cam này. Tông màu thứ hai chính là tông màu xanh. Được chưa? Màu thứ hai là tông màu xanh, màu trắng, màu be, màu đen, màu kẻ. Tất cả có 6 màu. 6 màu các bác yêu ơi, nhìn hàng này. Được chưa? Mã hàng là K18. Kèm số điện thoại cho em ạ, 250.000 một áo. Quá đỉnh luôn ạ, 250. Mã hàng K18, chọn màu luôn các chị nhá, chọn màu luôn giúp em với. B này. Đấy chứ ạ, tay pha B cho em ạ. Ren của nó mềm lắm, các chị ơi, sờ cái chiếc ren được sướng, nó mềm nhũn luôn ấy. Hàng này hàng đẹp mà các chị. Hàng này các chị mua ngoài 350 một cái. K18 cho em luôn ạ. K18. Rồi bây giờ mới nhìn thấy mẫu này thì hôm nay nó về quá nhiều mẫu luôn. Mẫu này ưng quá này. Đây K18 cho em màu B chị nhá. K18 cho em màu B. K18 cho em màu cam. K18 cho em ạ, tông màu xanh lá. K18 cho em màu trắng này. Có cả kẻ các chị nhá. Có cả kẻ luôn. Lấy chị cái móc này treo mẫu lên này thôi. Mẫu này mua treo lên này hơi phí luôn này. Đẹp quá này. 250 một cái. Mã sản phẩm là K18 giúp em với các chị ơi. Kẻ này. Để chạm kẻ cho em. Mẫu em mặc là màu cam còn màu vàng đúng không ạ. Đây kẻ đây. Đỉnh của chóp luôn. 250 một cái, chất lên nó canh nó xịn lắm các chị ạ. Chất lên đanh xịn cho em K18. Màu gì ạ? Màu kẻ nhá. Các chị nhá, màu kẻ này. Và K18 cho em màu đen. Mã này có 6 màu các chị ạ. Có 6 màu cho các chị yêu mình lựa chọn luôn ý. 65 cân đổ về em chốt. Đấy chị ạ, dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Mã sản phẩm là K18 cho em là tay pha gen các chị nhá. Tay pha gen và gen mềm. 250 một cái. Lý Vũ Dung Đàm Nguyễn Yến, Nguyễn Thị Lan chốt đơn ạ, Lily chốt đơn à. Thử có chị ơi kẻ nhỉ. Đây kẻ đấy các chị ơi. K18 kẻ. Lên số điện thoại kia các bác mình lên đơn hàng. Không đẹp lấy tiền luôn, dưới 65 cân là em chốt các chị ạ. Mê mẩn luôn, hôm nay len toàn bộ mẫu mới về luôn. K18 kẻ cho em. Kèm theo số điện thoại đi ạ. Quá kho rồi đấy. Đỉnh của chóp nhỉ, kẻ đây. Tay ren này. Đấy chạm tay pha gen mà gen nó mềm, sờ cái chất gen nó cũng sướng. Các chị ơi K18 cho em nhá. Tất cả có 6 màu ạ. Chị Trần Đào ok, chị Nguyễn Đông ạ, Nguyễn Giang ạ, Dũng Vân Lê Vân ok, chốt đơn hàng. Chọn màu nha các bác ơi ạ. Màu này, cam này. Đấy chạm K18 cho em màu trắng. K18 cho em ạ, tông màu nâu tây. À màu be, chị nhắc màu be nè. K18 cho em màu xanh và K18 cho em màu đen. K18 kẻ, kèm cho số điện thoại cho em ạ. Chốt giá tặng các chị like cho em là 250 một áo. 250.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Thế luôn các bác là còn rất là nhiều mẫu, như em hẹn các chị ở live sau nhé các chị nhá. Đấy chứ, em hẹn các chị ở live sau đi. Mẫu này các chị lên là K18 em nghỉ đấy ạ. Các chị nào ưng mã nào các chị lên luôn cho em mẫu K18. Ok chị xíu xíu này, chị Ngân Lan chốt đơn, chị Xuân Rồng ok, anh Đa Cô chốt đơn ạ. Mẫu này mà lên lúc đầu live để cháy hàng luôn đấy các chị ạ. Chị Lily ok em chốt đơn. Thề luôn, bây giờ em mới nhìn thấy thì vì nó cứ chồng hàng lên nhau, em không nhìn thấy. Mẫu này là em ưng từ lúc đầu đến giờ. Mà em bảo là không biết là nhân viên nó để chỗ nào. Bây giờ mới tìm thấy, cuối live mới tìm thấy mã này. Đấy K18, màu nào cũng xinh mà cái chất gen, cái tay gen của nó mềm lắm các chị ạ. Chị Ánh Hà lên số lên mã hàng chị nhá, comment mã hàng giúp em với. Cấn Thị Phương ok, Trần Thục chốt đơn ạ. Đây này, cái màu xanh này cũng yêu mà. Màu xanh này ít nhỉ. Nhìn nó có màu xanh này ít quá. Thôi, lúc đầu like mà lên mã này là không có hàng chốt luôn, thì cuối cuối like lên mã này là hợp lý đấy. Ít hàng, mẫu này ít. Còn hàng đấy không nhỉ? Đây, xanh đấy các chị này. Cái mẫu này có cổ nhá. Mà cổ nó không bị trễ đâu. Để chạy cổ vừa cho em. Đấy, mã này K18. Tay lỡ các chị ạ, tay lỡ pha gen. K18 kèm túi thoại trên màu xanh lá. Em thì sao? Chốt bắt đầu lên lúc đầu like cũng là màu xanh, cuối like cũng là màu xanh như này. Siêu xinh luôn, K18 nhé chị nhá. Rồi em mặc lại màu đen đi á. Đây màu đen, em vừa mặc màu kẻ thì em sẽ lấy cái chị màu đen đen xì nhá chị nhá. Đấy chứ, màu đen tuyền như này. Mã hàng cộng số điện thoại cho em, K18 ạ. Thôi dơ màu được không các chị? Tại vì em mặc các chị nhìn cái màu của nó rồi ý. Đấy chứ, nhìn cái form của nó rồi, bây giờ mình chỉ việc lên màu thôi. Đấy chứ, ưng màu nào lên màu đấy thôi các chị ơi, toàn màu đẹp này các chị này.
Đấy, K18 comment mã cho em nhá. Cộng thêm số điện thoại cho em ạ. Chốt giá tặng các chị trên line em là 250.000 một áo. Quần là mã quần xịn ạ. Quần là mã quần xịn. Thôi em nghỉ các chị nhá. Hẹn các chị ở live sau đi. Ba các tình yêu ạ.